bộ truyện một đời an ca tác giả trương tiểu tố thể loại ngôn tình sủng chương một bữa tiệc tối chia tay được tổ chức vào ngày kết thúc kỳ thi đại học hầu hết các bạn học trong lớp ngay cả giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn đều tham gia chỉ thiếu duy nhất hai người là triệu an ca và tần mặc bắc lớp trưởng đã ngà ngà say liền la lên với mọi người trên bàn ăn gọi hai người đó đến đây mới được vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra cả hai người đều không bắt máy, các bạn học đều bắt đầu xì si xầm, có biến à nha. Tình huống đúng là có, nhưng cụ thể là tình huống gì, đừng nói các bạn học ngồi ở đây, ngay cả hai nhân vật chính còn chẳng biết nữa là. Nói về việc này thì phải nhắc đến hôm trước khi thi đại học một ngày. Triệu An ca mưu đồ đã lâu gửi tin nhắn cho tận mặt bắc. Hẹn anh buổi tối 8 giờ đêm kết thúc kỳ thi đại học gặp nhau ở quảng trường trung tâm thành phố, cô vốn dĩ cũng không ôm hy vọng lớn lao gì, dù sao thì theo đuổi ba năm cũng chưa thành công, thế nên cho dù bị từ chối cũng không khác bây giờ là bao, dù sao chỉ cần anh vẫn còn sống, còn độc thân thì cô cũng không sợ. Sau khi tin nhắn được gửi đi, Triệu An Ca vẫn nằm trên giường nhìn chầm chầm vào di động, sợ bỏ lỡ tin nhắn hồi âm của anh. Ngày đó, cô sẽ dành tặng cho anh một kinh hỷ. Mãi cho đến khi tầng mặt bắt trả lời lại một chữ, được cô nhảy phát xuống giường đứng tại chỗ xoay vòng vòng rồi lại bò trên giường lăn lộn mấy cái mới kết thúc vì một chữ này ba ngày thi đại học triệu an ca phát huy hơn hẳn ngày thường vượt xa đến khó tin từ trong trường thi đi ra cô cảm thấy mình có thể thi đậu trường thanh hoa luôn đó chứ còn tệ lắm thì cũng là trường đại học tây nam hay đại học đông nam nói tóm lại là các trường đại học nổi tiếng là trâu bò cô đều có thể tự do lựa chọn các trường hạng hai thì không mấy để tâm triệu an ca thi xong thì về nhà đi tắm rửa thời gian còn lại cô đều dồn hết cho việc trang điểm, đắp mặt nạ xong, sau khi đánh kem lót thì bắt đầu trang điểm, chọn xong môi ô màu số 999, kẻ thêm lông mày và viền mắt, cuối cùng là một lớp phấn má hồng, cô ngắm nhìn người đẹp trong gương, có thể so với chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, vóc dáng triệu an ca không thấp, cao 1m68, cũng được xem là cao so với những cô gái bình thường. Thế nhưng cô lại còn mang thêm một đôi giày cao gót 8cm đi ra khỏi cửa bảy giờ bốn mươi phút tối cô đã xuất hiện ở bên cạnh bức tượng điêu khắc tại quảng trường trung tâm triệu an ca ngẩng đầu nhìn màn hình lcd bên cạnh tháp chuông đồng hồ trên màn hình đang phát một video quảng cáo ngôi sao nữ đang cầm một ly trà sữa và cười khúc khích này ưu nhạc mỹ của bạn không bạn mới là ưu nhạc mỹ còn chữ ưu nhạc mỹ thứ hai không viết hoa là ý khen ngợi một người nào đó ưu là ưu tú tốt đẹp nhạc là vui vẻ hạnh phúc mỹ là xinh đẹp duyên dáng triệu an ca đứng ở bên tượng điêu khắc nhìn bốn bề xung quanh hai vòng lát thì cúi đầu lát lại ngẩng đầu lên cô đang tìm cho mình một góc nhìn tốt nhất bảy giờ năm mươi phút cách phần bắt đầu của trò hay chỉ mười phút nữa thôi thời gian từng phút từng giây trôi qua cô lại không chút sốt ruột nào tầng mặt bắt sẽ không đến muộn ít ra là trong ba năm học này cô chưa từng thấy anh đi trễ bao giờ cô chạy đến hỏi xin một tờ quảng cáo của người phát tờ rơi ở bên cạnh trải xuống bậc thềm bên cạnh tượng điêu khắc và ngồi xuống khuỷu tay chống lên trên đầu gối, hai tay nâng cầm, đôi mắt màu nâu tròn xoe sáng rỡ lấp lánh nhìn đám đông. Cô đột nhiên nheo mắt lại mỉm cười, nghĩ rằng sau đêm nay hai người có thể sẽ phát sinh mối quan hệ mập mờ gì đó, ngay cả khóe miệng cũng không tự chủ được mà nhếch lên cũng không phát hiện được. Đúng là rất lạc quan không biết thẹn thùng. tầng mặt bắt chạy đến, Triệu An ca nhìn thấy anh, lề mề đứng dậy từ bậc thềm, chờ anh chạy đến. Sở dĩ cô không chạy đến phía trước đón anh, là vì chỗ cô đang đứng ở đây là góc nhìn tốt nhất rồi chọn rất lâu mới được đó từ nơi này nhìn qua màn hình lcd bên kia rất vừa vặn tầng mặt bắt mặt một chiếc áo thun màu xám trên trán đều là mồ hôi không giống với tâm trạng vui vẻ sáng lạng trong lòng cô sắc mặt của anh không tốt lắm tối tăm ảm đạm hoàn toàn không hề giống với người có hẹn chờ đến khi anh lại gần cô nhìn thấy rất rõ ràng đôi mắt anh có hơi đỏ trên khóe miệng còn có vết trầy da anh không thoải mái hôm nay không thích hợp để tỏ tình. Triệu An ca suy nghĩ, nếu không thì gọi điện thoại hủy tiết mục đó đi, cô ngước nhìn thời gian trên tháp chuông đồng hồ, chỉ còn 2 phút, không kịp nữa rồi, đã vậy thì lên thôi, cùng lắm là thất bại. Tần mặt bắt đi tới, thở nghĩ mệt, đứng trước mặt cô, nhìn cô, không nói câu nào, anh không thể nói thành lời. Triệu An ca ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của anh, nói, cậu đã đến rồi, tuy rằng cô đã mang đôi giày cao góc 8cm nhưng vẫn thấp hơn anh 78 cm Tần mặt bắt khẽ ư một tiếng, gật gật đầu, nhưng không lên tiếng, phải là nói không nên lời mới đúng. 8 giờ đúng, tiếng chuông từ tháp đồng đồng hồ reo lên 8 lần, ngay sau đó là một đoạn nhạc đinh 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 đinh, đinh đinh đinh, là một đoạn nhạc mở màn rất quen thuộc trong đám cưới. Tầm mắt của cả quảng trường đều bị thu hút bởi màn hình LCD, bước chân của bọn họ chậm dần, những đôi tình nhân không còn cãi vã, trẻ con cũng bớt ầm ĩ vui đùa, cả thế giới dường như là bị bấm nút tạm dừng. Phía trên màn hình, một hàng chữ màu đỏ vô cùng nổi bật, tầng mặt bắc, em yêu anh. Sau một giây đồng hồ cả quảng trường im lặng đó, là tiếng ồn ào náo động, có vài người rảnh rỗi đùa dẫn huyết sáo ầm ĩ ở phía sau tượng điêu khắc. Tần mặt bắt nhìn dòng chữ trên màn hình, anh cũng không ngạc nhiên, chuyện này quả thật là Triệu An sẽ làm được, nhưng anh không hề thấy vui vẻ. Trong lòng anh đang phiền muộn vì một chuyện, mà chuyện này sẽ cản trở tương lai và số phận của anh. Những chữ trong màn hình này, nhân vật chính có thể nhìn thấy, người xem náo nhiệt có thể nhìn thấy, thì đương nhiên kẻ xấu cũng có thể nhìn thấy, chắc chắn là Tần Mặc Bắc đang ở quảng trường này. Nó ở bên kia, các anh em mau đến đây, đừng để nó chạy. Chỉ nghe thấy một tiếng hét rất to từ trong đám đông, ba tên côn đồ nhanh chóng chạy đến, bọn họ chạy rất nhanh, nhanh đến mức Tần Mặc Bắc không kịp nói lời chào với Triệu An ca. Tên cầm đầu là kẻ có hình xăm con rồng trên cánh tay đứng ở phía trước, hắn giơ tay chỉ vào tầng mặt bắc, nói với mọi người đang vây xem, chính là thằng này, thiếu tiền người ta không trả, hơn 800 vạn đấy. Không có tiền thì đền mạng, dù sao cũng là đồ ăn hại, đáng lẽ phải chết sớm đi, nên chết cách đây 3 năm rồi, hắn ta nghiến răng nghiến lợi giọng điệu tràn đầy sự hận thù. Trong đám người truyền đến tiếng bàn luận, đây vẫn còn là một đứa trẻ thôi mà, sao lại thiếu người ta nhiều tiền vậy chứ? cho dù không trả thì cũng không thể lấy mạng người chứ, vẫn còn luật pháp đấy, lại có thêm giọng nói nhỏ, những người này không giống người tốt, có nên báo cảnh sát không? Tần mặt bắt đứng yên không động, lạnh lùng nhìn tên mặt sẹo, anh bị đám người này chặn đường cả ngày, ròng rã một ngày trời. Triệu An ca nhìn tần mặt Bắc cô thấy đôi mắt anh bỗng nhiên trở nên dữ tợn, hai tay anh cuộn chặt, đôi môi hơi run rẩy. Cô chưa từng thấy anh như vậy bao giờ, rõ ràng anh là một người rất trọng lượng. Triệu An Ca có hơi tự trách, nếu như vừa rồi, cô không để tên anh hiện lên trên màn hình LCD, anh sẽ không phải lâm vào hoàn cảnh như thế này. Cô quan sát ba người ở trước mặt, tên trước xấu xí hơn tên sau, răng còn vàng, không có cộng lông nào tốt, con mẹ nó, cả đám đều không phải người tốt. Cô không biết tầng mặt bắt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu như có người dám làm khó dễ anh, cô là người đầu tiên không cho phép. Cô tiến lên trước vài bước, giày cao gót dẫm cộc cộc trên mặt đất, kéo ống tay áo lên, lớn tiếng nói, hôm nay có bà nội cha mày ở đây, màu xéo ngay cho tao. Nói xong liền lấy một dây buộc tóc màu đen trong túi sách ra, dùng trăng cắn, hai tay gom những lọn tóc màu nâu cho gọn lại, nhanh nhẹn thuần thục búi lại thành củ tỏi. Như thế này rất thuận tiện đánh nhau. Tần mặt bắt bình tĩnh một cách ngạc nhiên, anh kéo triệu an ca ra sau lưng mình, dương mắt nhìn người kia nói, đừng đứng đây, đổi nơi khác đi, để giày của cô rất cao, xém chút nữa là không đứng vững kịp thời nắm lấy cánh tay của anh mới không bị ngã. Đôi giày này vướng víu quá, lát nữa phải cởi ra. Tên mặt sẹo nhổ ngụm nước miếng xuống đất, cười lạnh một tiếng, không hổ là từng là đại thiếu gia, đánh nhau còn phải chọn địa điểm, đúng là cẩn thận, kẻ này đúng là ngu ngốc, đánh nhau, ngay tại quảng trường trung tâm thế này, một hồi cảnh sát sẽ đến ngay. Tần mặt bắt xoay người nói với Triệu An Ca, cậu về nhà đi, không cần đi theo tôi, cũng không được báo cảnh sát, Triệu An Ca mở to hai mắt nhìn anh, không nói gì anh đành phải nói thêm ngoan ngoãn về nhà tôi sẽ đồng ý với cậu mặc dù những lời này cô đã chờ đợi ba năm chờ được rồi nhưng không hề có một chút vui mừng nào cả chỉ vì tình huống như bây giờ cô sẽ không về thế nhưng cô vẫn gật đầu tần mặt bắt nhìn cô đi xa mới tách đám người đi một hướng khác ba tên côn đồ đi theo sau đám người xem náo nhiệt nhanh chóng giải tán lời tỏ tình lãng mạn như vậy cứ thế mà kết thúc trong hỗn loạn triệu an ca đi không được bao xa liền quay đầu trở lại cô cởi giày cao gót trên chân ra, đi chân đất, lặng lẽ theo sau. Lúc cô đi quan qua quảng trường, bắt gặp các bạn học cùng lớp, bọn họ tụng lại thành top 3 top 5, nói chuyện cười đùa đi vào một quán cà vờ. Năm tháng thật yên tĩnh, Triệu An Ca đi đến phía trước nhìn thấy tầng mặt bắt bị ba tên côn đồ vây quanh, nắm chặt giày cao gót trong tay. Đôi giày này rất đắt tiền, cho nên rất cứng cáp, để giày rất nhỏ và nhọn, lát nữa nếu tên nào dám đánh anh, cô sẽ lấy đôi giày này đập mạnh lên mặt tên đó liền, chửi cũng không được. Mẹ nó lũ trứng thối, liếc thêm một cái cũng không chịu nổi nữa là, tần mặt bắt dẫn người đi vào bên trong một con hẻm tối, anh xoay người lại, khởi động ngón tay, chỗ này đi, tên mặt sẹo đi lên đầu nói, để công bằng, một chọi một. Đánh thắng thì hôm nay sẽ bỏ qua cho mày, theo quy tắc giang hồ, hai tên đàn em ở sau lưng lùi về phía sau, tần mặt bắt nhìn hắn ta một cái nói, được, nói xong liền nắm chặt quả đấm vọt đến, không cho thời gian để người ta kịp phản ứng, bởi vì những tên cặn bã này, tất cả mọi vất vả cố gắng của anh suốt ba năm qua, toàn bộ đổ sông đổ bể hết rồi. Tên mặt sẹo né qua, trở tay túng được cánh tay tầng mặt bắt, Tầng mặt bắt nhân cơ hội này gắng sức đập vài cái lên bả vai và cánh tay sau lưng hắn, mỗi một cú đều ngay huyệt đạo quan trọng, anh giỏi về mỹ thuật tạo hình. Lại thường ăn nằm với môn giải phẫu cơ thể người, thế nên anh biết huyệt đạo nào có thể làm cho tay chân người ta lập tức tê dại ba ngân nam là người quen đánh đấm nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế vung một cú đấm lên mặt tần mặt bắc anh không kịp né cầm bị quẹt trúng một cái triệu an ca đang núp ở phía sau góc tường lúc này cô không thể hành động hai tên đàn em kia vẫn còn chưa lên nếu như cô ngơ ngơ ngáo ngáo đi ra thể nào cũng sẽ là gánh nặng của tần mặt bắc cô nhất định phải giữ bình tĩnh tần mặt bắc và tên mặt sẹo đều không phân cao thấp trên người cả hai đều đã bị trúng vài cú đấm cuối cùng Triệu An Ca thấy tần mặt bắt đấm một quyền vào bụng tên mặt sẹo, một cú này có lực sát thương rất lớn, tên mặt sẹo nằm dài trên mặt đất, thiếu chút nữa là không đứng dậy nổi. Đến tận bây giờ Triệu An Ca chưa từng thấy tần mặt bắt đánh nhau, cũng chưa từng nhìn thấy anh phẫn nộ đến như vậy, thoạt nhìn thật sự muốn đánh người cho tàn phế. Tiếp đó Triệu An Ca nghe thấy tần mặt bắt nghẹn ngào thét lên, vì sao phải phá hoại kỳ thi đại học của tao? Vì sao không thể chờ tao thì xong một môn cuối cùng hả? trong mắt anh tất cả đều là phẫn hận và không cam lòng, đầu nắm tay của anh hơi rung lên, anh không thi môn cuối cùng, trái tim triệu an ca bỗng nhiên trùng xuống, anh không thi môn cuối cùng, anh học tập chăm chỉ như vậy, ngay cả khi ăn cơm trong căn tin trường cũng đều vừa ăn vừa học từ đơn. Mỗi ngày đều là người đầu tiên đến lớp, lại là người cuối cùng ra khỏi phòng học, cuối cùng lại bỏ thi một môn, tầng mặt bắt dường như không kiềm chế được, liên tiếp đấm vài quyền lên tên mặt sẹo hai tên đàn em ở bên cạnh xông lên, bắt đầu tấn công tần mặt bắc. Triệu An ca vội và chạy vọt qua, dùng hết sức, lấy đầu nhọn của đế giày cao gót đập lên hai người kia. Một tên đàn em trong đó, vùng nắm đấm xoay người muốn đánh vào người Triệu An ca, nhưng được tần mặt bắc kéo qua. Anh kéo Triệu An ca, chạy ra khỏi hẻm nhỏ, cô không mang giày, trên mặt đất không bằng phẳng, nhưng mà ngay cả khi dẫm phải đá vụn, đau như sát muối, cô cũng không hề kêu một tiếng. Tần mặt bắt cúi đầu nhìn chân cô, dừng lại, để cho cô nhảy lên lưng anh, tiếp tục chạy về phía trước. Đây chính là lần đầu tiên Triệu An ca dựa gần anh như vậy, chỉ cần cúi đầu là có thể chạm phải tóc của anh. Cách đó không xa có một đồn cảnh sát, chỉ cần dừng lại ở gần đó sẽ không có chuyện gì. Tần mặt bắt dừng lại ở bên cạnh con đường ở sau lưng đồn cảnh sát, thả cô xuống đất, trên mặt anh có vết thương, từng chỗ trên cánh tay và các đốt ngón tay đều đau nhức. Anh nhìn cô một cái, không phải nói cậu đừng đến rồi sao, vừa rồi thật nguy hiểm triệu an ca đứng dưới đèn đường không trả lời câu hỏi của anh qua thật lâu sau cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh nói cậu không thi một môn cuối cùng tần mặt bắt không nói chuyện chuyện này anh định nói với người khác nói ra vô ích giám khảo cũng không thể cho anh thi lại một lần nữa triệu an ca thật sự rất muốn khóc chuyện này so với việc cô bị anh từ chối vô số lần còn khó chịu hơn nhiều người này luôn liều mạng cố gắng gần như đã có thể gặt hái được thành quả vậy mà lại bị người khác đập một gậy phá hoại tất cả cảm giác này cô chưa từng trải qua cũng không có tư cách nói chuyện đồng cảm với anh nhưng chắc chắn là rất khó chịu không thể tưởng tượng được tần mặt bắt không tiếp lời cô cúi đầu nhìn nhìn đôi chân trần của cô ngồi xổm xuống cởi giày mình ra đặt ở bên cạnh chân cô nói mang vào đi đi chân trần trông chẳng ra sao triệu an ca hít mũi ngồi xổm xuống mang giày vào cô không muốn khóc chút nào cả chẳng qua là mũi cô chua xót vắng mặt trong ngày thi đại học đổi lại là người khác ai cũng đều không chấp nhận nổi. Tần mặt bắt đứng yên nhìn cô mang giày, chắc là rộng rồi, cột dây giày chặt vào, cố gắng chút là có thể về được đến nhà, khựng lại một chút, nói tiếp, không phải chỉ là không đi thi thôi sao, cũng đâu phải chết người, không phải là hơn 800 vạn thôi sao, đâu đến nỗi không vực dậy được, anh thấy cô vẫn cúi đầu không nói lời nào, liền nói tiếp, bằng không thì bán cậu trả nợ thôi, vừa nghe anh nói như vậy, cô mới tạm dễ chịu hơn một chút, cô ngẩng đầu lên hỏi, nếu cậu đem mình đi bán vậy cậu làm sao bây giờ tần mặt bắt đứng ở dưới đèn đường nhìn bóng người im trên mặt đất nói quan trọng là cậu phải bán được đi đã nói xong bóp bóp bả vai nặng giống như heo vậy cổng cô chạy vài bước bả vai muốn gãy luôn rồi triệu an ca mang giày cột dây giày xong đứng lên chùi mũi nói mình còn không nặng bằng một nửa con lợn nhà mình nuôi nữa tần mặt bắt nhìn nhìn gương mặt cô nói bên má trái nước mũi còn chưa lau khô kìa Triệu An Ca đưa tay lên sờ sờ, có gì đâu chứ. Lừa đảo. Nếu như là bình thường, cô đã sớm ông bụng cười nứt nẻ, tần mặt bắc vẫn chưa từng đùa dẫn thoải mái với cô, cho nên lần này xem như quan hệ của bọn họ đã tiến thêm một bước rồi. Nhưng mà hiện tại, cô không cười nổi nữa rồi, nghĩ đến việc anh không thi một môn cuối cùng, cô không vui vẻ được. Cô lùi về sau hai bước, ngồi trên bồn hoa ở ven đường, ông đầu, một hồi lâu cũng không nhúc nhích. Cho đến khi cô ngẩng đầu lên, anh đã đi mất rồi bởi vì anh không mang giày cho nên lúc bước đi không hề có tiếng động triệu an ca vẫn ngồi ở bồn hoa thêm một hồi cô cúi đầu đùa nghịch đôi giày to của tầng mặt bắc phía trên có dấn chân chắc là lúc nãy đánh nhau bị đạp trúng đúng là thứ xấu xa thối tha còn dám đạp lên cô lấy một tờ khăn giấy lau đi lau lại ở mặt trên đế của đôi giày này đã bị mài nên không còn bằng phẳng nữa chắc là đã mang rất lâu rồi nhưng mà dù có là vậy đi nữa nó cũng là đôi hàng hiệu số lượng có hạn, có tiền cũng chưa chắc đã mua được loại này. Điều này cũng tự như con người, có một số người, trời sinh đã là ngôi sao trên bầu trời, ngay cả khi bị mây đen che khuất, thì anh vẫn chính là ngôi sao đó, vẫn là ngôi sao sáng nhất giữa trời đêm tối đen kia, là ngôi sao đẹp trai nhất. Triệu An Ca đứng dậy, mang giày rộng, đứng dưới ngọn đèn đường, lấy điện thoại cho tài xế trong nhà đến đón. Trong lúc chờ xe đến, cô chụp một bức ảnh bầu trời đêm, đăng lên dòng thời gian bảo bối lớn nhà tôi là đẹp trai và sáng chói nhất, nhưng mà qua hai ba giây đồng hồ sau, trên vòng bạn bè của cô có cập nhật mới, là của tận mặt bắc, phát bên trên tin của cô, điểm thi đại học cao nhất là 501 đến 601, triệu an ca về đến nhà cũng không đổi dép lê, mang dậy của tận mặt bắc đi thẳng vào phòng khách, ba và dì đang ngồi trên sofa xem TV, cả hai đồng loạt quay đầu nhìn về phía cô, thoáng liếc qua liền nhìn thấy đôi giày cực kỳ không hợp kia. Trong lòng Triệu An Ca vẫn còn khó chịu, ánh mắt cũng không nhìn lại bên đây, một mình đi thẳng lên lầu 2. Ba cô nói với theo, về rồi à, dì cũng đứng dậy khỏi sofa, bước tới và cười nói, về muộn thế à, có đói bụng không, gọi dì Lý nấu mì cho con nhé. cúi đầu nhìn nhìn rồi nói, đôi giày này là của bạn học năm nào thế con, giọng điều kiểu như vừa muốn nói nhưng xấu hổ lại thôi. Triệu An Ca nghiêng mặt qua liếc bà ta một cái, nói, không đói, vừa xong thì chạy lên lầu luôn cô hiểu rất rõ kịch bản của bà mẹ kế nhà mình, chuyện lớn chỉ sợ không đủ ầm ĩ, mà thật không ầm ĩ cũng sẽ lặng lẽ gây ra động tĩnh, còn rất đặc biệt nhiệt tình, gặp phải tình huống như thế này, cứ dựa trên nguyên tắc bỏ mặt làm ngơ không để ý tới là được. Bà ta ngồi lại ghế sofa nói, hôm nay tâm tình đại tiểu thư không tốt cho lắm, hay là thi không tốt nhỉ, ba cô châm điếu thuốc, dựa vào sofa, quay đầu nhìn thoáng qua Triệu An Ca, nói, tôi cũng không mong nó thi tốt, thật ra Triệu An Ca nghe hết, nhưng hôm nay tâm tình cô quả thật không tốt, không muốn cãi nhau với ba cô. Lúc đi đến cửa phòng ngủ, Triệu Tiểu Tinh chạy tới, ông cẳng chân cô, chị, chị đi đâu vậy, em nhớ chị muốn chết luôn. Triệu An ca cúi người xuống, nhéo nhéo gương mặt tròn mũm mỉm của cậu bé, hôm nay chị đi giải cứu trái đất, sao em vẫn chưa ngủ hả? Mặc dù cảm tình của cô với mẹ kế không tốt, nhưng với đứa em trai 7 tuổi cùng cha khác mẹ này lại vô cùng thân thiết, cô vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng gọi của bà ta ở dưới lầu tiểu tinh quay về phòng ngủ đi đừng làm ồn đến chị con nữa nếu là lúc bình thường dì càng không muốn cho hai người chơi với nhau cô sẽ càng cố tình đùa giỡn nhiều hơn nữa cười đùa ồn ào hơn nhảy điệu cây táo nhỏ điệu cưỡi ngựa và cả điệu con thỏ chơi đùa ngất trời mây luôn ấy chứ nhưng mà hôm nay cô muốn ở một mình triệu an ca cười cười rồi cúi người xuống nói với triệu tiểu tinh hôm nay chị hơi mệt bữa khác sẽ tìm em chơi nha Triệu tiểu tinh bệnh rịn buông tay cô ra, khẽ nói chút ngủ ngon, rồi quay về phòng mình đi ngủ. Triệu An ca ngồi trên sofa cởi giày của tầng mặt bắt ra, chân trần rửa sạch, rồi lại đi chân trần bò lên giường. Cô ngắm nhìn đôi giày kia, cầm di động lên, bấm vào vòng bạn bè. Trạng thái mà cô phát lúc trước, bảo bối lớn nhà ta là đẹp trai và sáng nhất, có 10 lượt thích, 10 bình luận. Bồ câu lớn, cậu đã thành công rồi à? Mau phát lì xì đi chứ, đây là cái tình huống gì thế này? bảo bối ở trên là tôi đây này. Triệu An Ca không trả lời một tin nào, cô kéo xuống phía dưới, thấy bài đăng kia của tầng mặt bắc, điểm thi đại học cao nhất là 501, 601, có không ít bạn học phản hồi, tất cả đều là trêu chọc hốt boy thật hài hước thật vui tính, thậm chí ngay cả chủ nhiệm lớp cũng ấn cái like. Bọn họ đều cho rằng bài này chỉ là đùa vui mà thôi. Trước kia, hãy khi tầng mặt bắt đăng bài lên vòng bạn bè, dù chỉ là chuyển tiếp bài báo hay quảng cáo, chắc chắn cô sẽ bấm thích hoặc là bình luận, đôi lần còn dài tận ngàn tám trăm chữ, túng lại chính là tự nói nhảm một mình. Nhưng lần này cô không có bất kỳ hành động nào, cô bấm vào ảnh đại diện của anh, gửi cho anh một tin mình về đến nhà rồi, bồ câu lớn ơi, bà nội điện thoại này, có chuyện gấp, nhanh lên, ba cô vừa gõ cửa vừa gọi lớn. Triệu An Ca nằm trên giường không muốn di chuyển, nói với ra cửa, bà, bà nói với bà nội con là con ngủ rồi đi, ba cô lại gõ thêm vài cái nữa, bà nội vừa mới nghe giọng con rồi nhanh lên triệu an ca đành phải trèo xuống giường đi chân trần ra mở cửa cầm điện thoại nói bà nội ạ à. giọng bà nội truyền từ điện thoại ra cháu gái cưng của bà nghĩ rồi à nói ba chở con về đây đi tây thi sắp sinh rồi chỉ còn mấy ngày nữa thôi về nhanh đi tây thi chính là con heo cưng của bà nội nghe đầu phải tốn rất nhiều tiền để mua phải vận chuyển từ hà lan qua khi ấy thân nó dài nhưng không lớn thế mà bây giờ mới có ba bốn tháng nuôi lớn còn to hơn cả cô một ngày nọ nó chạy từ trên sườn núi về sau đó mang thai mà không biết của loài nào triệu an ca không còn gì để nói bèn trả lời đường kính xương chậu của heo mẹ nhập khẩu dài gấp đôi so với bề ngang của heo con rất dễ sinh bồi bổ chút là được thôi à lỡ như khó sinh không phải còn có bác sĩ thú y đó sao vả lại còn chú hai nữa mà giọng bà nội lại vang lên không được không được dẫu sao vẫn không đỡ đẻ giỏi bằng con tay nghề đỡ đẻ của con là tốt nhất triệu gia chúng ta, mau về đây đi. Hai, tay thi lại đói bụng nữa rồi, bà đi làm đồ ăn cho nó đây. Cúp máy, ngoạc ngoạc ngoạc, không đợi triệu an ca hôn ngoạc 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 trả lại, đầy bên kia đã cúp máy. Ba cô nhận lại điện thoại nói, dọn đồ đi, chiều ngày mai gọi chú Lưu chở con về đấy. Nói xong nhìn qua đôi giày thể thao nằm gần đầu giường con gái, nghỉ hè năm nay con ở lại chỗ bà nội đi, khi nào điền nguyện vọng thì ba gọi chú Lưu đón con. Sau đó đi xuống lầu, Triệu An ca cũng không có ý định giải thích về sự tồn tại của đôi giày kia, cô xách giày mang vào toilet giặt sạch sẽ, buổi chiều ngày mai cô phải đi rồi, nên trước khi đi phải giặt sạch, phơi khô, chiều ngày mai mang theo giữ lại xem như nhìn vật nhớ người. Cô giặt giày xong rồi ngâm chân, sau đó cầm một cái đồ chà chân hình người vừa lùn vừa nhỏ chà chà ở góc bàn chân và phía trên. Trước đây mỗi ngày ở nông thôn cho heo ăn đều là đi chân trần vào trong chuồng heo có đôi khi còn phải dùng chân đạp đạp thức ăn trong máng heo, cứ như vậy đã nuôi lớn được biết bao đàn con đàn cháu họ nhà heo từ thế hệ này đến thế hệ khác. Nếu nhìn gần hơn, tay chân cô thô ráp hơn so với những cô nàng mềm mại đáng yêu cùng lứa, sau này kỹ thuật nuôi heo được cải thiện hơn, không cần cô dùng chân để đạp nữa, rồi mới từ từ chăm chút lại một chút. Tần mặt bắt mang một đôi tất trắng, từ đồn cảnh sát đi đến sân ga bắt xe bus về nhà. Trên đường có không ít người nhìn ngó chân anh, chân không loạn ngoài đường, nhìn thoáng qua rất giống như tên thần kinh, nhưng anh không màng để ý. Sau khi xuống xe còn phải đi thêm một đoạn ngắn mới có thể về đến nhà. Lúc đến đầu đường, có một bà lão ngồi dưới gốc cây phe phẩy quạt lông ngỗng hóng mát, thấy anh chỉ mang một đôi tất, dù thế nào cũng đòi về lấy giày của ông lão nhà bà ra cho anh mang. Bà nói cái lạnh là từ lòng bàn chân truyền vào, không thể đi chân đất. Tần mặt bắt bị kéo đi nên không còn cách nào khác, đành phải ngồi chờ trên chiếc ghế đẩu nhỏ. Trước khi bà lão đi, còn dặn anh phải canh chừng cái ghế đừng để cho người ra lấy nó ghế đẩu này là loại ghế xếp rất nhỏ dáng người cao một mét tám mươi sáu như anh ngồi xuống nhìn thế nào cũng cảm thấy nó cứ như sắp bị anh đè bẹp không lâu sau bà cầm một đôi giày miệng vuông của ông lão đi đến tận mặt bắt ướm thử hơi nhỏ ở sau còn dư gần nửa gót chân ra ngoài nhưng nếu bỏ qua chi tiết này cũng có thể lết về đến nhà nói sao thì cũng như mang dép lê ấy mà dù thế nào đi nữa cũng tốt hơn là đi chân đất, đường về nhà còn ít nhất phải hơn 10 phút đi bộ. Bà lão hào hứng như cô gái trẻ nhìn tầng mặt bắt mang giày, vừa cười vừa nói, vừa vặn luôn, vừa luôn rồi, tầng mặt bắt cúi đầu ngó qua ngó lại đôi giày, cười cười nói, ngày mai, con sẽ trả lại cho bà nha. Bà lão phất phất cây quạt đáp, thôi khỏi, con mang cũng vừa chân, cứ giữ lại mà đi, tầng mặt bắt vẫy tay chào bà, quẹo vào con đường nhỏ đi về nhà, con đường nhỏ này đã lâu chưa sửa lại, mặt đường xi măng đã bị nứt ra thành từng mảng nhỏ bùn đất bên dưới lầy lội thấm lên mặt trên hai bên đường còn có nhiều đá vụn nhưng may mà có đôi giày của bà lão nên chân anh không bị hề hấn gì quả là trên đời vẫn còn nhiều người tốt lúc về đến nhà mẹ anh đang ở trong phòng khách tập yoga đây là hoạt động bắt buộc phải làm của bà mỗi ngày thấy anh trở về hỏi đã ăn chưa nếu vẫn chưa ăn thì có xa lát rau xà lách trong tủ lạnh đó Tần mặt bắt đổi giày vào nhà rửa tay xong nói mẹ hai ngày này mẹ ở nhà rảnh rỗi thì thu dọn đồ đi à. Nói xong lấy ra một trăm tệ từ trong túi tiền đặt lên bàn, siêu thị mini ở đầu đường có bán túi vải, mẹ rảnh thì mua hai cái, đóng gói chăn và quần áo để sau này còn dùng nữa. Lưu Khả Di đang nhắm mắt ngồi thiền, hít vào thở ra mấy hơi dài rồi mới đáp, xấu lắm, mẹ không muốn đâu, mẹ dùng cái vali ban đầu kìa, cái màu cam lúc trước mua ở Pháp ấy, dừng một chút lại hỏi, chuyển nhà à, tần mặt bắt dạ một tiếng mấy tên côn đồ đã biết bọn họ ở trọ ở gần đây, bằng không sẽ không chặn đường anh đúng lúc như vậy. Ngay cả đoạn đường đi thi đại học của anh cũng bọn nó chặn đón, Lưu Khả Di thay đổi sang tư thế yoga khác nói, bây giờ muốn chuyển phải chuyển đến nơi có không khí trong lành, như thế mới tốt cho hệ hô hấp, tốt nhất là vừa giữ núi lại gần sông, lúc trước chúng ta thường đi chơi hè ở khu nghỉ mát thừa năm đó, chọn nơi nào gần giống vậy là được, tần mặt bắc không nói chuyện, Lưu Khả Di đứng dậy từ thảm yoga đi xuống, nhìn chầm chầm gương mặt anh hỏi, con đánh nhau với người ta, con đánh với người ta sao, có muốn gọi bác sĩ lưu khám cho con không? Tần mặt bắt khoát tay nói, không có ạ, à, chỉ đụng trúng cây cột điện thôi, nói xong liền đi vào phòng ngủ. Trên mặt vẫn còn ổn, không cảm thấy đau, chỉ là ở khóe miệng bị trầy một lớp da. Anh cởi quần áo, nhìn vào gương, chỗ xương sườn là đau nhất, xem xong lấy tay ấn ấn, xương cốt chắc là không có bị gì, nghỉ ngơi nhiều một chút là khỏe lại thôi tắm xong bôi thuốc mỡ rồi nằm xuống giường, tần mặt bắt lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy tin nhắn của Triệu An ca gửi cho mình, anh ngẫm nghĩ rồi vẫn là không hồi âm. Nằm tới 10 phút, anh bước xuống giường, điều chỉnh ánh sáng của đèn ngủ xuống mức tối nhất, rồi đi đến ngồi xuống phía trước giá vẽ bên cạnh bàn học, buổi tối ánh sáng không đủ, không thích hợp để vẽ tranh màu nước, nhưng phát họa sẽ không ảnh hưởng gì. Anh ngồi trên ghế cầm túi đựng bút chì ra gọt từng cây một, từ hờ bờ cho đến 10 b dường như hôm nay không có chủ đề gì, cũng không nghĩ sẽ vẽ cái gì, cứ tùy tiện mà vẽ. Chờ cho đến khi anh đã phát thảo xong đường công của khung sườn, thêm vài nét bút đơn giản tăng độ sáng ở trên bức tranh mới phát hiện ra, là một đôi chân trần của người con gái, chỉ cao hơn mắt cá chân một chút, đôi chân này có đường cong rất đẹp, đúng chuẩn với khung chân. Tần mặt bắt nhìn chầm chầm nửa ngày, cảm thấy nghĩ thế nào cũng không đúng, thế là sửa lại hình dáng bản phát thảo, tất cả chi tiết đều nới ra thêm một chút, bề mặt của đường vân gia trở nên thô ráp hơn vì bút chì than đen sửa đi sửa lại mấy lần nhưng nhìn thoáng qua quả nhiên cũng vừa mắt hơn vẽ hoàn thành bức tranh tầng mặt bắt rửa tay nằm lên trên giường lấy điện thoại ra lướt lướt mấy cái rồi mở bản đồ điện thoại ra muốn chuyển nhà cần phải tìm phòng trước thi đại học không được nhưng vẫn phải còn sống tiếp không phải sao nơi vừa giữa núi lại gần sông phải ra khỏi thành phố đi qua vùng ngoại thành cứ đi theo hướng nam lần theo hướng nam là đến ở nơi này có một thôn gọi là thôn Thượng Pha, phía sau thôn là một sườn núi dốc, còn có nhánh sông nhỏ chảy ngang qua. Vậy chọn nơi này đi, tên cũng rất hay, thôn Thượng Pha, cũng rất may mắn. Nếu ở lại đây ba tháng, đoán không chừng có thể đổi vận nữa ấy chứ. Mẹ anh yêu cầu là một chuyện, còn nguyên nhân quan trọng nhất là vì, một nhà trưng bày triển lãm mà anh hợp tác dạo gần đây đang nhận tranh vẽ có đề tài nông thôn. Thôn Thượng Pha đúng là một địa điểm rất tốt để vẽ tranh phong cảnh. Sau khi công ty gia đình phá sản, ba anh bỏ đi không biết tung tích, cuộc sống mẹ con toàn bộ đều dựa vào việc anh bán tranh để chống đỡ, tiền nợ thiếu người ra, anh sẽ từ từ tích góp sau. Trừ đi số tiền bán tất cả tài sản nhà cửa và những thứ có giá trị khác, vẫn còn nợ người ta hơn 800 vạn. Thiếu nợ trả tiền, đạo lý hiển nhiên, tần mặt Bắc không có gì để nói. Buổi sáng ngày hôm sau, anh ở nhà thu dọn một số đồ đạc đơn giản, dùng cơm trưa xong rồi bấm vào địa chỉ trên bản đồ bắt một chuyến xe bus đi từ thành phố về nông thôn. Trên xe có không ít người, hành lý cũng nhiều, thậm chí còn có một bao phân hóa học nằm cạnh chân anh, phía sau lưng có người cầm hai con gà, vỗ cánh phành phạch, trong xe toàn mùi của gà. Nhưng chuyến xe này không vào trong thôn Thượng Pha, mà dừng lại từ quốc lộ đến thôn khoảng 3-4 km. Tần mặt bắt xuống xe, có vài chiếc xe ba gác đổ ở bên đường, đi một chuyến đến vùng lân cận là khoảng 5-6 đồng, tần mặt bắt tùy tiện mắc một chiếc vừa vào trong thôn, còn chưa kịp quan sát hoàn cảnh xung quanh để vẽ tranh, chợt nghe tiếng loa phát thanh trên đỉnh đầu hét lên, triệu an ca, heo nhà cô ủi vườn rau nhà nhị cẩu, nghe được thông báo, nhanh chóng đến ủy ban thôn ngay lập tức. Triệu an ca, heo nhà cô ủi vườn rau nhà nhị cẩu, heo của triệu an ca, nhị cẩu, vườn rau. Nơi đặc biệt này đang đùa cái quái gì hả? Triệu An Ca đến nhà bà nội vào giữa trưa, mới vừa bước xuống xe đã bị túng vào chuồng heo chờ Tây thi đẻ. Chuồng heo chỉ có một con duy nhất, cô vào chuồng nắm chặt cái nơ bướm màu hồng nhạt trên lỗ tai của Tây Thi, ấn ấn lên lưng của nó, rồi sờ sờ dưới bụng, đúng là chuẩn bị sinh rồi, chắc cũng chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Đôi mắt Tây Thi chớp chớp nhìn Triệu An ca, nó hừ hừ hai tiếng rồi không quan tâm đến cô, tiếp tục ngủ. Ăn xong cơm trưa, Triệu An ca lấy đồ đạc trong vali ra sắp xếp, cô đặt đôi giày thể thao kia chỉnh tề ngay ngắn trên một cái tủ nhỏ ở đầu giường, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy ngay kỳ nghỉ hè này, xem như là ba đem cô lưu đầy ở đây rồi. Nhưng mà dù như thế cũng không làm khó được cô, lúc nào muốn trở về, bản thân cô không phải không có chân, đón một chuyến xe đò đi vài tiếng đồng hồ là đến thành phố rồi. Cô nhớ tần mặt bắc, nhất là sau khi anh xảy ra chuyện như thế, thi vào trường đại học thì xem như bỏ đi, không ai có thể xoay chuyển được nữa. Nhưng điều cô sợ chính là mấy tên côn đồ sẽ tìm anh gây phiền toái, nhất là tên cầm đầu ba ngân nam kia, chỉ sợ không chỉ là đòi nợ cho người ta, nếu chỉ đơn giản là nợ tiền, chắc chắn là còn có thù hận cũ gì đó, bằng không thì sẽ không rủ người ta chết như thế, còn nói anh nên chết cách đây 3 năm nữa. Ngồi còn chưa kịp nóng mông, bỗng nhiên triệu An ca tiếng loa phát thanh đang gọi tên mình. Điều này cũng không có gì kỳ lạ, khi nhắc đến thôn Thượng Pha của Triệu gia, người dân ở đây nghĩ đến đầu tiên chính là đại danh của Triệu An ca, đã rất lâu cô không ở đây, nhưng chuyện về cô vẫn còn. Sự thật chính là ở vùng này không thể tìm được người nào có tay nghề nuôi heo tốt như cô cả, thế nên, heo nhà cô ủi vườn rau nhà nhị cẩu là chuyện lớn, cần cô phải ra mặt. Triệu An ca đổi giày cao gót, thay bằng đôi giày thể thao hay đi ở nông thôn, tiện tay cầm xe trượt ở sau cửa đi ra ngoài. Trên đường đi từ nhà bà nội đến ủy ban thôn, Triệu An ca nhìn thấy một người đứng ở cửa thôn, anh mù mờ đứng trên đường lớn, một hồi nhìn bên trái rồi một hồi ngó bên phải, giống như người mù đường chưa tìm được phương hướng, là anh ấy tất cả tiếng lòng trong mộng của cô đều đang nói có thật là anh không triệu an ca trợn mắt nhìn xe trượt đẩy hai ba cái đã đến trước mặt tầng mặt bắc hào hứng chạy vòng quanh người anh mấy vòng rồi mới dừng lại xoay xong cô nhảy xuống xe trượt mỉm cười với anh hi trùng hợp quá tầng mặt bắc đáp khéo thật triệu an ca đem xe trượt để sang một bên đi về phía trước cậu đến tìm mình à cũng tự mình đa tình quá cô dựa vào người anh quá gần chóp mũi gần như đụng vào trán anh Tần mặt bắt bước lùi về sau một bước, nghiêng mặt qua chỗ khác, nói, tôi chỉ tìm địa điểm thích hợp để vẽ phong cảnh chủ đề nông thôn thôi. Triệu An ca bước về phía trước nửa bước, lúc này vẫn chưa chú ý mình dựa vào trán anh quá gần, cô cười nói, thôn của bọn mình rất đẹp, vô cùng thích hợp để vẽ phong cảnh. Lần trước có người đến vẽ tranh, bức tranh ấy nhận được giải thưởng nghệ thuật của Nobel đó, bây giờ vẫn còn được trưng bày trong bảo tàng nghệ thuật Paris, đến Da Vinci còn cảm thấy mặc cảm nữa đó mọi người còn khen bức tranh quá đẹp luôn ấy. Nói với nói vẫn nhưng lại vô cùng nghiêm túc để lừa người khác vui vẻ. Anh biết cô đang nói nhảm, cô cũng biết anh biết mình đang nói nhảm. Tần mặt bắt cười cười, nói với cô, cảm ơn, vốn dĩ anh còn muốn đi ngắm nhìn một lần nữa, quan sát cảnh vật chung quan thêm một chút, lúc này cảm thấy không muốn ở lại, nhưng lại cảm thấy tiếc với những lời khoác lác của cô lúc nãy. Triệu An ca, heo nhà cô ủi vườn rau nhà nhị cao, loa phát thanh trên đầu không thức thời mà lại bắt đầu réo lên. Có thể là do tín hiệu của loa phát thanh không được tốt lắm, lúc réo lên còn xen lẫn vài tiếng két két. Tần mặt bắt nhìn cô nói, đi thôi. Triệu An ca xoay người lại, chỉ chỉ vào một chỗ sườn núi nhỏ cách đó không ra, bên kia cũng được lắm, đôi khi có mấy sinh viên của trường Mỹ thuật đến đây vẽ phong cảnh đó. Nói xong bước lên xe trượt, hai tay nắm chặt tay cầm, đạp đạp vài cái đã đi xa vài mét. Nếu cô còn chưa đi, chắc là mẹ nhị cẩu làm thịt con heo nhà cô mất. Tần mặt bắt đi về phía sườn núi nhỏ ở bên kia, hai người đều không nhắc đến chuyện tối ngày hôm qua, cũng không nói đến chuyện thi đại học, giống như chưa hề phát sinh chuyện gì cả. Bao gồm câu nói kia của anh, ngoan ngoãn về nhà đi, tôi đồng ý với cậu. Triệu An ca dẫm lên xe trượt, hối hạ quýnh đích chạy đến ủy ban thôn, vừa đến trước cổng đã nhìn thấy mẹ nhị cẩu đang kéo lỗ tai con heo nhà cô không cho chạy, bên cạnh còn có một sọt trâu đã bị heo ăn. Triệu An Ca đi tới, tay lắc lắc điện thoại, cháu đến chuột lại heo, để Lý Tổng xem thử phải bồi thường bao nhiêu thử đi. Mẹ nhì cậu, thím có dùng Alipay không, cháu chuyển khoản trả tiền cho thím. Lý Tổng chính là trưởng thôn của thôn Thượng Pha, nhưng mà ông thích mọi người gọi mình như thế. Mẹ nhì cậu thấy Triệu An Ca đến, lúc này mới buông tay thả heo ra, chùi chùi tay lên quần áo, lấy điện thoại trong túi áo ra nói, chờ chút, thím lên mạng đã, Lý Tổng, Lý Tổng. Này mật khẩu là gì vậy? Triệu An ca cười cười nói, mật khẩu là sinh nhật bà đó. Mẹ nhị cậu bấm vài cái lên điện thoại, vừa lẩm bẩm, 1970, chưa kịp bấm xong mật khẩu, mới kịp phản ứng lại, bồ câu lớn, con nhóc này, Lý Tổng nằm cán thuốc, từ trong văn phòng ủy bản đi ra, nói vậy tính là 40 tệ đi. Triệu An ca chuyển tiền qua, lúc này mẹ nhị cậu mới chịu để yên, loa phát thanh bên trong vẫn còn réo, Triệu An ca, heo nhà cô ủi vườn rau nhà nhị cậu. Triệu An Ca chạy văn phòng ủy ban thôn, nói với người ở bên trong, mau tắt đi, đứng đầu bờ ruộng ồn đến điếc cả tai. Người ngồi ở bên bàn điều chỉnh loa phát thanh qua đầu cười hì hì, ôi chà, đại cấp tử à, còn đang định gọi cô đến nữa đấy, nói xong liền tắt loa phát thanh. Triệu An Ca vừa nhìn thấy người này, liền xoay người chạy ra ngoài, thuận tay kéo xe trượt, đạp đạp đẩy chạy đi. Người ở sau lưng còn nói với theo, Triệu An Ca, cô là người tham giàu phụ khó, cô là ghét bỏ hộ khẩu nông thôn của tôi, Tôi nói cho cô biết, cô quay trở chỗ gặp tầng mặt Bắc lúc nãy, anh đã không còn ở đó, cô đi về phía sườn núi nhỏ bên kia, có thể nhìn thấy được bóng lưng của anh ở bên cạnh đám cỏ xanh, ánh chiều tà của buổi hoàng hôn rọi vào áo sơ mi màu trắng của anh, yên tĩnh mà đẹp đẽ. Mặt anh hướng về sườn đồi, giơ hai tay lên, xếp thành khung lấy cảnh, mỗi một góc độ đều nhìn thử một lần. Triệu An ca chưa từng gặp cảnh tượng nào đẹp đến thế thôn nhỏ này nơi cô đã sống hơn 10 năm vậy mà có thể trở nên xinh đẹp như thế. Lúc này, có hai cô nhóc đi đến đối diện, trong tay sách hai giỏ rau, cả hai đều đang học trường cấp 3 ở gần đó. Anh trai lúc nãy đẹp trai ghê, rất có khí chất luôn, chắc là sinh viên của trường Mỹ thuật đến vẽ phong cảnh rồi. Vậy thì mỗi ngày tao sẽ đến đây ngắm thôi, ôi ôi, chút nữa mày đi với tao mua quần áo mới đi, tao cũng phải đi làm tóc nữa, uống gần sống luôn. I love him very very much, đại ni mày tự nhìn bản thân mình đi, lại còn very very một nữa chứ, sang năm là thi đại học rồi, đã học xong, xuất sư biểu chưa, làm hết bài tập toán chưa, làm xong mấy bài thi trong mô phỏng kỳ thi đại học 3 năm và 5 năm chưa hả? Triệu An ca chặn trước mặt hai cô bé, chỉ chỉ về phía tầng mặt bắc, vô cùng kiêu ngạo nói, nói cho hai đứa biết nhé, anh chàng đẹp trai vô địch thiên kia ở đằng kia, là bạn của Triệu An ca chị đây, hai cô bé ngẩn ra, chị bồ câu, chị về rồi hả? triệu an ca ra vẻ giống như chị đại gật gật đầu đúng vậy chị dẫn anh chàng đẹp trai nhất vũ trụ về thăm bà nội hai cô bé xấu hổ cười cười lẳng lặng, lặng chuồn đi mất chưa đi được bao xa liền bắt đầu thì thầm cuối tuần này mày còn đến xem nữa không đến chứ sao mà không đến chứ đẹp trai như vậy khó gặp lắm suỵt nói nhỏ thôi triệu an ca nhặt hai cục đá nhỏ trên đất lên mỗi tay một cục ném cái vèo trúng vào mông hai cô nhóc kia cô gái nhỏ sờ sờ mông giữ chặt giỏ rau chạy trốn nhanh như chớp. Tần mặt bắt nhìn về phía bên này, thấy Triệu An ca đang vẫy vẫy tay với anh. Anh đi tới, có lẽ không biết phải nói gì với cô, anh thuận miệng hỏi, heo nhà cậu à. Triệu An ca cười cười, cậu nghe hả, loa phát thanh hết kêu, chắc là đã xử lý xong rồi. Vừa dứt lời, loa phát thanh lại bắt đầu hô lên ken két. Triệu An ca, heo nhà cô ủi vườn rau nhà nhị cậu, nghe được, chưa kịp nói hết câu thì nghe âm thanh sắc rơi, nói tiếc, ngại quá, bấm nhầm nút sau đó loa phát thanh không kêu lên nữa. Tần mặt bắt thật sự không nhịn được, nở nụ cười, những lời này thật sự quá kỳ dị, lúc này trong đầu anh vẫn còn lẫn vẫn âm thanh của loa phát thanh, chẳng qua là hình tượng thường ngày của Triệu An Ca ở trường học, là dáng vẻ của một cô gái thành thị vô cùng phong cách, nhưng bỗng nhiên xuất hiện heo nhà cô, rau nhà nhị cẩu. Triệu An Ca thích nhìn tần mặt bắt cười, cũng rất hiếm khi thấy anh cười thoải mái đến vậy, nhất là bây giờ, chuyện thi đại học và cuộc sống của anh cũng không được như ý nữa, nụ cười tươi tắn thế này lại càng thêm quý giá. Lúc anh cười, ánh sáng của đường ranh giới giữa trời và đất dường như bị xóa mờ, cả thế giới chỉ còn lại một màu sắc riêng của anh. Tần mặt bắt nhìn đồng hồ, đến lúc phải về, buổi tối còn phải quay lại con đường kia trả dày lại cho bà lão. Từ quốc lộ chỗ này đến bến xe cũng cách một đoạn xa, gần đây cũng không xe ba gác, hầu như đều tập trung ở chỗ bến xe hết rồi anh đang nghĩ nếu không thì đi bộ đến đó cũng được, lúc anh vừa tính toán xong, đường cũng không quá xa, nhiều nhất 20 phút là có thể đến nơi. Triệu An ca bảo anh chờ cô một lát, chỉ mấy phút trôi qua, cô chạy một chiếc xe đạp đến, có yên ngồi ở phía sau, cô dừng lại hỏi, cậu chở tớ hay là tớ chở cậu đây? Tần mặt bắt nhận lấy chiếc xe đạp, một chân đặt lên bàn đạp, một chân chống trên mặt đất, quay đầu lại nói với cô, đi lên đi, Triệu An ca nhảy lên, chỉnh lại tư thế ngồi, giơ tay phải lên cô hét lên tiếng lên nào chàng trai Tần mặt bắt ở đằng trước quay đầu lại trợn mắt nói cậu đúng là nặng thật đấy triệu an ca nhảy xuống nhìn vào bánh xe nói không phải tại tớ đâu là do bánh xe không đủ hơi thôi nếu không cậu chờ một chút tớ về nhà bơm hơi là được Tần mặt bắt cười với cô nói đi lên đi thêm chút sức là được rồi triệu an ca ngồi lên yên sau hít hơi bóp bụng dường như làm như thế thì có thể nhẹ đi được một chút trong lúc Tần mặt bắt đạp xe rất cẩn thận quan sát phong cảnh ở hai bên đường. Anh vô cùng hiểu rõ mục đích của bản thân, anh không phải là khách du lịch, cũng không phải là người nhàn hạ đến hôm xây trải nghiệm cuộc sống ở thôn quê. Trên vai anh có trọng trách phải gánh vác, hai bên đường là những cánh đồng lúa mì rộng lớn, chín vàng rực rỡ, đã đến mùa gặt. Cách đó không xa còn có người đang chăn dê, vài con vịt đang bơi ở ven sông kêu cạp cạp cạp, quả thật là phong cảnh rất thích hợp để vẽ tranh. Cô nhìn nhìn ở phía sau eo anh, tay cô giơ lên rồi lại bỏ xuống lại tiếp tục giơ lên rồi lại bỏ xuống một lần nữa ngẫm lại bản thân cũng nên phải biết tự kiềm chế chút đi thế là thành thật viện lấy yên sau ngàn vạn lần không nên làm anh sợ mà bỏ chạy nói tóm lại trước mắt cần phải lừa đến tay đã ngày sau này từ từ mà trêu tương lai còn dài cô ngẩng đầu nhìn thấy cổ áo sơ mi của anh hơi buông lỏng lộ ra một phần nhỏ sau gáy làm cho người ta vừa nhìn thấy liền muốn cắn Việc nhỏ mà không nhìn được thì sẽ làm loạn việc lớn, cô đành phải tận lực ngăn chặn ý đồ đen tối đang ngo ngoe rụt trịch của bản thân. Đột nhiên anh quay mặt lại hỏi, chỗ của cậu, có phòng cho thuê không vậy? Điều Triệu An Ca đang chờ chính là những lời này của anh, ý anh không phải muốn ở lại sao? Cô ngồi ở yên sau xe lắc lắc mông, điều chỉnh lại tư thế ngồi, có có, Lý Tổng là trưởng thôn của tụi mình, ở một ký túc xá hai tầng ở bên cạnh ủy ban thôn, chuyên cho các sinh viên trường Mỹ thuật lại đây vẽ tranh thuê Á. Tần mặt bắt hỏi, có phòng đơn không, hoặc là nhà một phòng hay hai phòng ngủ gì cũng được, anh dẫn mẹ theo, không thể để bà ở ký túc xá dành cho sinh viên được. Triệu An ca ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, mấy năm trước Lý Tổng đã từng làm qua hôm xây, để tớ hỏi cho, khi nào về sẽ gọi điện thoại cho cậu, ông chú Lý Tổng này, rất tinh ranh, chuyên môn chặt chém mấy người từ thành phố tới, nếu để tần mặt bắt nói chuyện, chắc chắn là bị lừa. Tần mặt Bắc ư, ừ, vậy, được rồi, sau này sẽ mời cậu ăn cơm vận may như đang ào ào chảy vào người triệu an ca cô cố gắng khống chế cảm xúc kích động của bản thân trước kia bọn họ luôn phải ăn cơm ở căn tin trường nhưng không biết vì sao tần mặt bắt luôn trốn tránh cô cô đến gần anh sẽ đổi bàn khác cô tiếp tục chạy tới anh sẽ lại đổi bàn khác nữa cô chạy đuổi theo anh lại đổi bàn tiếp cuối cùng tất cả bàn ăn trong căn tin đều bị hai người đổi hết tần mặt bắt đành phải cầm chén cơm lên vừa đứng vừa ăn cho xong bữa cơm khi xe đi được một nửa đoạn đường Triệu An Ca thấy một người đang đi ở phía trước, từ phía xa đã nghe tiếng nhạc từ trong điện thoại của người đó vọng ra, lại còn mở rất lớn, anh giống con cá ở trong hồ sen của em. Lúc ngang qua, Triệu An Ca vẫy tay với người nọ, nhị cẩu, muốn đi lên trấn à, nhị cẩu ngẩng đầu lên nhìn thấy Triệu An Ca, cũng vẫy vẫy tay với cô, không, không có, đi, đi đến bến xe đón anh họ, Tần mặt bắt thả chậm tốc độ, chờ Triệu An Ca chào hỏi với người kia xong mới bắt đầu tăng tốc tiếp, anh nghiêng mặt qua hỏi nhị cẩu này chính là nhị cẩu kia à, Triệu An ca đáp, là nhị cẩu kia đó, hai người không gì thêm nữa, đạp đến bến xe, băng qua đường cái đến nhà chờ xe ở đối diện, tuyến số 801, không bao lâu sau đã có xe, tần mặt bắt lên xe, cách một lớp của kính vẫy tay chào tạm biệt với Triệu An ca. Triệu An ca dắt xe đạp, băng qua đường cái, một chiếc xe số 801 từ hướng thành phố về ngừng lại. Triệu An ca quay đầu lại nhìn thoáng qua, Cô bắt gặp một người đàn ông từ trên xe bước xuống, phía dưới mắt của hắn có một vết sẹo dài, trên cánh tay có xăm hình con rồng. Bên mặt trái có một vết bầm xanh, tám phần là do tầng mặt bắt gây ra vào đêm qua. Ánh mắt của cô và người đàn ông mặc sẹo đối diện nhau trong chớp nháy. Hôm nay cô không trang điểm, cũng không mang giày cao gót, mặt đầy bụi đất, đoán chừng là hắn không nhận ra cô, nhìn cô một cái rồi không nhìn tiếp nữa. Triệu An ca ngồi lên xe đạp, vội vã chạy về nhà làm sao người này lại xuất hiện ở đây, mấy thôn gần đây cũng không có nhân vật số má như vậy. Trên đường trở về, gặp nhị cậu ở đối diện, cô nghe thấy nhị cậu đang gọi điện thoại. Alo, anh, anh họ, xe em, đến ngay rồi, anh chờ ở đó đi, chờ em là được rồi, đừng, đừng ngồi xe, xe ba gác. Tần mặt bắt đổi xe hai lần, lúc gần về đến nhà, đã là hơn 7 giờ tối, anh đi qua khu chợ bên cạnh mua thức ăn trước, lúc này đã trễ, thức ăn còn dư lại cũng không còn tươi, anh mua một ký xương sườn hai trái bắp về nhà hầm canh bữa nay cũng chưa gặp lại mấy người đòi nợ kia vả lại hôm qua đã bị anh đánh cho một trận nhiều tử dĩ nhiên sẽ không lại đây gây chuyện với anh lưu khả di mặc một chiếc váy dài màu đen ngồi đọc sách trong phòng khách một bình trà lại đã được pha sẵn đặt trên bàn hình như đã uống hơn phân nữa bà nhìn anh hỏi tìm phòng thế nào rồi con tần mặt bắt đặt thức ăn trong phòng bếp quay đầu lại đáp gần xong rồi ạ à anh biết mẹ mình quan tâm nhất là chuyện gì, không đợi bà hỏi thêm liền nói, điều kiện chỗ đó cũng tốt lắm, đúng theo yêu cầu của mẹ đó, vừa gần núi lại gần sông. Đột nhiên anh nhớ đến lời hô trong loa phát thanh của thôn, cười cười nói thêm, sinh hoạt hàng ngày khác biệt một chút thôi. Nói xong liền đi vào phòng bếp, đeo tạp về, lấy xương sườn ra rửa sạch bằng nước lạnh, thả trái bắp vào một chậu nhỏ, tẩy rửa tạp chất rồi bắt đầu vo gạo nấu cơm. Toàn bộ động tác đều thành thục trơn tru, lưu loát như nước chảy dáng vẻ nấu cơm của tầng mặt bắc rất chuyên nghiệp người không biết còn nghĩ vị này chính là cao thủ nhìn từ xa làm cho người ta cảm nhận một áp lực vô hình như một vị thần bếp không thể chống đỡ nổi nhưng mà tất cả kỹ năng của anh cũng chỉ là lừa người mà thôi nhìn qua thì còn tạm chấp nhận được chứ hương vị thực tế xin phép không đề cập tới nhưng món canh sườn heo hầm bắp anh nấu ngày hôm nay cũng không tệ lắm dù sao món này cũng không đòi hỏi khéo tay bỏ sườn và bắp vào chung một nồi thêm nước bỏ một chút muối, chờ nước sôi rồi nêm nếm vừa ăn là thành công. Điều quan trọng chính là, tầng mặt bắc có một bí quyết độc nhất vô nhị, chính là lúc thêm muối, nếu không biết phải thêm bao nhiêu, vậy thì bỏ từng chút từng chút một, vừa thêm vừa nêm, như thế chắc chắn sẽ không bị mặn đến mức không ăn được. Chỉ điều này thôi, cũng là do anh đúc kết được sau bao nhiêu lần nấu ăn thất bại, đương nhiên là rất quý giá, dù sao thì ba năm trước. Anh cũng là một đại thiếu gia ngay cả phòng bếp cũng chưa từng đặt chân vào món canh ngày hôm nay không tệ, nhưng mà cơm nấu không ngon lắm, bị thiếu nước, nửa sống nửa chín, không thể ăn được. Anh bưng canh đặt lên bàn nói, mẹ, con xuống lầu mua bánh mì và vài món lặt vặt, cơm lại hư nữa rồi. Lưu Khả Di vừa đọc sách vừa gật gật đầu, tần mặt bắt cầm lấy ví tiền ra khỏi cửa. Triệu An ca trận mắt đạp xe một hơi từ đường quốc lộ về lại thôn, dọc đường đi cô vẫn mãi luôn suy nghĩ. Anh họ của nhị cậu tám phần chính là tên mặt sẹo kia, bây giờ sắp đến thôn bọn họ cô biết tần mặt bắc không sợ hắn ta cô cũng đâu có sợ gì nhưng chuyện này chắc hẳn sẽ ảnh hưởng đến việc vẽ tranh của tần mặt bắc biện pháp đầu tiên là cô muốn tìm hiểu tình huống của người đàn ông mặc sẹo là gì trước đã cho nên cô không về thẳng nhà vào cửa hàng trong thôn mua một thùng sữa thả vào giỏ rồi đạp xe đến nhà nhị cẩu thừa dịp nhị cẩu và tên mặt sẹo còn chưa kịp trở về cô phải đi tìm hiểu một chút mẹ nhị cẩu đang làm cơm chiều thấy triệu an ca mang sữa đến liền dừng làm cơm lại cười hì hì ra đón thím nói con nhóc này đã đến đây rồi còn mang theo cái gì vậy hả triệu an ca đi vào nhà chính rồi đặt sữa lên bàn cười nói thím cái này còn không phải là heo nhà con không hiểu chuyện sao làm hại nhị cẩu giờ này vẫn chưa có gì ăn con thay mặt heo nhà con bồi tội thím đây bình thường đều một tiếng mẹ nhị cẩu hai câu mẹ nhị cẩu một tiếng thím này cũng là do cô gọi bừa mà thôi mẹ nhị cẩu nhìn liếc liếc thùng sữa đôi mắt sáng rực một thùng này cũng hơn 10 hộp đấy nhá, so với mấy cọng rau của nhà bà thì còn đáng giá hơn nhiều. Triệu An ca hít hít mũi ngửi, thím ơi, thím làm món gì thơm dữ vậy à, ngon quá vậy nè, sắp qua mặt đầu bếp trên TV luôn á, tơ mà nhị cậu đâu rồi à, nó không ở nhà sao thím? Mẹ nhị cậu cười đáp, nó không có ở nhà, nó lên bến xe đi đón anh họ rồi, tối nay nhà thím nướng gà, có cá nữa, còn thịt bò ướp ngũ vị hương mua sẵn lúc sáng nữa nếu không thì tối nay con ở lại đây ăn thử nhé triệu an ca không để tâm nghe nhà bà ấy mua cái gì nướng cái gì sự chú ý lúc này của cô là tên ông mặc sẹo kia sẽ đến thôn thượng pha này mẹ nhị cậu thấy triệu an ca không nói chuyện mỉa mai nói thiếu chút nữa là quên bồ câu lớn người ta bây giờ có tiền rồi biệt thự lớn ở thành phố còn có xe hơi có món gì ngon mà chưa từng ăn đâu triệu an ca vội đáp ôi thím đừng có nói vậy mà thím cái này còn không là do nhà thím có họ hàng đến thăm sao, con cũng không thể mặc dậy mà ở lại làm phiền mọi người xung họp chứ, dừng lại một chút nói tiếp, người kia là bà con sao vậy thím? Mẹ nhị cậu kéo cái ghế dựa ra cho Triệu An ca ngồi, rồi đáp, thằng bé đó là con của chị gái thím ở trong thành phố, kể đến cũng đáng thương, nó không cha không mẹ, chỉ có một đứa em gái, đã chết cách đây ba năm rồi, lại là ba năm trước. Triệu An ca ngồi trên ghế, bật chế độ lôi kéo móc chuyện như mấy bà tám, thăm dò, nhà anh ấy không còn ai nữa sao thím, chắc là anh ấy cũng đau lòng lắm luôn ấy nhỉ, rảnh rỗi thì gọi anh ấy về bên này ở đi thím. Mẹ nhị cậu lấy một bịch hạt dưa từ trong phòng ra đặt lên bàn, đá thùng rác ở cạnh cửa lại nói, lại đây, cắn hạt dưa chơi. Triệu An ca cũng lấy một nắm, là nguyên vị, cô cười cười, thím nè, đúng là đồ tốt nha, vẫn là nguyên vị ngon nhất, vốn dĩ mẹ nhị cậu còn muốn nói, đây là hàng mua khuyến mãi đấy, nhưng bà kịp phanh lại, nói tiếp đề tài cũ, thằng anh họ của nó, một tháng sẽ đến hai lần, đứa bé kia, là một tay nó dọn cứt đái cho em gái, bản thân nó cũng chưa từng đi học, hay, còn có người nào thích hợp không, giới thiệu cho nó cái. Triệu An Ca còn muốn nói thêm chút nữa, chợt nghe tiếng chuông điện thoại di động phát ông tỏi, anh giống như con cá trong hồ sen của em, ngực cô giật thót, sao nhị cậu về nhanh quá vậy, vừa quay sang, thấy mẹ nhị cậu móc điện thoại từ trong túi áo khoác treo trên chiếc xe ba giác ở ngoài cửa sân đúng là hai mẹ con, ngay cả nhạc chuông cũng giống nhau. Alo, nhị cậu hả, mày đi đến cửa thôn, lại cửa hàng mua hai bình rượu đi, buổi sáng quên mua rồi. Triệu An ca từ trên ghế đứng dậy, đẩy xe đạp ra khỏi sân, vẫy tay với mẹ nhị cậu, thím ơi, con về đây, lát nữa bà nội lại đi tìm con mất. Nói xong liền leo lên xe đạp chạy đi. Một tháng đến hai lần, vậy cũng đủ thấy ghét rồi đó. Tên mặt sẹo vừa nhìn là biết người không nên chọc rồi, cô cảm thấy chuyện này vẫn nên nói cho tầng mặt bắt biết tầng mặt bắt nhận được điện thoại của triệu an ca nghe cô nói chuyện về tên mặt sẹo anh nói không sao đâu vẫn giữ nguyên kế hoạch ban đầu cúp điện thoại tầng mặt bắt rửa chén xong nhìn đồng hồ đã gần chín giờ anh xách đôi giày lỗi thời đã giặt sạch sẽ từ trên kệ lên dự định quay lại ngã tư đường trả lại cho bà cụ kia lúc tầng mặt bắt đến chỗ đó bà cụ không còn ở đó xem ra bà ấy thật sự cho anh đôi giày này rồi anh quyết định đợi thêm một lát nữa. Trong lúc chờ đợi, anh gọi một cuộc điện thoại. Alo, chị Hàm, em Tiểu Bắc đây. Hai ba tháng này tạm thời em không đến phòng tranh nhé. Vâng ạ. À, em tìm chỗ để vẽ tranh ạ. À. Tháng trước em có đem đến ba bức tranh, đều được một nữ khách hàng gần bằng tuổi em mua hết rồi. Còn nói khi nào có tranh của em, thì gọi cho cô ấy, chị sẽ chuyển tiền lại cho em. Vâng ạ. À, à, đúng rồi, người khách đó còn hỏi chị số điện thoại của em nữa. Vậy em có muốn cho không? không cần đâu chị được rồi chị hàm là bà chủ của phòng tranh vẫn luôn giúp đỡ tầng mặt bắt bán tranh làm môi giới trích hoa hồng so với phòng tranh khác thì lấy ít hơn một chút rất chiếu cố anh tầng mặt bắt đợi một lúc lâu cũng không gặp được bà cụ ấy đành phải xách giày trở về nhà chờ sau này sẽ trả lại từ nhỏ anh đã được giáo dục mượn bất kỳ thứ gì của người khác phải trả về đúng hạn và bày tỏ lòng biết ơn lúc tầng mặt bắt về đến nhà mẹ anh đang tập yoga anh đi tắm xong thì trở về phòng mình chuẩn bị ngủ sớm gần đây có nhiều chuyện bực mình nên rất không thoải mái anh tắt đèn nằm trên giường cơn buồn ngủ kéo đến dù ngáp lên ngáp xuống hơn một tiếng đồng hồ nhưng cũng không thể ngủ được đoán chừng là bởi vì dạo gần đây anh luôn ngủ trễ cũng vì bận học thi đại học mỗi ngày anh đều ôn bài đến gần sáng tầng mặt bắt lăn lộn mấy vòng giữa đêm uống một ly nước đi vệ sinh một lần nhưng không hiểu vì sao lúc này trong đầu đột nhiên vang lên tiếng loa phát thanh. Triệu An ca, heo nhà cô ủi vườn rau nhà nhị cẩu, câu này rất ma quái, căn bản không ngừng lặp lại. Triệu, anh chui vào trong ổ chăn, ông đầu, một hồi lâu cũng không hề dừng lại. Triệu, cuối cùng, anh đành phải ngồi dậy, lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Triệu An ca. Lúc này Triệu An ca đang ngồi ngẫm về đời người, tình yêu, về tương lai, vô cùng thâm sâu khó đoán. Bất thình lình điện thoại trên đầu giường reo lên triệu an ca cầm điện thoại lên nhìn tầng mặt Bắc, cô hưng phấn nhảy nhóc xém chút bị té xuống giường đây là lần đầu tiên tầng mặt bắt chủ động gọi điện thoại cho cô đấy nhá lại còn là trong một đêm tuyết rơi tịch mịch thế này vậy là câu chuyện tình yêu làm rung động lòng người bắt đầu rồi đây nè triệu an ca bắt máy, còn chưa kịp nói câu chào chợt nghe từ bên ống nghe vang lên một giọng nói vô cùng êm tai triệu an ca heo nhà cô ủi vườn rau nhà nhị cẩu tiếng phổ thông rất chuẩn ngữ điệu rõ ràng hoàn toàn khác biệt với tiếng nói trong loa phát thanh, không hề lai like tạp giọng địa phương. En cho giao, do pi, đột nhiên, lại vang lên một lần nữa bằng tiếng Anh, làm Triệu An ca xém chút nữa không hiểu mô tê gì hết. Khoan đã, En giao, không phải là Triệu An ca sao? Rất tây, rất có phong cách nước ngoài. Cô còn chưa kịp nói lời nào, đầu dây điện thoại bên kia đã cúp máy. Triệu An ca tìm lại lịch sử cuộc gọi, xác định cuộc gọi vừa rồi chính xác là của tầng mặt Bắc. Vả lại cũng chính là giọng nói của anh, không thể nghi ngờ chính là cái người tầng mặt Bắc nghiêm túc kia. Triệu An ca ôm điện thoại mỉm cười lăn lộn trên giường, tầng mặt Bắc, đùa cái gì không biết, anh già, anh ấy nghĩ cái gì vậy trời? Ha 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 ha. Bà nội gõ cửa ở bên ngoài, bồ câu lớn, không bị chứ con. Triệu An ca che miệng lại, rồi ngớ ra che miệng lại thì sao mà nói chuyện được chứ, đành phải bỏ tay xuống rồi đáp, dạ không có gì ạ, à, con ngủ đây. Bà nội vừa đi triệu an ca liền chui vào trong chăn tiếp tục cười dại cô hồi tưởng lại chuyện xảy ra vào ban ngày đây vẫn là lần đầu tiên cô dựa gần anh đến như thế anh lại còn nói chuyện nhiều với cô như vậy nữa nếu là trước kia lúc nào cũng phải chờ cô giật cây bút trên tay anh thì anh mới có thể ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái rồi mới nói chuyện với cô ba từ mà anh thường nói với cô chính là triệu an ca tuy rằng mỗi lần đều chỉ nói ba từ này nhưng giọng điệu đều khác nhau giống như mỗi giọng điệu sẽ đại diện cho một ý tứ khác nhau. Lúc cô nghịch ngợm gây sự thì anh sẽ nói ba từ này như gần từng chữ từng chữ, riêng từ cuối cùng sẽ chuyển sang một tông khác. Lúc cô tỏ tình với anh thì anh sẽ nói ba từ này với ngữ điệu rất bình thường, từ cuối cùng phát âm rất ngắn, làm cho người ra không đoán ra được anh sẽ nói câu gì tiếp theo. Sau khi tầng mặt bắt cúp điện thoại, anh bất ngờ phát hiện giọng nói ma mị trong đầu mình cuối cùng cũng đã kết thúc, không còn lặp lại nữa bất chợt anh phát hiện bản thân ngốc trở nào, không hề ngờ đến bản thân sẽ làm chuyện ngây thơ đến như vậy, đoán chừng là do Triệu An ca lây bệnh rồi. Ngoại trừ cô nặng ký, nhưng con người lại rất đáng yêu, chẳng qua là lúc còn đi học, anh không có tâm tư nghĩ đến chuyện yêu sớm của cô gái nhỏ, Triệu, đệt, Sau đó không biết mình đã ngủ như thế nào, sau khi ăn bữa sáng xong, tần mặt bắt mua một bó hoa, đặt trên bàn trong phòng ngủ để có thể vẽ tĩnh vật, phối hợp với bó hoa là hai quả táo và một quyển sách anh đặt một chiếc đèn bàn dùng để vẽ tranh ở bên cạnh trên giá vẽ đã bày sẵn giấy vẽ màu vẽ và cọ cũng đã sẵn sàng bắt đầu vẽ tranh cả một đêm qua triệu an ca không hề ngủ chốc chốc lại lấy điện thoại ra xem danh bạ nhìn một hồi rồi dời mắt qua ngắm đôi dậy của anh mãi cho đến khi mặt trời lên cao cô mới chịu rời giường đứng dậy đánh răng rửa mặt cắn miếng bánh quẩy đi đến nhà lý tổng muốn giúp nam thần của cô thuê phòng ngay cả kịch bản sau đó cô đã viết xong hết luôn rồi rừng núi hoang vắng đêm hôm khuya khoắt ánh đèn chập chờn một chàng thư sinh tay nâng bút vẽ tranh trong ánh sáng mờ ảo một vị mỹ nhân đi vào phòng chàng trai giữa đất trời chỉ còn lại một âm thanh nghe đi bạch 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 nghĩ đến đứa con trai lớn của lý tổng là lý bảo lượng triệu an ca liền đau đầu hắn luôn miệng mắng cô là tham phú phụ bần nói cô chơi người có hộ khẩu nông thôn cô vừa đi vừa đá mấy viên sỏi trên đường vì để thuận tiện đi học nên cô phải chuyển hộ khẩu lên thành phố cũng bởi thế mới gây ra hiểu lầm như vậy. Cũng may là, Lý Bảo Lượng đã đi lên chợ từ sáng sớm, Lý Tổng dẫn Triệu An Ca đi đến văn phòng ủy ban thôn. Trước kia ở đó có mấy căn nhà dùng để làm chương trình nông trại vui vẻ. Triệu An Ca nhìn thoáng qua cũng không tệ lắm, dù sao cũng là nhà chuyên dùng để tiếp khách, từ trong ra ngoài rất sạch sẽ, đồ dùng gia đình cũng đầy đủ, còn có nhà vệ sinh riêng. Cô cố ý biểu môi, ôi giời, Lý Tổng, chúng nhìn cửa sổ kia đi, bị gỉ xét hết rồi, còn này nữa đầu giường bị mất một miếng chắc chắn là do chuột cắn lý tổng nghiêng đầu qua nhìn cây cột ở đầu giường bậy hà cái này không phải bị chuột cắn đâu lúc mua đã bị vậy rồi còn nệm này con ngồi thử đi êm lắm đó lý tổng đúng thật là con người biết làm ăn cô cũng không nói vòng vo nữa hỏi thẳng vậy lấy căn này đi hai phòng ngủ một phòng khách một nhà vệ sinh bao nhiêu tiền một tháng vậy chú lý tổng nói tiếp con nhìn cái tủ này xem làm bằng gỗ câu hòe đấy nhé, còn bộ sofa này, là hàng nhập khẩu từ châu Âu đấy. Triệu An ca cười hỏi, nước nào của châu Âu thế chú? Lý Tổng nghĩ nghĩ rồi đáp, nước Mỹ chứ nước nào? Triệu An ca dựng thẳng ngón tay cái lên nói, chú tài ghê nha, không hổ là Lý Tổng có học thức mà. Vậy chú nói đi, bao nhiêu tiền một tháng đây? Lý Tổng ngồi lên ghế sofa nhập khẩu từ Mỹ nghĩ ngợi nói, nếu là người thành phố, chú lấy một ngày là 300 tệ, một tháng là 4.000 tệ trời đất, đúng là chặt chém mà, hèn gì hai năm nay cũng chẳng có ma nào đến thuê phòng của ông. Lý Tổng nói tiếp, nhưng nếu cho cháu gái thuê, vậy tính hai ngàn một tháng thôi, thôn chúng ta cũng không phải giống mấy thôn bình thường, điều kiện ở đây còn tốt hơn so với khu du lịch nữa đó chứ. Một tháng hai ngàn là có thể được căn hộ chung cư một phòng ngủ ở thành phố rồi, Triệu An ca xoay người đi ra cửa, khoát tay, mắc quá, chú hai của con còn trống mấy phòng, lại còn ở miễn phí, thôi con qua nhà chú hai đây. Lý Tổng đuổi theo nói, nhà chú hai của con có được mấy phòng đâu, chính hắn còn không vào ở, sao bằng chỗ này được. Triệu An ca quay đầu cười nói với Lý Tổng, nhưng chú hai con cho ở miễn phí, cô đúng là nói dối không chớp mắt. Lý Tổng cắn răng giảm giá, để cho con một ngàn rưỡi đấy. Triệu An ca tiếp tục đi ra cửa, Lý Tổng lại cắn răng một lần nữa, một ngàn hai. Triệu An ca quay đầu lại cười, chú hai con còn không lấy tiền nữa đó. Lý Tổng dậm chân nói, một ngàn, chắc giá không giảm nữa. Triệu An Ca chạy ra cửa cổng, cô quay đầu lại lần cuối rồi nói, 800, bao điện nước, Lý Tổng khoát tay, không được, không được, vậy lỗ chết chú à. đúng là keo kiệt, nếu cô không thuê, thì căn này cũng để trống thôi, cũng làm gì có tiền. Triệu An Ca mở miệng, chú hai con, không đợi cô nói hết câu, chợt nghe tiếng Lý Tổng hô lên một tiếng, được, được rồi, được rồi. Triệu An Ca ở lại nhìn nhìn, phòng cũng không tệ, mặc dù ở tầng trệt, nhưng nền nhà rất cao, còn có năm cái bậc thềm ở giữa, cho dù trời mưa, cũng sẽ không bị ấm mốc, vả lại từ chỗ này đến nhà cô, cũng chỉ khoảng 7-8 phút, nếu dùng xe trượt, cùng lắm là ba bồn phút mà thôi, cô đứng ngoài cửa nhìn nhìn, đối diện là nhà của Đại Ni. Chính là cô nhóc vừa mới gặp tận mặt bắc, không biết xấu hổ đòi đi uống tóc gần sống cho bằng được, nông cạn. Từ trước đến nay Triệu An Ca là người có chiều sâu, luôn xem thường loại người mê trai ra mặt thế này, cho nên, muốn so tóc ai uống công hơn hả? Đợi chị đây đi làm tóc đi rồi hãy nói chuyện nhé. Sau khi Tần Mặt bắt nhận được điện thoại của Triệu An Ca, anh bắt đầu đóng gói hành lý, đồ đạc của hai mẹ con cũng không ít, hầu như đều là đồ vật trước đây mẹ anh hay dùng. Tạp chí sách báo được đóng trong một thùng giấy lớn, chăn đệm bốn mùa xuân hạ thu đông được gói trong bốn bao to, còn quần áo, lễ phục của mẹ anh là đặt trong hai vali lớn. Đồ dùng của Tần Mặt Bắc cũng không nhiều lắm, đóng gói toàn bộ cũng chẳng được bao nhiêu. 9 giờ sáng, một chiếc xe tải dừng ở dưới lầu. Triệu Bân nhảy xuống xe, chạy thẳng lên nhà tầng mặt bắc. Nói đúng ra, là phòng tầng mặt bắc thuê, vừa vào cửa, cậu cũng bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ, thùng giấy, vali, túi vải chật cứng phòng khách, xếp chồng lên nhau còn cao hơn cậu ta. Tầng mặt bắc thấy Triệu Bân, bước đến, phiền cậu rồi, không đợi anh nói xong, đã bị Triệu Bân cắt ngang, được rồi được rồi, còn khách sáo với tớ làm gì, đầy đủ hết rồi đúng không? chúng ta chuyển nhanh thôi. Tần mặt Bắc cười cười nói, được, chuyển ngay. Lúc chiếc xe tải nhỏ đến thôn thượng pha, Triệu An Ca đứng chờ ở cổng thôn, từ đằng xa đã nhìn thấy bọn họ. Cô đã đợi hơn hai tiếng đồng hồ, trong lúc chờ vẫn luôn cảnh giác nhìn nó xung quanh, thật sự không hy vọng sẽ gặp nhị cậu và tên mặt sẹo. May là nhị cậu thích lên chợ, nói không chừng là hôm nay cậu ta dẫn anh họ đi chơi rồi. Sau khi được vài người phụ giúp đỡ hành lý xuống, Tần mặt Bắc và mẹ anh mới vào phòng xem vật dụng trong nhà. Triệu Bân ngồi ở bậc thềm quạt que phẩy, vừa quạt và tán dốc với Triệu An Ca. Cậu ta uống ngụm nước nói, bồ câu lớn, chúc mừng cậu nhé, trở thành cô gái có khoảng cách gần nhất với hốt boy trường chúng ta rồi. Triệu An Ca giơ tay cầm chai nước khoáng lên, cùng chai với cậu ấy, cô cười nói, cảm ơn, cảm ơn. Triệu Bân là bạn cùng bàn với Tần Mặt Bắc, quan hệ rất tốt, trước khi cậu ta từng nhận thư tình giúp Tần Mặt Bắc, cậu đứng dậy, nhìn xung quanh nói, chỗ các cậu cũng khá đẹp nha, để sau này, tớ sẽ đến đây chơi tham quan. Nhìn đồng hồ đã gần giữa trưa, Triệu Bân không ở lại nữa, nói chiều nay nhà cậu đi chở hàng, phải đi về trước. Triệu An ca sách một túi gạo và một giỏ rau từ nhà bà nội đến, bên trong giỏ rau có cà chua, cà tím, bắp cải trắng, sắp đầy cả giỏ, cô biết tầng mặt bắc sẽ không qua nhà mình ăn cơm. Người lạ mới đến đây, chưa quen với hoàn cảnh xung quanh, chắc hẳn sẽ không biết mua thức ăn ở chỗ nào, sợ anh không chịu nhận, cô còn nói thêm, chẳng qua là chúc mừng cậu đến đây thôi, cũng là phong tục ở thôn tớ, nếu như có ai đó chuyển nhà, vậy thì phải tặng cho người ta hai giỏ thức ăn, bây giờ tớ mới có đem một giỏ đến thôi, tần mặt bắt đành nhận, say này, triệu an ca cười cắt ngang lời anh, sau này sẽ mời tớ ăn cơm chứ gì, tớ nhớ mà, sợ anh không được tự nhiên, cô cũng không dự định ở lại lâu, cuối cùng nói, nếu có cái gì cần hỗ trợ, gọi điện thoại cho tớ là được, sau đó cô không yên tâm lại nhắc thêm lần nữa siêu thị ở phía đông thôn bán thịt không tươi, cậu muốn mua phải đi ở phía tây đấy nhé. Tần mặt bắc không nghĩ rằng cô là một người cẩn thận đến như vậy, trước kia không phát hiện, có lẽ là do không chú ý, sự quan tâm của anh cũng chỉ là vẽ tranh và học tập. Triệu An ca về nhà, bà nội đang ở trong phòng bếp tìm đồ, vừa tìm vừa lẩm bẩm, kỳ vậy ca, bà nhớ có cái túi, ngày hôm qua còn ở đây mà, bồ câu lớn con có thấy ở đâu không? Triệu An ca lắc lắc đầu, con không biết, con có thấy gì đâu sau đó hai người ăn bánh nướng áp chảo dùng bữa xong triệu an ca đạp xe trượt ra khỏi cửa lúc gần đến nhà tầng mặt bắc cô chợt nhớ anh vừa mới dọn tới khi không cô chạy tới như vậy là kỳ lắm vả lại mẹ anh còn đang ở đó cô đành phải đạp xe trượt đi trở về tầng mặt bắc cũng không trì hoãn lâu đồ dùng thì để sau này dọn đi mang giá vẽ đi ra ngoài từng giờ từng phút anh luôn hiểu rõ mục đích của bản thân vẽ tranh và vẽ tranh kiếm tiền nuôi mẹ trả nợ trong túi đựng giá vẽ của anh luôn để sẵn một con dao gọt trái cây lần trước anh khảo sát sườn đồi nhỏ kia cũng không tệ tầng mặt bắt quyết định đi đến chỗ đó luyện tập trước hôm nay rất may mắn cách đó không xa có một cô gái quê đang loay hoay cắt cỏ cô mặc một chiếc áo khoác ngắn in hoa to đội mũ rơm lưỡi liềm trong tay liến thoáng không ngừng rất có sức sống tràn ngập hương vị cuộc sống nồng hậu chốn thôn quê chị hàm nói có rất nhiều khách hàng thích mua loại tranh về cuộc sống lao động nông thôn được đánh giá cao hơn so với tranh phong cảnh thiên nhiên tầng mặt bắt không trì hoãn lâu tranh thủ bắt đầu vẽ phong cảnh này còn nhìn nữa thì cô gái cắt xong cỏ mất triệu an ca chổng mông cắt cỏ kinh nghiệm của cô rất phong phú heo thích nhất là ăn loại cỏ nào không bao lâu sau đã chất đầy một cái sọc lớn cô đứng thẳng người đấm đấm thắt lưng chuẩn bị vác sọc cỏ lớn về cho heo ăn vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một chàng trai giống như đang vẽ tranh anh đang vẽ tranh nhìn hướng giá vẽ chắc là đang vẽ cô rồi nếu đúng như cô nghĩ, không phải là anh đang vẽ cô sao? Triệu An ca đặt sọt cỏ đè đè xuống, ra vẽ như chưa đầy, rồi lấy lưỡi liềm ra khu khu mấy cái, còng lưng xuống quay về phía anh. Cô vừa đi vừa hát, ơi em gái hái nắm kia ơi, em mang cái gùi to thế. Tận mắt bắt nghe giọng hát này, cảm thấy rất quen tai, ngẩng đầu lên nhìn. Cô gái lao động kia bước tới, vậy mà lại là Triệu An ca. Hai người nhìn nhau cười, xem như đang chào hỏi. Triệu An ca đứng sau lưng anh, Nhìn vào giá vẽ tranh của anh nói, đây là lần đầu tiên tớ được người khác vẽ đó. Mặc dù chiếc áo khoác ngắn in hoa to thế này nhìn lúa thấy mồ, Tần Mặt Bắc cười cười, bức tranh này xong sẽ tặng cho cậu, cảm ơn cậu đã giúp tôi tìm phòng, còn thức ăn và gạo nữa. Bức tranh này, nếu như vẽ xong, nếu trưng bày bán ở phòng tranh của chị Hàm, cũng khoảng 2 đến 4 ngàn đồng. Triệu An Ca lén dời mắt từ bức vẽ lên người Tần Mặt Bắc, cậu muốn tặng bức vẽ này cho tớ thật á, thật không? Tần mặt bắt đặt cò vẽ vào trong một cái xô đựng nước khuấy khuấy, rồi chọn một màu khác, trét lên bản chỉnh màu nói, thật, Triệu An ca không nói nữa, khi anh bắt đầu tập trung vẽ tranh, cô không muốn làm ồn đến anh. Hai người không nói chuyện, một lát sau, tần mặt bắt sách xô nước ra bờ sông rồi thay nước mới, Triệu An ca cẩn thận hỏi, có phải trước đây cậu hơi ghét tớ đúng không? Lại nói tiếp, thật ra, tớ cũng biết bản thân mình có đôi khi rất phiền phức, nhưng tớ, chẳng qua là, thôi, tớ không nói đâu. Tần mặt bắt cười cười, không có, cậu rất đáng yêu, khựng lại một chút rồi nói tiếp, trước kia tôi tránh né cậu, chẳng qua là tôi muốn được yên tĩnh, chỉ vậy thôi. Triệu An ca nhìn anh rồi hỏi, vậy con nhỏ hoa khôi lớp bên cạnh vừa lẳng lơ vừa mắm trai kia thì sao, cậu có thấy phiền không? Vẻ mặt tần mặt bắt ngớ ra hỏi, người nào cơ? Triệu An ca đáp, là cái đứa chặn đường cậu ở cổng trường đó, lúc nào cũng giả vờ yếu đuổi té xỉu đó, tần mặt bắt ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp, rất phiền. Triệu An ca cười hì hì hai tiếng, ngồi xổm bên cạnh nhìn anh vẽ tranh, sợ quấy rồi đến đến, nên ngậm miệng không hỏi nữa. Tần mặt bắt vừa vẽ vừa hỏi, heo nhà cậu, chắc đói rồi nhỉ, nếu như để nó đói quá, thế nào cũng đi ủi bậy vườn rau nhà nhị cậu nữa cho mà xem. Triệu An ca đứng dậy, vỗ vỗ đôi chân của mình do ngồi chồng hổng nên hơi bị run run, lát nữa rồi về cũng được. Tần mặt bắt đặt cây cò xuống, vương vai, lắc lắc cánh tay, thả lỏng gân cốt một chút, Triệu An Ca đến gần nói, tớ xoa bóp giúp cậu nhé. Tần Mặc bắt đứng dậy, nhảy lên nhảy xuống tại chỗ nói, không cần đâu. Triệu An Ca đã biết trước là anh sẽ nói như vậy mà, lúc trước khi còn ở trường học, anh vẫn không bao giờ nói chuyện với nữ sinh, nổi tiếng là nam thần cấm dục của nhị trung. Đột nhiên cô nghiêng mặt qua nhìn nhìn thẳng anh, Tần Mặc Bắc, anh từ một tiếng. Cô nàng nói tiếp, cậu làm áp trại phu nhân của tớ đi dù cũng không phải lần đầu tiên cô trực tiếp hoặc gián tiếp đùa giỡn với anh như vậy một cơn gió thổi tới mũ rơm của cô thiếu chút nữa bị thổi bay vạt áo khoác ngắn bị gió thổi bay phất phới tầng mặt bắt đi đến trước mặt cô anh cười đến mức gập cả lưng khẽ nói bên tai cô không được dừng lại một chút rồi nói tôi không bị đè ở dưới đúng lúc này một có thổi tới vù vù không nghe được nửa câu sau của anh gãi gãi lỗ tai của mình hỏi lại cậu nói dưới cái gì cơ tầng mặt bắt ngồi lên chiếc ghế nhỏ vẽ tranh cười nói với cô không có gì anh nhìn vào bức tranh nói chỗ này có cần tôi sửa lại một chút không? Triệu An ca tiến lại gần hỏi, sửa chỗ nào? Tần mặt bắt chỉ chỉ vào cái mông vĩnh cao của cô trong tranh nói, chỗ này này, có cần bóp nhỏ lại giúp cậu không? Triệu An ca giơ tay sờ sờ mông mình nói, không cần đâu, Hoàng mỹ lắm rồi. Tần mặt bắt nhìn bức vẽ, khẽ cười, ừ, Hoàng mỹ. Triệu An ca vác một sọc lớn đựng đầy cỏ cho heo ăn về phía sau sườn đồi, chỗ đó là nơi nhà cô thuê riêng để dành nuôi heo. Bên trong tường rào có hai miếng đất lớn nhỏ, bên trong có núi có sông, cỏ xanh rì một vùng, còn có công nhân chuyên tắm rửa và dọn vệ sinh chuồng. Trong chuồng heo mở nhạc, nếu không phải của Beethoven thì là nhạc của Mozart, rất thanh nhã. Người khác nuôi heo vì bán lấy tiền, nhà cô nuôi heo là hoàn toàn bởi vì muốn cho đàn heo có cuộc sống tốt và tự do. Một miếng đất lớn như thế này cũng chỉ nuôi hơn 10 con, không dết cũng không bán, chăm sóc bọn chúng ống đau bệnh tật, giống cung phụng tổ tông, xem như là sự kính nể và biết ơn nhà cô làm giàu từ nuôi heo, tất cả việc làm ăn trong nhà đều liên quan đến heo, ba cô lúc còn trẻ là nuôi heo bán thịt, sau đó nâng cấp lên nhà máy đóng hộp thực phẩm từ thịt heo, dần dần có tên tuổi, việc làm ăn càng lúc càng lớn. Năm trước còn được tuyên dương là một trong 10 xí nghiệp hàng đầu của tỉnh, bà nội nói tất cả đều này có được là nhờ sự phù hộ của thần heo, thế nên từ đó về sau bọn họ không giờ giết heo nữa, tất cả thịt heo đều được mua lại từ người dân hoặc lò mổ, sau đó mới tiến hành gia công. Triệu An Ca mở cổng tường, trút ngược sọc cỏ vào bên trong máng heo, xem như là đồ vặt phòng ngừa bọn chúng đói bụng giữa đêm. Triệu An Ca cũng được xem như là phú nhị đại, đôi khi cô cũng khá bướng bỉnh, nhưng cô không hề quậy phá ăn chơi như vòng luẩn quẩn của giới xã hội thượng lưu, cô có lý tưởng và khát vọng của riêng mình, thỉnh thoảng cô vẫn trốn học, nhưng cũng không bao giờ cúp cô các tiết sinh học và hóa học. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, điểm thi đại học hai môn này của tương tối không tệ ngay cả chuyên ngành đại học cô cũng đã đăng ký xong công nghệ sinh học sáng hôm sau triệu an ca cầm một cây kéo đi ra khỏi cửa cô biết nơi nào có hoa cúc dại đẹp nhất cánh hoa trắng tinh nhụy hoa màu vàng tươi xen kẽ từng chiếc lá nho nhỏ cô đem bó hoa về nhà bọc trong miếng giấy cờ rác sau đó cột lại bằng một cọng dây thừng nhỏ thắt một cái nơ bướm be bé, bé đẹp hơn nhiều so với cửa hàng bán hoa trong thành phố làm xong mọi thứ đã hơn sáu giờ đây là lần đầu tiên cô thức sớm đến vậy Triệu An ca ông bó hoa, đi theo hướng khi nhà Tần Mặc bắt thuê, nhưng không ngờ sẽ gặp được anh trên đường đi. Tần Mặc bắt mặc một bộ đồ thể thao, dường như anh đang chạy bộ, dáng người anh mặc đồ thể thao rất đẹp, tràn ngập sức sống, rất phóng khoáng, nhìn cũng giản dị gần gũi hơn trước. Triệu An ca giấu bó hoa ở sau lưng, cười tươi với anh, trùng hợp quá ha. Tần Mặc bắt vừa chạy đến vừa nói, chào buổi sáng, nói xong nghiêng đầu qua nhìn bó hoa ở đằng sau cô, là muốn tặng cho tôi à cô nghiêng mặt qua, sau đó đưa ra phía trước, chúc mừng cậu chuyển nhà nhé. Tần mặt bắt ngừng bước lại, nhận lấy rồi cười nói, đẹp thật đấy, loại hoa này rất phù hợp để vẽ tỉnh vậy, rất nhiều danh họa đã từng sử dụng đề tài này. Anh nhìn nhìn lên người mình, tôi không có gì đưa cho cậu, làm sao bây giờ? Triệu An ca hơi nghiêng đầu qua, có sao đâu mà, tớ giữ giúp cậu cho. Khóe môi tần mặt bắt cong lên, anh nhìn người cô từ trên xuống dưới, khẽ nói, với thân hình của của cậu đột nhiên anh chuyển sang chuyện khác nói tiếp nếu không cậu chạy bộ với tôi đi xem như rèn luyện sức khỏe đi triệu an ca không nghĩ nhiều về câu nói của anh vừa nghe anh đồng ý dẫn cô chạy bộ dường như sợ anh đổi ý vội gật đầu được chứ chạy thì chạy thôi nói xong bắt chước dáng vẻ lúc nãy của tầng mặt bắc khởi động chạy tại chỗ hai người cùng nhau chạy đến của nhà tầng mặt bắc anh đi vào đặt bó hoa lên bàn rồi chạy ra ngoài vẻ mặt triệu an ca háo hức hỏi chúng ta chạy đến chỗ nào lãng mạn hơn đi, à, không phải không phải, giờ chúng ta chạy đâu đây? Tần mặt bắt vừa chạy vừa đáp, bên kia sườn đồi đi, chỗ đó không khí trong lành, hai người chưa chạy được mấy bước, chợt nghe tiếng người gọi ở phía sau lưng, anh Tần ơi, anh Tần, làm triệu an ca thiếu chút nữa còn tưởng mình nghe lầm, vừa quay đầu lại liền thấy, mẹ kiếp, cái đứa con gái ổng ẹo mê trai đang mặc đồng phục chạy tới, tóc cũng đã được uống gợn sống rồi luôn, lại còn nhùm nữa chứ chạy theo mốt mới nhất là màu hạt dẻ. Tần mặt bắt quay đầu lại đưa tay chào, đại ni à, triệu an ca gãi gãi lỗ tai, khi tần mặt bắt nói hai từ đại ni này, nghe sao mà gượng gạo thế nhỉ, chắc là vì nhìn anh rất có phong độ, nhưng một cái tên quê mùa như vậy được phát ra từ miệng anh, thật sự là, không thể nào hợp với nhau được, đại ni chạy tới thở hổn hển, chị bồ câu lớn đang ở đây à, triệu an ca ừ nói, hai người quen nhau sao, đại ni cười cười nói, hôm qua em thấy anh tần vẽ tranh, sáng nay lại thấy gặp anh ấy chạy bộ nên chạy tới thôi tần mặt bắt chạy lên phía trước chạy nhanh đi lát nữa còn ăn sáng nữa đấy đại ni chạy lên bên cạnh nói anh tần bánh nướng áp chảo này là do tự tay em nướng nè cũng là người nướng ngon nhất thôn này không tin anh hỏi lý tổng đi trước kia có mấy người thành phố đến đây thuê nhà nông trại vui vẻ rất thích bánh do em nướng sau khi rời đi còn mua theo rất nhiều luôn đó triệu an ca chạy lên đá một cước vào mông đại ni có nói dốc cũng đừng nói trước mặt chị đây được không, không biết xấu hổ hả, đại ni sờ sờ mong cười hì hì hai tiếng, thật ra so với chị bồ câu lớn cũng chỉ kém hơn một chút thôi, tần mặt bắt quay đầu lại, cong mắt lên nhìn cô cười, cậu cũng biết nướng bánh áp chảo nữa à, triệu an ca gật gật đầu, không nói chuyện, ba người tiếp tục chạy lên phía trước, suốt đường đi đều là tiếng nói chuyện líu ríu không ngừng của đại ni, gì mà gà nhà ai bị trộm, con nhà ai đi thi không điểm bị đánh, heo nhà ai ủi vườn rau nhà nào nói đến chỗ này đại ni quay đầu qua nhìn triệu an ca không đợi cô nhóc lên tiếng triệu an ca khẩy môi hô lên triệu an ca heo nhà cô ủi vườn rau nhà nhị cẩu nghe được thông báo thì đến ủy ban thôn ngay lập tức đại ni vội gật đầu đúng đúng là câu này nè cuối cùng chị phải đền bao nhiêu tiền thế triệu an ca nhìn cô nhóc không nói nên lời đại ni này mày nhìn mày xem có chỗ nào giống học sinh không hả có thể đặt sự chú ý này vào chuyện học được không hả còn nhớ năm trước từ lúc sáng sớm trời còn chưa sáng chị đây đã bắt đầu học từ đơn tiếng anh rồi đấy tần mặt bắt quay đầu lại nhìn cô hỏi có chuyện này nữa à triệu an ca gật đầu không hề có chút nào chột dạ nói có chứ tần mặt bắt cười cười không nói ba người tiếp tục chạy lên phía trước bỗng nhiên triệu an ca ngồi xổm trên mặt đất không chạy tiếp hô lớn lên chân tớ bị trật rồi đại ni liền chạy tới nhìn lên chân cô nói chị à kịch bản của mèn này của chị quá lỗi thời rồi không có sáng tạo gì hết. Tần mặt Bắc đã chạy tới, ngồi sổng xuống, nhìn vào mắt cá chân của cô nói, tôi cổng cậu. Đại Ni nhìn tần mặt Bắc nói, anh Tần à, anh đừng có bị mụ yêu tinh này lừa. Đợi cô nhóc nói xong thì Triệu An Ca đã nằm trên lưng tần mặt Bắc, còn thè lưỡi chọc tức Đại Ni. Đại Ni thấy thế cũng bắt trước ngồi chồm hổng trên mặt đất, chân em cũng bị trật rồi, cả hai chân luôn nè. Anh Tần ơi, anh cũng cổng em đi, em còn nhẹ hơn chị bồ câu lớn luôn đó, chị ta mông to, nặng lắm. Tần mặt bắc không thèm quay đầu lại mà trả lời luôn, không cổng, đại ni dậm dậm chân, chạy về nhà, vừa chạy vừa hét, em không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Triệu An ca nằm sắp trên lưng tần mặt bắc, đắc chí cười ha hả. Tần mặt cổng cô, từ từ đi bộ về nhà, lúc đến cửa nhà Triệu An ca, anh thả cô xuống, Triệu An ca khập khiển đi vào trong sân. Tần mặt bắc nhìn bóng lưng của cô, khẽ cười cười, đúng là lừa đảo, giả bộ cũng giống ghê. Triệu An Ca rất hài lòng với khả năng giả vờ giả việc của mình, bữa sáng ăn hơn một chén, dùng bữa xong, cô thấy bà nội mình vừa sửa lại cái bao bố vừa mắng, cái đứa trời đánh nào làm mất cái dây cột của bà rồi. Triệu An Ca trón ra trón trén chuẩn bị quay về phòng mình, bị bà nội quát lớn ở phía sau, bồ câu lớn, hôm nay con ra chợ mua giúp bà mấy cái bao to đi. Triệu An Ca khoát tay, không được đâu bà, tay thì sắp sinh rồi, con phải ở nhà canh nó, nghe thế bà nội liền móc điện thoại cục gạch từ trong túi ra không có việc gì thì tao không được gọi điện cho mày à nhanh đi lấy hai cân thịt bò nếu có táo ngon thì mua về thêm một ít nghĩ một hồi nói thêm mua thêm hẹ nữa chút nữa làm vàng thắng ơ à, làm vàng thắng à nghe thôi là biết có chuyện vui để làm rồi triệu an ca dạ một tiếng đẩy chiến xe điện ba bánh từ phòng bên cạnh ra mấy người già trong thôn khi đi chợ thường dùng loại xe này cô vặn chìa khóa chạy đến khu nhà thuê bên kia ngồi trên xe nhìn vào bên trong sân nhà tầng mặt Bắc chỉ thấy mẹ anh đang nằm trên ghế đọc sách bà mặc một chiếc váy dài màu đỏ búi tóc cao ánh nắng buổi sáng chiếu lên chân trần của bà cảm giác rất bình yên Triệu An ca không nhìn được mà khẽ chật chật khí chất này tầng mặt Bắc không ở đây tám phần là ra ngoài vẽ phong cảnh rồi Triệu An ca lấy điện thoại gửi tin nhắn cho anh trưa nay ở nhà chờ nhé tớ làm vàng thắng cho cậu lúc đến khi chợ người không đông lắm cô đi gửi xe rồi cầm giỏ sách đi mua đồ cho bà nội. Sau khi mua hết danh sách liệt kê của bà nội xong, cũng đã hơn 9 giờ, nghĩ đã lâu không đến đây, nên cô đi dạo xung quanh. Có một siêu thị lớn nhất trên trấn là do chú hai cô mở, nhưng tiền vốn là ba cô bỏ ra, bên trong có một tủ lạnh rất lớn, chuyên dùng để bày bán các sản phẩm đóng hộp từ thịt heo, nhãn hiệu An Ca. Triệu An Ca đi dạo hết siêu thị, đang chuẩn bị về nhà, đột nhiên nghe được tiếng một người cà lăm nói chuyện, cô quay đầu lại, liếc nhìn thoáng qua, là nhị cẩu và tên mặt sẹo. Cô vừa nhìn thấy tên mặt sẹo kia, trong lòng liền bức trước khó chịu, bực bội đè nặng trên ngực không thể diễn tả được, nếu không phải tại hắn, tần mặt bắc sẽ không bị bỏ thi môn cuối cùng của kỳ thi đại học. Cô siết chặt tay, rồi lại thả lỏng ra, tần mặt bắc vất vả lắm mới được ổn định một chút, anh cần một nơi yên tĩnh, anh cần phải bán tranh kiếm tiền. Cô kéo mũ rơm xuống che mặt, chỉ để lộ ra nửa đôi mắt, nhị cậu thất triệu an ca, bước tới chào hỏi cô, bộ, bộ câu lớn, đi, đi chợ à, triệu an ca gật gật đầu, ừ, tên mặt sẹo đứng ở sau lưng nhị cẩu không nói chuyện, nhị cẩu nói tiếp, em, em dẫn anh họ, cũng, cũng đi chợ, mua, mua cá nè, triệu an ca đáp, chị về trước đây, nói xong liền đi nhanh về phía bãi giữ xe, ở phía sau lưng tên mặt sẹo lên tiếng nói chuyện, sao tao thấy con nhỏ đó quen mặt quá, cả người triệu an ca cứng ngắc, khóe môi cười cười, bỗng nhiên cô hy vọng hắn nhận ra mình như vậy thì cô mới quan minh chính đại là xông lên đập hắn. Nhị cẩu ha hả cười, anh, anh, anh đừng nói là, để, để ý chị ấy nha. Tên mặt sẹo gãi gãi đầu không tiếp tục đề tài này, lại hỏi nhị cẩu, chỗ các em, chỗ nào bán dao vậy, giống như dao gọt trái cây là được, tiện mang theo người, nhưng nhất định phải sắc bén hơn dao gọt trái cây. Triệu An ca quay đầu lại, nhị cẩu đã dẫn tên mặt sẹo đi mua dao, cô có dự cảm, chuyện này có quan hệ với tầng mặt bắc. Trên đường về nhà, gặp mẹ nhị cậu ở đầu thôn, cô dừng xe lại hỏi, thím, lúc nãy con đi lên chợ gặp nhị cậu và cháu của thím, anh ấy vẫn chưa đi ạ, à, lần trước không phải nói là chỉ ở một hai ngày thôi sao? Mẹ nhị cậu mới từ trong rẫy về, thấy cô đi xe điện ba bánh liền nói, cho thím quá gian một đoạn đi, triệu an ca khởi động xe, mẹ nhị cậu nói tiếp, sẵn dịp sinh nhật của nó, nên ở thêm mấy ngày, thằng bé đúng là số khổ, không còn người thân nào hết. Triệu An ca không hỏi thêm gì, đưa mẹ nhị cẩu về nhà bà rồi chạy về nhà mình. Thời gian còn sớm, cô xách theo một bao thức ăn đi vào nhà tận mặt bắc. Triệu An ca đi vào, thả đồ trên tay xuống, nói, trưa nay ăn bánh chẻo, nhà cậu có trứng gà không, lúc nãy tớ quên mang theo rồi. Tần mặt bắt nhìn lên bàn rồi đáp, có, Triệu An ca đi rửa tay, nói, hôm nay ăn bánh chẻo trứng gà rau hẹ nha, tớ có mang theo một ít bánh vặn thừng, giả nát rồi bỏ vào, có thể làm nhân bánh nước, bánh chẻo gói theo cách đó, ăn ngon lắm tần mặt bắt cười cười nói, được, gói nhiều một chút, lát nữa mang về cho bà cậu nữa, nói xong liền lấy rau hẹ ra, bỏ vào chậu nước rửa sạch. Triệu An ca quay lại phòng khách, Lưu Khả Di vẫn còn đang đọc sách, cô bước tới, kéo một cái ghế ra ngồi xuống bên cạnh, cười nói, dì ơi, dì đang đọc Shakespeare à, Lưu Khả Di gật gật đầu, con cũng thích sao? Triệu An ca chưa bao giờ đọc tác phẩm của Shakespeare, kết rất buồn, không phải khẩu vị của cô. Cô cười cười hỏi, dì ơi, Dì ở đây có quen chưa ạ à? Lưu Khả Di đặt sách xuống Rót một ly trả lời đưa cô Đáp, điều kiện rất tốt Rất thích hợp để dưỡng sinh Triệu An ca sờ sờ đầu Nghĩ một lúc rồi nói Phía sau chính là ủy ban thôn đấy ạ à. Sáng nào loa phát thanh cũng réo in ỏi Dì không thấy ồn sao Lưu Khả Di nhấp một ngụm trà nói Có một chút Triệu An ca còn muốn nói chuyện thêm Nhưng bị tần mặt bắt gọi đi Nhà hết nước tương mà quên mua rồi Triệu An ca Cậu đi theo tôi mua chai nước tương đi triệu an ca đứng dậy đi theo tầng mặt ra bên ngoài anh đưa cô ra con hẻm ở phía sau nhà rồi dừng lại anh tựa lưng vào tường mồi điếu thuốc nhìn cô nhưng không nói chuyện triệu an ca hỏi không phải đi mua nước tương sao nói tiếp trước kia tớ không thấy cậu hút thuốc mà tầng mặt bắt dạ thỉnh thoảng thôi nói đi xảy ra chuyện gì rồi bởi vì lưu cương à khựng lại một chút rồi nói tiếp chính là cái tên kia tên mặt sẹo triệu an ca ngẩng đầu nhìn anh sao cậu biết được Tần mặt bắt cười cười, dập tắt điếu thuốc đã hút được một nửa, nhưng gần đây không có thùng rác, anh cũng không có thói quen vứt bỏ bừa bãi trên mặt đất, liền giữ trên tay. Lúc nãy cậu muốn nói mẹ tôi đi chỗ khác, Triệu An ca thở dài nói, tớ biểu hiện rõ ràng như vậy à, sau đó gật gật đầu nói, hôm nay tớ đi chợ gặp được hắn, tớ thấy hắn muốn đi mua dao. Tần mặt bắt trầm mặt xuống, đã biết, tôi sẽ nói chuyện với mẹ, để bà về nhà ngoại ở tạm một đoạn thời gian. Triệu An ca ngẩng đầu lên nhìn mắt anh hỏi, vậy cậu thì sao tần mặt bắt bước lại gần sờ sờ lên đầu cô nói tôi ở thêm mấy ngày nữa vẽ xong tranh rồi sẽ dọn đi sau đó khẽ giọng nói cậu ở đây một mình rất nguy hiểm đoán không chừng là sau này hắn ta sẽ nhớ ra cậu con người của lưu cương có thù tất báo triệu an ca gật gật đầu vậy tớ có thể đi theo cậu tới già luôn không tớ nói là tớ có một mình à tớ sợ lắm tần mặt bắt cười cười nói có thể, hai người mua nước tương rồi trở lại khu nhà thuê bắt đầu làm vằn thắng, Triệu An ca làm nhân bánh, vỏ bánh chẻo là mua hàng có sẵn. Tần mặt bắt không biết làm vằn thắng, hầu hết bánh gói ra đều dẹp lép không ra hình dạng, không có thẩm mỹ, nhưng không ảnh hưởng đến hương vị. Đại đa số đều là do Triệu An ca gói. Chờ cô gói xong bánh, tần mặt bắt cầm một túi giữ thực phẩm, bỏ vào khoảng 30 cái bánh chẻo đưa cho cô, được rồi, cậu đưa qua cho bà nội đi. Triệu An ca nhận túi giữ thực phẩm cười cười, cậu đối với bà nội tớ thật tốt, thân thiết như bà nội ruột vậy đó, tần mặt bắt khoát tay, đi nhanh đi, lát nữa nấu lên là được rồi, về nhà đúng cơm trưa luôn, triệu an ca khẽ ư, ông túi bánh chẻo chạy về nhà, vừa đến cửa nhà, chợt nghe tiếng bà nội hô, rau hẹ đâu rồi cà, lúc sáng có mua mà, còn để ở đây, sao lại không thấy nữa, bồ câu lớn, còn để rau ở đâu rồi, triệu an ca đặt túi giấy lên bàn, gói bánh hết rồi ạ, à, bà nấu lên là được hôm nay con sẽ ăn ở nhà bạn học không đợi bà nội kịp trả lời cô bỏ chạy đi đến khi cô đến nhà tầng mặt bắc anh đã nấu xong bánh chẻo múc cho cô một tô đầy ắp bánh sắp trào ra ngoài dùng bữa xong lưu khả di thả chén đũa xuống ra ngoài tản bộ trong nhà chỉ còn hai người bọn họ triệu an ca sờ sờ bụng cái bụng no căng vô cùng thỏa mãn tầng mặt bắc thu dọn chén đũa nhìn cô nói cậu nấu ăn không tệ nhỉ tôi chưa từng bánh chẻo nào ngon như vậy đâu triệu an ca đứng dậy phụ giúp anh dọn bàn, vừa nghe anh khen như vậy, trong đầu nổi lên từng chùm bong bóng nổ bôm bốp, nếu cậu thích, sau này ngày nào tớ cũng sẽ gói cho cậu ăn nhé. Tần mặt bắt cười cười không nói chuyện, lúc anh rửa chén, Triệu An ca đứng dựa vào kệ bếp ở bên cạnh nhìn anh, tiếng nước chảy ao ao, tiếng chén đũa chạm vào nhau đang xen cùng một lúc, vô cùng vui tai, cảm giác như một gia đình. Cô hỏi, bây giờ cậu định là gì, có muốn học lại không, nếu như cậu muốn học lại, tớ sẽ học chung với cậu. Tần mặt Bắc không hề nghĩ ngợi mà đáp, không học nữa. Triệu An ca muốn hỏi tiếp nhưng lại nhìn xuống, thôi thì chờ có kết quả thi đại học rồi tính tiếp vậy. Cô bước đến sau lưng anh, muốn an ủi anh, nhưng lại không biết phải an ủi như thế nào, nếu là người yêu thì tốt rồi, cô có thể ôm eo anh, hoặc là nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng an ủi anh. Cô lên tiếng, tần mặt Bắc anh khẽ ư, cô nói, tớ có thể ôm cậu một chút được không? Tần mặt bắt quay đầu lại, chỉ chỉ vào tạp về anh đang mặc, trên người tôi toàn dầu mỡ, Triệu An Ca đứng đó nhìn một hồi mới đi. Chờ đến khi cô bước ra khỏi phòng bếp, anh xoay người lại, cô đi qua phòng khách, ra cửa đổi giày, bỗng nhiên quay đầu lại mới phát hiện anh đang đứng nhìn cô chầm chầm, bất chợt anh dời tầm mắt nhìn ra ngoài sân, đến khi cô đi ra sân, anh vẫn đứng như thế một hồi lâu không nhúc nhích. Mấy ngày tiếp theo, tần mặt bắt bận rộn đưa mẹ mình qua nhà bà ngoại, muốn ghé qua phòng trưng bày tranh, đem hai bức tranh qua đó chị hàm nghe anh nói muốn mang tranh đến đây liền để dành cho hai vị trí tốt nhất trong phòng đưa xong tranh hai người nói chuyện thêm một lúc người khách mua tranh của em chung quy chị vẫn cảm giác cô ấy quen biết em da rất trắng mặc áo choàng dài mắt to còn hỏi chị có biết số điện thoại của em không nữa em có quen không tần mặt bắt lắc lắc đầu nói em không biết anh nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ rồi đứng dậy đi về vừa bước đến cửa liền nghe có người gọi anh anh tiểu bắt Tần mặt bắt không quay đầu lại, bước chân anh nhanh hơn, nhanh chóng biến mất giữa dòng người. Mấy ngày sau, diễn đàn lớp bùng nổ, thông báo có kiểm tra được kết quả thi đại học rồi. Triệu An ca không kiểm tra, nhưng cô vẫn biết được kết quả khi nghe được điện thoại của cô mình gọi đến, nhưng cô nghe ra, ông rất vui vẻ, hí hững nói cô là sinh viên đầu tiên của nhà họ Triệu, cô đậu đại học. Trong đó điểm thi môn sinh và hóa là cao nhất thành phố, gần như trọn điểm nhưng tiếng Anh và ngữ văn của cô không tốt lắm, nên bị kéo lại. Triệu An ca đạp xe trượt, chạy vọt đến nhà tầng mặt bắc, cô ngồi trên sofa, cầm ly bước anh rót, ngồi một hồi lâu nhưng không nói gì, lát sau vẫn là do tầng mặt bắc lên tiếng trước, anh nói điểm thi của đại học của mình. Cao hơn cô vừa đúng hai điểm, mặc dù cũng đậu đại học, nhưng cô vẫn cảm thấy bực tức khó chịu, chắc chắn anh có thể học được trường đại học tốt hơn, anh sẽ có được một bầu trời tương lai rộng lớn hơn anh ngồi xổm xuống, nhìn cô nói, cậu đừng khóc mà, mũi nhăn hết rồi, giống như heo con rồi. Triệu An ca lau nước mắt hỏi, cậu không khó chịu sao? Tần mặt bắt cười, tôi không sao cả, dù gì cũng đã qua rồi, nói xong liền rút một tờ khăn giấy trên bàn lên đưa cho cô. Ngay điên nguyện vọng, Triệu An ca đến nhà tần mặt bắt, nói cô quên mang theo tờ đăng ký rồi. Nên đành phải đăng ký trên mạng, tần mặt bắt mở máy tính lên, đặt trên bàn nói, cậu điền trước đi, triệu an ca đẩy qua nói, cậu trước đi tần mặt bắt cười cười ngón tay làm vài thao tác trên bàn phím rồi nói tôi sẽ không rời thành phố dừng lại một chút rồi nói tiếp tôi đợi người không rời đi được anh làm thêm mấy thao tác khác nữa rồi chuyển màn hình về cho cô triệu an ca nhìn vào anh ghi danh vào khoa sư phạm trường kỹ thuật cô hỏi sau này cậu định làm giáo viên hả tần mặt bắt cười cười làm giáo sư triệu an ca cũng cười theo giáo sư tần sau đó cô đăng nhập tài khoản của mình chọn nguyện vọng cùng trường với anh, nhưng chuyên ngành là công nghệ sinh học. Triệu An Ca nói, lỡ như tớ học không được ngành công nghệ sinh học, vậy thì chuyển qua theo giáo sư Tần Ngài rồi, làm giáo viên vật lý hay hóa học cũng được. Tần mặt bắt ngồi trên sofa, cánh tay đặt trên đầu gối, nghiêng mặt qua nhìn cô nói, Triệu An Ca, cậu giỏi thật đấy, bỗng nhiên được anh khen như thế, cô vẫn chưa quen với việc này, nên không biết phản ứng ra sao. Tần mặt bắt lấy máy tính về, nói với cô, ngày mốt tôi về, Hiệp hội Mỹ thuật có tổ chức một cuộc thi tranh sơn dầu, tôi phải đi về thành phố lấy đề tài. Triệu An Ca cũng đứng dậy, trùng hợp ghê, sáng nay ba tớ cũng mới vừa điện thoại xin lỗi, không nên đầy ái tớ về đây. Khựng lại một chút nói, chúng ta về chung đi, tần thiết ngưu, tần mặt bắt cười cười nói, được, Triệu Thúy Hoa, thú cưng Tây Thi của bà nội cô sinh ra sáu chú heo con, bà nội rất cao hứng, nhưng lại bắt đầu sợ đông sợ Tây, sợ mẹ heo không đủ sữa sai chú hai phải đem mấy thùng sữa hộp từ siêu thị về, tần mặt bắc đã thu dọn hành lý xong, phòng khách lại chất kín đồ. Triệu Bân tiếp tục chạy xe tải đến giúp anh vận chuyển. Triệu An ca qua quyết định đi ké xe tải về, sẵn dịp xem nơi ở của tầng mặt bắc, để sau này dễ ra tay hơn. Lúc cô kéo hành lý gần đến khi nhà thuê, nhìn thấy phía trước có nhiều người bu đông bên cạnh xe tải của Triệu Bân. Cô từ từ đi qua, từ phía xa có tiếng người hét lên, gì mà thấy máu, rồi có người chết nữa trên mặt đất có một vết máu nhỏ, trái tim Triệu An Ca như bị rơi xuống, Tần mặt bắt, cô vội vàng chen vào trong đám người. Triệu Bân đang dùng một miếng gạt băng bó vết thương trên tay trái của tầng mặt bắc, trên miếng gạt màu trắng hiện lên màu đỏ sẫm. Bác sĩ ở thôn bên cạnh vừa đến, ngay cả thùng thuốc cũng chưa kịp mở ra. Tầng mặt bắc thấy Triệu An ca, cười với cô, không sao đâu, chảy nhiều máu như thế, vậy mà còn nói là không sao gì chứ. Cô chạy đến hỏi Triệu Bân, xảy ra chuyện gì? Triệu bân nhỏ giọng nói với cô, tôi vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy một người xăm mình trên cánh tay, trèo tường chạy ra. Triệu An ca liếc mắt nhìn tận mặt bắt, không nói thêm gì nữa, chờ bác sĩ băng bó vết thương xong, Triệu An ca cầm một cái sẻn đi ra khỏi cửa, đi về phía nhà nhị đảng. Mẹ nhị đảng đang ngồi ở cửa đóng đế giày, Triệu An ca thăm dòi nhìn vào trong sân, Lưu Cương đâu rồi? Mẹ nhị đảng cúi đầu tập trung làm, không nhìn thấy được vẻ mặt của Triệu An ca, bà đáp, cánh tay bị chai bia đập trúng, nhị cậu dẫn nó đi bệnh viện trên trấn rồi, con không biết nhiều máu cỡ nào đâu, lớn tướng vậy rồi mà còn để chai bia làm bị thương, bà nói xong, ngẩng đầu lên thì đã không còn ai nữa. Triệu An ca trở lại chỗ tầng mặt bắc, người xem náo nhiệt đã tan gần hết, bác sĩ đã rời đi, Triệu Bân đang phụ giúp khiên hành lý. Tầng mặt bắc nhìn cô, cười cười nói, tôi nói rồi mà, tôi không bị tổn hại gì hết. Triệu An ca ngồi xổm xuống nhìn vết thương trên tay anh, một lúc lâu sau mới nói, chuyện này không giống, cho dù hắn ta có bị phế mười cánh tay, cũng không bằng một bàn tay của cậu. Tần mặt bắt nhìn ly nước trên bàn nói, lấy giúp tôi ly nước đi. Triệu An ca cầm ly nước đến, không đưa cho anh, nhất định muốn đút cho anh uống, nói anh nên tiết kiệm sức lúc đi, như vậy thì vết thương mới nhanh bình phục được. Tần mặt bắt ngồi trên sofa, chỉ cần hé miệng ra, Triệu An ca liền đưa ly nước lên cho anh uống. Triệu Bân đang bận tối mặt vận chuyển hành lý lên xe, nghỉ xả hơi một chút, ngồi xuống bên cạnh tần mặt bắt, mở miệng nói, bồ câu lớn, lấy giúp tôi ly nước đi. Triệu An ca nhìn cậu ta rồi nói, cậu không có tay hả, nói xong lại tiếp tục đút nước cho tầng mặt bắt hớp một ngụm, từ từ thôi. Triệu Bân đi đến trước tủ lạnh, lấy một ly nước trái cây ra uống, không lấy cho tôi uống hả, tôi còn có đồ tốt hơn. Hừ, tầng mặt bắt đứng dậy, Triệu An ca chạy tới gần, nói, coi chừng vết thương kìa, muốn đi chỗ nào, tớ dẫn cậu đi. Tần mặt bắt nghiêng mặt qua nhìn liếc cô một cái, đáp, lét, nói xong công môi cười cười. Triệu Bân đang hấp một ngụm nước trái cây xém tí nữa là phục ra. Triệu An ca ngồi trên chiếc xe tải của nhà Triệu Bân về nhà ba cô. Chuyện đầu tiên cô về nhà chính là đặt đôi thể thao của tầng mặt bắt lên kệ ngay ngắn. Nó được xem như là tính vật đính ước của cô, người đâu của đó. Triệu Tiểu Tinh được nghỉ hè, mỗi ngày ở nhà đều muốn lật trời, khóc đòi muốn về quê với chị gái đi câu cá bắt tôm nếu như không phải mẹ cậu nhóc ngăn cản bảo là ở quê không có gì ngon cũng chẳng có gì chơi, thì cậu đã chạy tới lâu rồi. Triệu An vừa về, Triệu Tiểu Tinh cả ngày đều lon ton chạy phía sau mông công, nửa tất cũng không rời. Mấy ngày nay ba cô tan việc và nhà rất sớm. Bởi vì cô thi đậu đại học, ông nhìn thấy cô đều rất vui vẻ, rảnh rỗi lại lôi mấy quyển album cũ ra xem, kể lễ dông dài về ông nội đã mất sớm của cô, rất hiếm khi hai cha con gặp nhau mà không cả vã như thế này. Triệu An Ca cảm thấy ở nhà cũng chẳng có việc gì làm, cả ngày đều muốn ra ngoài đi chơi, nhưng cô chưa từng đi học lớp cấp 3 từ lúc tốt nghiệp đến giờ. Nếu đi thì chắc hẳn là sẽ nghe mọi người bàn tán về việc Tần Mặc bắt bỏ thi môn cuối cùng cho mà xem. Cô không muốn nghe, vết thương trên tay của Tần Mặc bắt chưa hồi phục, cần phải nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa. Triệu An Ca tự mình xuống bếp nấu một nồi canh móng heo hầm đậu, đựng trong một cặp lồng giữ nhiệt, chuẩn bị đi ra ngoài. Chợt nghe tiếng gì gọi ở phía sau, An Ca à, để chú lưu đưa con nha trước kia gì cũng từng gọi cô là bồ câu lớn nhưng cô không thích triệu an ca khoát tay áo không trả lời rồi đi thẳng ra cửa ra cổng bắt một chiếc taxi đi đến nhà tầng mặt bắc chỉ mất có mười phút cô gõ cửa nhà anh rất nhanh sau đó cửa được mở ra triệu an ca đặt cặp lồng giữ nhiệt trên bàn đi vào toilet rửa tay hỏi nhà cậu có chén không tầng mặt bắt đi vào phòng bếp nhưng bị triệu an ca chặn lại một hai bắt anh phải ngồi yên đó không được lộn xộn cô múc một chén đầy, đặt lên bàn, nói, canh móng heo hầm đậu đó, tần mặt bắt cười cười, ăn gì bổ nấy đó hả? Triệu An ca ừ rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn tay anh, xem xong lấy tay khẽ chạm lên vết thương một cái, cậu còn đau không? Tần mặt bắt cười cười đáp, không đau. Triệu An ca nhìn ngó xung quanh, còn rất nhiều thùng đồ chưa mở ra, chưa kịp dọn dẹp, nói đúng hơn là, tay anh bị thương nên không thể dọn đồ. Cô hỏi, không gọi mẹ cậu về chăm sóc cho mình sao? Tần mặt bắt cười cười nói, không sao đâu, tính bà ấy nóng vội dựng lại một chút lại nói, bà ấy cũng không biết chăm sóc người khác. Triệu An ca nhớ lại dáng vẻ tao nhã quý phái, xinh đẹp của mẹ Tần, chắc bà từ nhỏ đã được hậu hạ như đại tiểu thư. Triệu An ca bưng chén canh lên, dùng muỗng khuấy khuấy vào cái, thổi thổi rồi dùng môi miếm thử xem còn nóng hay không, mới cho anh ăn. Tần mặt mặt nhìn thoáng qua cặp lồng trên bàn, một hộp đầy ắp, anh nhìn cô nói, cậu đang nuôi heo đó hả? Triệu An ca cười, tớ làm hơi nhiều chút, nếu không ăn hết, thì bỏ vào nồi hâm lại dùng tiếp, ngày hôm qua cậu ăn cái gì vậy? Tần mặt bắt đáp, ở ngoài có bán cơm, nói xong đi vào phòng ngủ lấy ra một bức tranh, là bức vẽ Triệu An ca cắt cỏ, anh đã đồng ý sẽ tặng cho cô. Triệu An ca chăm chú nhìn bức tranh một hồi lâu, bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ, cô đọc nhẩm, một nhánh hoa trên sườn núi, tần mặt bắt khẽ cười rồi nói, tên bức tranh. Triệu An ca nghiêng mặt qua nhìn tần mặt bắt nói, không ngờ cậu lại đặt tên này luôn đó, tớ còn nghĩ cậu sẽ đặt như là, cảnh đẹp nông thôn, bờ sông êm ả, hoặc là một cái tên gì đó đứng đắn như là rừng đen rậm rạp, khóe môi tầng mặt bắt công lên nhìn cô nói, rừng vừa đen vừa rậm rạp, cậu xác định là một cái tên đứng đắn hả, triệu an ca ngẩn ra, gật gật đầu hỏi, bộ không đứng đắn sao, tầng mặt bắt cười lên một cái vô cùng đứng đắn, nói, cực kỳ không đứng đắn. Triệu An ca suy nghĩ cả buổi trời cũng không hiểu sao mà không đứng đắn chứ cuối cùng phải chớp chớp mắt hỏi anh, cậu nói vì sao không đứng đắn đi mà, tần mặt bắt nhìn cô, nói, vấn đề này, để sau này sẽ bàn luận. Triệu An ca tiến lại gần bên cạnh người anh, không thể thảo luận ngay bây giờ được hả, hơi thở của cô đạp vào vành tai anh, dòng khí nóng hầm hập, tần mặt bắt đẩy cô ra rồi nói, bây giờ không được, tay tôi bị thương rồi. Triệu An ca nói, thảo luận là dùng miệng mà, tay bị thương thì có liên quan gì đâu. Tần mặt bắt quay đầu qua nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay sang nhìn cô, dùng miệng. Triệu An ca gật gật đầu, nói chuyện không phải dùng miệng thì dùng cái gì trời. Tần mặt bắt cảm thấy nếu anh còn nói thêm cái gì nữa, biến thành cầm thú mất, giống như ăn hiếp cô gái nhỏ chưa hiểu sự đời. Anh không nói tiếp, cúi đầu ăn canh. Trong TV đang phát tin thời sự, phóng viên đang phỏng vấn trạng nguyên khoa khoa học tự nhiên. Bạn học trạng nguyên này Triệu An ca đã gặp rồi, học trường nhất trung kế bên, cũng là bạn trai của bạn cô. Cô xem TV một lúc lại sợ quấy rầy anh nghỉ ngơi nên mang bức tranh kia về nhà trước mặc dù cái tên một nhánh hoa trên sườn núi cũng không tệ lắm phù hợp với tính cách của cô dù không tính là đẹp nhưng giống như một nhánh hoa nhưng mà cái tên rừng đen rậm rạp nghe cũng hay mà sao không đứng đắn vậy mà cậu ấy còn phán cực kỳ không đứng đắn nữa chứ triệu an ca lấy điện thoại ra lên mạng tìm kiếm rừng đen rậm rạp là cái gì trên màn hình xuất hiện một loạt hình ảnh hạn chế người xem cô nhanh chóng tắt màn hình đi vấn đề là cô còn nói với anh là dùng miệng để thảo luận nữa chứ mở nó cái huần hòe gì vậy trời vô không vô cớ lại nói đến chuyện đó làm cái gì còn tưởng là tay chơi thứ thiệt nhưng mà cô lại ngáo ngơ chẳng biết gì triệu an ca cẩn thận hồi tưởng lại phản ứng của tận mặt bắt lúc đó chắc là anh không hiểu gì đâu nhỉ con người anh đứng đắn vậy mà chắc là không biết đâu nhưng theo lời anh nói cũng đâu có giống là không biết đâu anh cũng đã nói là không đứng đắn Chắc là biết rồi đúng không? Triệu An ca càng nghĩ càng rối, đành phải gọi Triệu Tiểu Tinh qua phòng chơi với mình. Có thằng bé ở đây, vừa hát vừa nhảy ung um sùm trong phòng, ồn ào như vậy làm Triệu An ca không còn rối rắm về chuyện ngốc nghếch kia nữa. Buổi tối trước khi đi ngủ, Tần Mặt bắt nhận được điện thoại từ phòng trưng bày tranh của chị Hàm, nói là bức tranh anh mang đến đã có người mua, còn hỏi anh có bức tranh nào đẹp hơn nữa không, nếu có sẽ lấy hết. Tần Mặt bắt hỏi, vẫn là người khách kia sao ạ, à? chị Hàm đáp nếu không, lần tới không bán cho cô ấy nữa. Tần mặt bắt suy nghĩ một chút rồi đáp, không sao đâu ạ, à, cô ấy thích thì để cô ấy mua, chúng ta không trộm không cướp, giá bán cũng bằng giá thị trường, cũng không có ai nợ ai cả. Chị Hàm nói, người này là người quen của em hả, bạn gái cũ. Tần mặt bắt nói, không phải, chị đừng nói đùa, em chuẩn bị ngủ đây, mấy ngày nay tay không có sức, nghỉ ngơi sớm mới có thể vẽ tranh mang qua chỗ chị nữa, nói xong liền cúp máy. Sau khi tay tần mặt bắt cắt chỉ, trong lòng bàn tay để lại một vết sẹo không lớn không nhỏ đợi cho đến khi vết thương hoàn toàn bình phục cũng là lúc khai giảng đại học kỹ thuật viêm thị chỉ là một đại học thuộc hạng bét trước khi vào đại học tận mặt bắt luôn coi thường trường này cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ vào đây học sau khi đi bộ dạo hết một vòng trường mới phát hiện nơi này cũng không tệ khuôn viên cũ gần trung tâm thành phố trước cổng chính là phố ăn vặt khoa sư phạm nhiều nữ sinh chẳng bao lâu anh đã bị một nhóm đàn chị bao vây hỏi đông hỏi tây, nhiệt tình một cách đáng sợ. Triệu An ca kéo hành lý đi vào sân trường, cô không muốn ba mình đưa đi, nếu ông tới, chắc chắn gì cũng sẽ đi theo, vậy còn phiền hơn nữa. Hôm nay cô mặc chiếc váy liền áo màu đỏ, tóc uống nhùm màu nâu, mang đôi giày xăng đang cao 5cm, song môi ngày hôm nay cũng không nổi bật, màu hồng nữ tính. Chỗ báo danh cho sinh viên mới, mấy người đàn anh phụ trách đón đàn em mới còn tưởng cô đi làm chỗ. Khoa công nghệ sinh học, tỷ lệ nam nữ là 5, một, mà con gái xinh đẹp như thế này lại càng không có. Không đợi cô điền xong thông tin, mấy vị đàn anh đã bầu chọn cô là hoa khôi khoa. Mấy người còn khoa trương xoa xoa tay, bây giờ có thể chặn miệng thối của đám người khoa sư phạm rồi, lúc nào cũng cười nhạo người khoa công nghệ sinh học bọn họ chỉ toàn là khủng long, lần này xem như nở mày nở mặt rồi. Triệu An Ca là người đầu tiên đến ký túc xá, cô chọn giường tầng trên, mặc dù leo lên leo xuống hơi bất tiện, nhưng cô thích mình có không gian riêng tư một lúc sau có bạn học mới vào ký túc xá cô bạn học này cũng rất phóng khoáng vừa gặp liền bắt đầu giới thiệu bản thân quách tuyên tuyên là người ngoài tỉnh lúc cười lên sẽ để lộ ra hai cái răng khểnh rất đáng yêu dáng vẻ cũng xinh đẹp nào như mấy người kia nói nữ sinh khoa công nghệ sinh học đều là khủng long sau khi hai cô gái làm quen với nhau liền kéo nhau đi căng tin chọn món ăn dọc đường triệu an ca gặp mấy người đàn anh đã tiếp đón cô ngày hôm nay bước chân đi mạnh mẽ ngửa đầu ưỡn ngực, giống như giành được chiếc vô địch. Mấy cô gái xinh đẹp bước tới, eo nhỏ thẳng tắp, khí thế cũng không thua gì quán quân thế giới. Quách tuyên tuyên nhỏ giọng nói với Triệu An Ca, cậu lên xem diễn đàn trường chưa? Triệu An Ca lắc lắc đầy, chưa luôn, trên đó có gì hả? Quách tuyên tuyên nói, tớ có nhìn thấy mấy vài biết trên đó, nói khoa công nghệ sinh học của chúng ta với khoa sư phạm là đối thủ một mất một còn. Triệu An Ca nghiêng mặt qua hỏi, vì sao? Quách tuyên tuyên trả lời, khoa công nghệ sinh học nam nhiều nữ ít còn khoa sư phạm thì nữ nhiều năm ít triệu an ca cười nói cái này không tốt hả bù trừ cho nhau rồi còn gì quách tuyên tuyên cua cua điện thoại trong tay không như cậu nghĩ đâu cậu xem bài đăng này đi mới nhất luôn đó hai khoa bắt đầu tuyên chiến rồi triệu an ca lại gần nhìn bài đăng do khoa công nghệ sinh học đăng ai nói khoa công nghệ sinh học không có mỹ nữ hả bên dưới là một loạt ảnh của sinh viên mới triệu an ca bị đưa lên đầu khoa sư phạm lại đăng lên, ai nói khoa sư phạm không có trai đẹp, bên dưới chỉ có duy nhất một bức ảnh cậu sinh viên, anh cúi đầu điền thông tin, anh quay đầu cười, anh cầm di động gọi điện, tần mặt bắt, xem tí nữa là Triệu An ca nắm luôn cái điện thoại của người ta, sao lại thế này rồi, cục cưng lớn nhà mình trân quý bao nhiêu năm, còn chưa kịp tóm vào tay đâu, làm sao bị người ta đưa lên diễn đàn rồi, hầu hết con gái toàn trường là đồ mê trai thấy hết rồi, bà nội cha nó chứ. Tần mặt bắt đã xem điện thoại, anh cũng nhìn thấy ảnh chụp của Triệu An Ca, bên dưới có một đống bình luận la liếm các kiểu, còn la hét gọi nữ thần nữ thần còn thân hơn so với mẹ ruột. Bọn người khoa công nghệ sinh học này, rảnh trứng quá hả, kêu là cái gì mà kêu, nhìn là biết không phải khoa đứng đắn gì rồi. Sau khi làm thủ tục nhập học, kế đó chính là huấn luyện quân sự. Khóa huấn luyện quân sự này, có một cảnh tượng nổi bật chính là, có không ít đàn chị vây quanh bên ngoài sân thể dục. Nhất là ngày đầu tiên, bài đăng trên diễn đàn trường kia đã gây ồn ào không nhỏ, đừng nói là khoa sư phạm, ngay cả khoa công nghệ sinh học, đâu dễ xuất hiện một anh chàng đẹp trai đến vậy. Quan trọng là, tầng mặt bắc phơi nắng cũng không bị đen, giữa một bầy đực rửa mặt mũi đen thui, lại càng nổi bật vẻ đẹp bạch mã hoàng tử của anh. Từ lúc nhập học đến bây giờ, Triệu An Ca còn chưa kịp trò chuyện với tầng mặt bắc, luôn bận rộn để làm quen với hoàn cảnh mới. Tiết huấn luyện quân sự buổi sáng kết thúc. Triệu An Ca liền chạy tới chỗ khoa sư phạm. Lúc này cô mới nhìn rõ mấy cô nàng đang bu đông ở đăng ký, đồ mê trai, nhất là cái đứa ổng ẹo chống cây dù in hoa nhỏ đứng ở hàng đầu, váy ngắn cũng cỡn, xoay người một cái là lộ mông liền. Cây dù in hoa nhỏ cầm chai nước, thấy tầng mặt bắt liền chạy lại. Triệu An Ca mặc đồng phục huấn luyện quân sự của quân đội, đi sau lưng cây dù in hoa nhỏ, cô muốn nhìn xem cô ta muốn làm cái gì. Tần mặt bắt bước tới, quay đầu nhìn thấy Triệu An Ca, cười với cô cây dù in hoa nhỏ bước tới, mỉm cười với anh, anh còn đẹp trai hơn trong ảnh nữa, lúc cười còn đẹp hơn nữa, tần mặt bắt cười cười, không nói gì, cây dù in hoa nhỏ vuốt vuốt tóc, anh đẹp trai, cho số điện thoại nhé, cách đó nửa mét, triệu an ca cũng có ngửi mùi lẳng lơ của cô ta, giống như hồ ly tinh, tần mặt bắt giơ tay lên chỉ vào triệu an ca ở phía sau, nói, cô ấy có, cô hỏi đi, cây dù in hoa nhỏ quay đầu lại, lúc này mới phát hiện có người phía sau mình lại còn một cô nàng rất đẹp, có thể làm cho hoa hậu giảng đường kiêu ngạo phải thừa nhận là xinh đẹp, đại học kỹ thuật này không có mấy người, cho dù là cô ả thừa nhận ở trong lòng. Hoa hậu giảng đường cười cười với Triệu An Ca, cậu có thể cho tôi số điện thoại của anh ấy được không? Triệu An Ca ưỡn ngực nói, không thể, nói xong đi về phía tầng mặt bắc, toàn bộ người đứng xung quanh đều thấy, hoa hậu giảng đường Trương Lệ Dĩnh cũng chỉ có thế hơn được ai đâu, vẻ mặt cô ta có chút xấu hổ, nhưng nhanh chóng cười tươi để qua chuyện. Tần mặt Bắc nói với Triệu An Ca, đi thôi, nhà ăn nhé, sau đó quay lại đằng sau hô lên, Triệu Bân, nhanh đi. Triệu An Ca quay lại nhìn, đúng là Triệu Bân, bạn học cùng lớp với Tần mặt Bắc cô vẫy tay với Triệu Bân, chào thầy Triệu. Triệu Bân chạy tới, quàng vai bá cổ với Tần mặt Bắc nói, bồ câu lớn à, đi thôi, bà chúng ta chưa ăn cơm chung bao giờ đâu. Triệu An Ca liếc mắt nhìn Trương Lệ Dĩnh, cười cười nói, đi, đi nhà ăn số một đi, cá nướng của nhà ăn số một không tệ cực cưng lớn của tôi thích ăn cái nhất đó, sắc mặt của Trương Lệ Dĩnh không tốt lắm, cô ta kéo Triệu Bân qua một bên, hỏi, quan hệ của các cậu là gì vậy? Triệu Bân đáp, bạn học cấp 3, sao vậy? Trương Lệ Dĩnh quay đầu liếc mắt nhìn Triệu An ca một cái, trên mặt cười châm biếm, thì ra cũng chỉ là bạn học cấp 3 thôi, chẳng cúng cái cục kích gì. Triệu An ca vừa nhìn ánh mắt của cô ta là biết, không phải dạng tốt lành gì. Tần mặt bắt liếc nhìn Triệu Bân, đi thôi, nhà ăn số một có bò viên cũng ngon. Triệu An Ca thích ăn bò viên, ba người cùng nhau đi đến nhà ăn, Triệu An Ca đi ở giữa, cô nhấc chân lên đá Triệu Bân một cước, Triệu Bân gào lên hai tiếng, vòng qua trốn sau lưng tầng mặt bắc, tôi có làm cái đâu, sao cậu lại đá tôi hả, tôi nói cho cậu biết nhé bồ câu lớn, cậu mà còn như vậy nữa, không phải ai cũng dễ nói chuyện như tôi đâu, tầng mặt bắc khẽ cười, không nói chuyện, Triệu An Ca nói, người gì đâu mà vừa gặp liền xin số điện thoại, cậu phải quan tâm đến tầng mặt bắc chứ coi chừng gặp người lừa đảo qua điện thoại rồi sao triệu bân tựa đầu lên vai tần mặt bắt cười khặt khặt tần mặt bắt đẩy cậu ta ra vỗ vỗ bả vai nghiêng mặt qua nhìn triệu an ca nói sao tôi nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau rất giống triệu an ca lập tức cắt ngang lời anh chỉ tay phía trước tới nhà ăn rồi nhanh đi chậm quá là không còn cái đầu cá nào đâu tần mặt bắt cười cười hai người gặp nhau lần đầu tiên là ngày báo danh nhập học cấp ba việc đầu tiên cô làm với anh chính là xin số điện thoại trọng điểm là anh đồng ý cho số ăn xong cơm trưa tần mặt bắc nhận được một cuộc điện thoại triệu an ca và triệu bân đều tự trở về ký túc xá riêng tần mặt bắc đi ra ngoài công trường một chiếc xe hơi sang trọng đậu ở cổng trường tần mặt bắc mở cửa xe ngồi vào rồi lên tiếng chào chú lâm hai nhà lâm và tần đã quen biết nhiều năm lúc công ty tần gia phá sản lâm gia cũng chạy đôn chạy đáo giúp đỡ một phần Lâm Quân Tường đưa cho Tần Mặc Bắc một tấm thẻ ngân hàng, nói, con nhận lấy, tiền bên trong không nhiều lắm nhưng cũng đủ cho con trả tiền học phí và tiền sinh hoạt. Tần Mặc Bắc trả tẩm thẻ về, cảm ơn chú Lâm, tôi còn tiền. Lâm Quân Tường cũng biết tính Tần Mặc Bắc, đành nhận lại tấm thẻ, nếu có khó khăn gì thì nói với chú Lâm, đừng cố gắng chống chọi một mình, dừng lại một chút lại nói, mẹ con khỏe không? Tần Mặc Bắc gật gật đầu nói, vẫn tốt, Lâm Quân Tường thở dài, trước kia mẹ con cũng chưa từng chịu khổ, nếu hai người gặp khó khăn gì, đừng có khách sáo với chú, tần mặt bắt đáp, vâng, buổi chiều còn phải huấn luyện quân sự, tôi đi trước, lâm quân tường nói, tiểu nhã gần đây mua rất nhiều tranh vẽ, đều là của con nhỉ, vẽ mặt tần mặt bắt không có biểu tình gì, anh mở cửa xe bước xuống, sau đó nói một câu, chú yên tâm, chúng tôi không liên lạc với nhau, nói xong liền đi phía cổng trường, có thể thông cảm cho tâm tình của chú Lâm bất kỳ ai cũng không muốn đưa con gái yêu dấu của mình lại có quan hệ với thằng nhóc nợ đầy người. Huống chi vốn dĩ anh cũng không muốn liên hệ với cô ấy. Sau khi nhìn thấy tần mặt bắt đi vào cổng trường, Lâm Quân Tường gửi một tin nhắn. Trường Đại học Sư phạm Viêm Thị, tần mặt bắt trở lại ký túc xá, nằm trên giường, anh lấy ra một cuốn sổ ghi chép, 820 vạn, cuối năm có thể trả thêm 5 vạn, vậy là còn lại 815 vạn nữa. Anh không có khả năng năm nào cũng trả nổi năm vạn, may là đã lên đại học, thời gian rảnh rỗi cũng nhiều hơn, ngoại trừ vẽ tranh, cũng có thể tìm thêm một hai công việc gia sư nữa. Tất cả hoạt động xã đoàn trong trường anh đề không tham gia, như vậy có để dành ra một chút thời gian nữa. Trước cửa nhà ăn có bày một cái bàn nhỏ, một vài đàn anh đàn chị đang phát tờ rơi, Triệu An Ca đã xác định được mục tiêu, cô muốn tham gia câu lạc bộ hội họa và câu lạc bộ TAE Cung Do. Vị đàn anh hội trưởng câu lạc bộ hội họa tự mình chiêu sinh, thấy Triệu An Ca bước đến, đưa tờ rơi cho cô rồi nói, người đẹp, gia nhập câu lạc bộ của bọn anh đi, chỉ cần 4 năm thôi, ra trường là em thành họa sĩ lớn ngay, anh hội trưởng này nói chuyện khá thú vị, Triệu An ca nhìn anh ta một cái, dáng vẻ cũng rất sáng sủa, tóc đầu đinh, mặc dù đang ngồi, nhưng vẫn có thể nhìn ra vóc dáng khá cao, Triệu An ca ngồi xuống, cầm lấy bản đăng ký rồi điền vào, hội trưởng bắt tay chào, chào em, anh là Hứa Thanh. Là hội trưởng câu lạc bộ hội họa, về sau anh sẽ phụ trách các em triệu an ca bắt tay lại với anh ta mỉm cười hỏi khi nào câu lạc bộ hoạt động ạ à? em muốn vẽ bây giờ hứa thanh cười nói chờ các em hoàn tất huấn luyện quân sự là được triệu an ca đưa bản đăng ký cho anh ta đứng dậy nói vậy được ạ à, cảm ơn anh nói xong liền đi qua quầy khác cô lại tiếp tục đăng ký câu lạc bộ tae cung do tiếp tục bắt tay với hội trưởng của câu lạc bộ trong lòng còn tự nhủ tác phong trong trường đúng là lịch sự đăng ký hoạt động còn phải bắt tay giống như đang hội họp nghiêm túc không bằng. Tần mặt bắt đứng ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh nhà ăn, từ đằng xa đã nhìn thấy Triệu An ca bắt tay không ngừng, lại còn nắm rất vui vẻ. Khóe môi anh gợn lên ý cười, đứng giữa đám đông gọi tên cô, Triệu An ca. Triệu An ca nghe có tiếng người gọi, quay đầu lại thấy, còn không phải là cục cưng lớn nhà cô sao. Cô chạy tới, trả lời ngọt như mía lùi, tần mặt Bắc, hội trưởng của câu lạc bộ hội họa và TAE cung dò ở phía sau, đều tò mò nhìn qua bên này. Triệu An Ca đưa tờ rơi cho anh, nói, tớ đăng ký câu lạc bộ hội họa đó, tần mặt bắt cầm lên xem thoáng qua, cậu muốn học vẽ tranh à, dừng lại một chút rồi nói tiếp, muốn tôi dạy cho cậu không? Triệu An Ca hơi đờ người, không ngờ sẽ anh chủ động nói dạy cô vẽ tranh, dù sao lúc còn học cấp 3, anh còn lười không muốn nói chuyện với cô. Triệu An Ca nghĩ nghĩ rồi đáp, vậy chờ tớ học một chút căn bản, cậu dạy tớ nhé, cô sợ lãng phí thời gian của anh. Tần mặt bắc nhìn thoáng qua một loạt các quầy hàng câu lạc bộ ở phía sau lưng cô, nói, được rồi nói tiếp, đi thôi, tôi dẫn cậu về ký túc xá. Triệu An ca còn nghĩ lỗ tai mình nghe lầm, cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh một hồi lâu. Tần mặt bắt bị cô nhìn chăm chú như thế làm cả người không được tự nhiên, anh đi về phía ký túc xá mấy bước, rồi quay đầu lại nói, đi thôi. Triệu An ca nhanh chóng đuổi theo, tần mặt bắt vừa đi vừa nói, huấn luyện quân sự xong, tôi sẽ không ở lại trường nữa sẽ ra ngoài thuê phòng ở chung với triệu bân gần cổng sau trường triệu an ca nghiêng mặt qua nhìn anh hỏi vậy tớ thể qua đó ăn ké cơm không tần mặt bắt cười cười đáp có thể lại nói tiếp đừng chê khó ăn là được triệu an ca gật đầu cái rụt vậy khi nào triệu bân không ở đó thì tớ đến liền tần mặt bắt cười hỏi cô sao phải chờ triệu bân không ở nhà nữa triệu an ca cười hì hì bị chuyện nói tớ với cậu ta bác tự không hợp mỗi dịp cuối tuần triệu an ca đều về nhà ở Kể từ khi mẹ cô qua đời, tình cảm giữa cô và ba mình trở nên không nóng không lạnh. Nếu hai người ở chung với nhau thì không thể nói hơn 10 câu, lại sẽ cãi nhau. Cũng bởi vì lần này cô thi đậu đại học, làm rạng rỡ tổ tông, cho nên nói hơn 20 câu vẫn sống yên biển lặng. Thứ bảy trời còn chưa sáng tỏ, Triệu An Ca bị tiếng đập cửa của Triệu Tiểu Tinh đánh thức. Cô xuống giường mở cửa, Triệu Tiểu Tinh chui từ khe cửa luồn vào bên trong, mặc áo ngủ in mặt trăng, ông gấu bông hình con heo, ngồi trên giường cô không chịu đi. Triệu An ca sách cậu nhóc ném xuống giường, ném lên sofa nói, Triệu Tiểu Tinh, em có phòng riêng sau không ở hả, là con trai lớn rồi biết chưa? Triệu Tiểu Tinh nhảy xuống sofa, lại trèo lên giường Triệu An ca, kéo chăn lên che kín người, làm tổ trong đo rồi nói, hôm nay tâm trạng em không tốt, thích ở chỗ chị thôi. Triệu An ca sốc chăn ra khỏi đầu cậu nhóc, cười đau cả bụng mới hỏi, mới bao lớn hả, biết thế nào là tâm trạng không tốt, bộ em thất tình rồi à. Triệu Tiểu Tinh biểu môi ngồi dậy đáp, "Mẹ em vừa mời giáo viên dạy đàn dương cầm, chiều nay sẽ học thử, em bực lắm luôn, em không muốn học đàn dương cầm đâu." Đột nhiên Triệu An ca cảm thấy mình hơi may mắn, may là cô và Triệu Tiểu Tinh không cùng một mẹ, nếu không thì bây giờ chắc chắn sẽ bị ép học cái này học cái kia. Cô sờ sờ đầu tóc lộn xộn của bạn nhỏ nói, "Chuyện này, em phải thương lượng với mẹ em đi." "Đừng phiền chị, nếu không mẹ em lại nghĩ chị không muốn em giỏi đấy." triệu tiểu tinh gãi gãi tóc nói em không dám nói với mẹ mẹ em đánh em mất chị ơi chị nói với mẹ em đi mẹ em chưa đánh chị bao giờ mà triệu an ca cười cười đó là mẹ em không dám sau đó cô không nói thêm gì nữa có nói nhiều thêm nữa cũng không tốt với cậu bé cô lấy thêm một cái chăn từ trong tủ quần áo ra hai chị em mỗi người một cái chăn nể tình hôm nay nhìn em tội nghiệp cho em ngủ ké đó lần cuối nhá lần sau là ở đây thì về đó triệu tiểu tinh ủi ủi về phía vách tường bên kia nói vẫn là chị em hiểu em nhất nhà chị em đẹp nhất chị em đẹp nhất trần đời luôn triệu an ca bị quấy nên không còn cách nào khác đành nói ngày mai chị sẽ tìm cơ hội nói chuyện với ba không nên ép em quá sau đó cách một lớp chăn đá cậu nhóc một cái lần cuối nhé còn lần sau nữa đừng có tìm chị hai chị em nhanh chóng ngủ thiếp đi lúc thức dậy đã trễ thậm chí không ăn bữa sáng lúc gì gõ cửa ở bên ngoài hai người mới chịu dậy Triệu Tiểu Tinh bị mẹ cậu sốc lên, nói là làm sao làm phiền chị con nghỉ ngơi hả, chị em đến trường rất mệt này nọ. Triệu An Ca nhìn ngoài cửa cười lạnh một tiếng, không nói chuyện, dùng bữa trưa xong, lúc ba cô ở thư phòng đọc sách, Triệu An Ca mới gõ cửa đi vào. Triệu Kiến Nghiệp nghỉ học khi tốt nghiệp cấp 2, tập trung nuôi heo bán lấy tiền, bây giờ thích nhất là xem tứ đại tác phẩm nổi tiếng. Một năm có thể xem đi xem lại mấy lần cũng không chán. Ông hơi giật mình khi thấy Triệu An Ca, con nhóc này vẫn đang trong thời kỳ phản nghịch mà bây giờ muốn nói chuyện với ông lúc này đúng là hiếm thấy triệu kiến nghiệp đặt sách xuống bỏ mắt kính ra rồi hỏi nói đi chuyện gì hết tiền rồi sao triệu an ca ngồi trên ghế ở phía đối diện đáp ngoại trừ tiền không còn chuyện khác để nói với ba à triệu kiến nghiệp nhìn cô nói rốt cuộc là chuyện gì triệu an ca đi vào chủ đề chính không phải chuyện của con là tiểu tinh lúc nửa đêm hôm qua khóc với con em ấy nói không muốn học đàn dương cầm Muốn con tới năn nỉ ngài, Triệu Kiến Nghiệp bỏ mắt kính lại vào trong hộp, đóng nắp lại, đi đi, ba biết rồi, lát nữa ba sẽ nói chuyện với dì con. Triệu An Ca đứng dậy nói, "Cảm ơn", sau đó bước ra cửa. Vừa mở cửa, thiếu chút nữa đụng phải dì, dì đang bưng bình trà, ra vẻ như là mang trà lên. Triệu An Ca cười cười nói, "Dì vất vả nhỉ, chuyện này nên để cho Thím Lưu làm được rồi. Trước khi dì trở thành mẹ kế của cô, cũng chính là bảo mẫu của cô." Dì cười cười không nói chuyện, vào phòng rồi đóng cửa lại. Lý Thục Tĩnh đặt trà lên bàn, rót cho Triệu Kiến Nghiệp một ly, đưa cho ông rồi nói, em không nghe tiểu tinh nói không muốn học đàn dương cầm, vả lại bây giờ con cũng còn nhỏ, sao mà ngay cả đàn dương cầm cũng không học, nếu không sau này ra ngoài thua kém người ta mất. Triệu Kiến Nghiệp uống ngụm trà nói, tôi thấy bồ câu lớn nói có lý, không thể ép đứa nhỏ quá, bây giờ tiểu tinh vừa học vẽ vừa học tiếng Anh, chuyện học đàn từ từ đi sang năm rồi học cũng được dừng lại một chút lại nói tiếp bà nhìn bộ câu lớn đi trước đây cũng có học gì đâu lại còn phải nuôi heo bây giờ không tốt sao cũng đậu đại học vậy lý Thục tỉnh xem thường trường triệu an ca học đại học kỹ thuật gì chứ cũng chỉ là đại học hạng bét bà ta muốn bồi dưỡng con mình phải học ở đại học danh tiếng hoặc là đi du học cơ nhất định phải học các chuyên ngành tài chính kinh tế sau này mới quản lý được sản nghiệp gia đình đương nhiên là lời này bà ta không nói ra sợ triệu kiến nghiệp nghe xong sẽ không vui lý thục tính nhỏ giọng nói lần trước mấy nhà gặp mặt cho bọn nhỏ biểu diễn cô hai nhà họ lâm đàn dương cầm con gái nhà họ tô thì nhảy ba lê còn con trai nhà họ vương thì hát côn khúc gì đó còn an ca của chúng ta thì sao ăn mấy miếng điểm tâm rồi chuồn mất cho nên em mới nói vẫn nên phải học vài tài lẻ triệu kiến nghiệp nghĩ nghĩ nói tiểu tinh thật sự đồng ý học sao lý thục tỉnh đáp đồng ý sao không lần trước là do giáo viên lớn tuổi, dạy học hơi nhàm chán, bây giờ em bảo người ta tìm sinh viên dạy thêm, nghe nói trình độ đã đến mức biểu diễn rồi. Chiều nay sẽ đến để dạy thử, Triệu Kiến Nghiệp trót thêm một lý trà, nói, chuyện này bà xem rồi làm, điều kiện tiên quyết chính là tiểu tinh thích, lý thuộc tỉnh dạ rồi bưng khay trà đi ra ngoài, 4 giờ chiều, tầng mặt bắt đến địa chỉ do người giới thiệu cung cấp, ngôi nhà này cũng rất kỳ lạ. Cổng biệt thự của những nhà khác đều là hình sư tử đá, còn nhà này đặt hai đầu heo nằm sấp, điều này làm cho anh nhớ đến một người, nghĩ đến người đó, anh đã muốn cười. Triệu An ca, heo nhà cô lại ủi vườn rau của người ta, đúng là thú vị. Anh khẽ mỉm cười rồi ấn bấm chuông cửa. Triệu Tiểu Tinh trốn trong phòng cậu không chịu ra, Lý Thục Tỉnh phải gọi mấy lần mới chịu xuống, cuối cùng tầng mặt bắt phải đi lên, nói với cậu là hôm nay không dạy học, chỉ cùng nhau chơi thôi. Triệu Tiểu Tinh thò đầu ra nhìn, bán tính bán nghi hỏi, thật ạ? À? tần mặt bắt gật gật đầu lúc này triệu tiểu tinh mới chịu bước ra đi theo tần mặt bắt lên thư phòng trên lầu ba con người tần mặt bắt nghiêm túc vừa đàng hoàng rất biết cách dỗ con nít đầu tiên là bày trò chơi bằng ngón tay để kiểm tra khả năng phản ứng của não bộ với bàn tay cũng như phản ứng não của triệu tiểu tịnh đối với âm nhạc còn mười phút cuối cùng tần mặt bắt đánh một bản nhạc yêu cầu độ khó rất cao các ngón tay như nhảy múa trên phím đàn giống như các tinh linh đang bay nhảy giữa núi rừng cái này không phải là khoe khoang mà là mưu lược. Khi chơi trò chơi ban nãy, anh phát hiện tính cách của cậu nhóc rất bướng bỉnh, không chịu thua cái gì. Đánh xong một khúc nhạc, tần mặt bắt ngồi nhìn cậu nhóc giống như đang khiêu khích, em làm được không? Đương nhiên là triệu tiểu tinh không phục, chờ em học xong, chắc chắn sẽ đánh hay hơn thầy. Tần mặt bắt cười cười nói, vậy thầy chờ em. Lúc này, điện thoại đồng hồ trên cổ tay triệu tiểu tinh vang lên, cậu bấm nhận, alo, chị ơi, ở đầu dây bên kia có người đang hét, này, triệu tiểu tinh, nước miếng của em dính trên gối chị rồi đây này, em phải đền ngay. Thôi, chị chịu thiệt thòi chút vậy, không bắt em đền gối nữa, đưa mấy bịch bánh phô mai que lên phòng chị là được rồi. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tần mặt bắt nghe tiếng nói từ trong điện thoại vọng ra, anh cảm thấy thật thú vị, đúng là nhà cô. Triệu Tiểu Tinh nói với điện thoại đồng hồ, trong tủ lạnh dưới lầu ấy, chị tự lấy đi, cho chị tự chọn luôn đó, đừng lấy hết vị ô mai của em là được người nọ ở đầu dây bên kia nói tiếp trẫm bận ngủ trưa rồi em nhanh đi cho em hai phút nếu không em chờ chết đi nói xong liền cúp điện thoại tần mặt bắt nhìn đồng hồ vừa đúng lúc thời gian dạy học đàn kết thúc triệu tiểu tinh giang hai tay nhìn dáng vẻ vô cùng bất đắc dĩ thở dài nói thầy tần chị em lười lắm tương lai chắc không gả được rồi tần mặt bắt sờ sờ đầu của cậu cười nói phải có lòng tin với chị em chứ triệu tiểu tinh nhìn tần mặt bắt đột nhiên mắt cậu sáng rỡ thầy tần em thấy thầy cũng rất tốt, so với mấy thầy trước kia còn tốt hơn nhiều, nếu không, thầy cưới chị em đi, chị em đẹp lắm đó, tận mặt bắt cười cười nói, được, triệu tiểu tinh tỏ vô cùng kích động đối với việc cuối cùng bà chị già nhà mình gả được rồi, thiếu chút nữa là nhảy cẩn lên, nắm tay tận mặt bắt kéo ra ngoài cửa, vừa đi vừa nói, đi, em dẫn thầy đi xem chị em liền, tận mặt bắt nhìn đồng hồ nói, hôm nay không được rồi, thầy còn bận việc, lần sau nhé. Triệu tiểu tinh bình rình tiễn tần mặt bắt ra tận ngoài cửa phòng khách, Lý Thục tỉnh nhìn cậu nhóc xem ra rất thích thầy dạy đàn dương cầm này, thở phào nhẹ nhõm, may mắn là ba nó không nghe lời chị nó, không ép cậu học thêm. Tần mặt bắt chưa đi được mấy bước, đã nghe tiếng la của triệu tiểu tinh vọng lại, chị ơi, chị ơi, rốt cục chị được lấy chồng rồi kìa, anh mỉm cười, ra cổng rồi bắt một chiếc xe buýt, đi qua chỗ phòng trưng bày tranh. Triệu tiểu tinh tung ta tung tăng chạy lên lầu 2, đến cửa phòng triệu an ca, lại quên phải gõ cửa xông thẳng vào bên trong vừa chạy vào đã hô lớn chị ơi chị được lấy chồng rồi chị được lấy chồng rồi triệu an ca thả điện thoại xuống nhìn thằng em trai kích động nhảy nhót tưng tưng nói chị muốn lấy chồng lúc nào sao chị không biết nhỉ nói xong tiếp tục bấm lướt điện thoại cũng không để lời nói của cậu nhóc trong lòng triệu tiểu tinh hưng phấn trèo lên giường bắt chước dáng vẻ của triệu an ca lấy gối lót lưng rồi tựa vào đầu giường triệu an ca nghiêng mặt qua nói nói em bao nhiêu lần rồi hả, không được tự ý trèo lên giường chị mà, lần cuối đấy nhé, dừng lại một chút rồi nói tiếp, giờ chị phải gả cho ai đây, siêu nhân hay là Transformer hả? Triệu tiểu tinh ngồi dậy, quỳ gối trên giường, nhìn cô chầm chầm không nhúc nhích, chiều nay có thầy dạy đàn mới tới đó chị, đẹp trai kinh khủng khiếp, thầy ấy đồng ý lấy chị rồi. Triệu An ca chọt chọc đầu cậu nhóc rồi nói, làm thầy mà không nên nết, đúng là không đàng hoàng, mặt còn chưa thấy mà cưới cái gì mà cưới hả, lỗ mãn nhìn cậu nhóc một hồi rồi nói thêm, không phải em không muốn học đàn hả, sao bây giờ bị mua chuột nhanh vậy? Triệu Tiểu Tinh vuốt đầu cười cười, em thích thầy ấy lắm, đẹp trai kinh. Triệu An ca bỏ điện thoại xuống, bóp bóp vò vò khuôn mặt mũm mỉm của cậu, đẹp lắm sao, có đẹp hơn chị em không hả? Triệu Tiểu Tinh sờ sờ khuôn mặt bị bóp đỏ nói, lần sau thầy tới rồi chị gặp đi rồi sẽ biết liền, nói tiếp, chiều thứ bảy với tối thứ ba mỗi tuần đó. Triệu An ca cười cười, khoát tay nói, được, chị biết rồi cô không có hứng thú gì với thầy dạy đàn của triệu tiểu tinh nhưng thấy cậu nhóc hăng say như vậy nên cũng nói thêm mấy câu triệu an ca đang muốn đuổi triệu tiểu tinh về phòng cậu chợt nhớ ra một việc quan trọng triệu tiểu tinh phô mai que đâu hả em nói mang lên đâu rồi triệu tiểu tinh đang đắm chìm trong niềm vui sướng tin chắc chị mình đã lấy được chồng nên còn nhớ cái gì nữa cậu bé cực kỳ không tình nguyện trèo xuống giường chuẩn bị xuống tủ lạnh dưới lầu lấy lên lúc bước đến cửa phòng Cậu quay lại thề lưỡi nói với Triệu An ca, "Chị đúng là đồ lười, đến thầy Tần cũng nói chị như vậy." Nói xong liền bỏ chạy ra ngoài. Triệu An ca nhấc cái gối lên vỗ vỗ mấy cái, "Hừ, thầy giáo gì mà lưu manh, còn lắm chuyện nữa chứ. Chờ đó, nếu không để ông nếm mùi lợi hại, cô sẽ không mang họ Triệu đâu." Tần mặt bắt vào phòng tranh, chị Hàm không ở đây, chỉ có nhân viên tư vấn nghệ thuật mặc dù nói là tư vấn nghệ thuật nhưng thật ra cũng chỉ là hai nhân viên bán hàng được đào tạo một khóa cấp tốc về mỹ thuật mà thôi. Hai cô gái này cũng rất thân quen với Tần Mặt Bắc, luôn miệng gọi anh Bắc hoặc là thầy Tần, miệng rất ngọt. Tần Mặt Bắc đi dạo một vòng quanh phòng tranh, gần đây có không ít tranh mới, nhìn chung cũng không tệ lắm. Anh chuẩn bị về, chợt nghe tiếng nói chuyện của hai cô gái kia, cô ấy kia, lại đến nữa rồi, hôm nay lại mặc đồ hiệu chế nồ mới ra, có tiền sướng thật nhìn kiểu đó chắc là lại tìm tranh của thầy tần nữa rồi ơ ờ, thầy tần anh bắt anh có muốn vào văn phòng của chị hàm trốn một chút không ạ à? tần mặt bắt mỉm cười đáp không cần đâu chuyện này cũng chẳng có gì để trốn nếu đã đụng mặt thì kệ vậy lâm tiểu nhã mặc đồ ché nồ màu cam đậm tóc vừa dài vừa đen mặt được trang điểm tỉ mỉ đứng ở hành lang xem tranh nhìn qua cũng rất nghệ thuật cô ta đứng ở hành lang liền vào bên trong liếc mắt một cái liền bắt gặp tần mặt bắt nhìn anh không có gì thay đổi so với ba năm trước, vẫn thích mặc áo sơ mi trắng như xưa, vĩnh viễn là người kiêu ngạo nhất giữa đám đông. Do tính chất công việc hàng ngày, cô gái tư vấn nghệ thuật lập tức đến chào hỏi, Lâm Tiểu Nhã không thèm quan tâm, đi thẳng về phía tầng mặt bắc, gọi từ đằng xa, anh Tiểu Bắc, tầng mặt bắc quay đầu, đi ra cửa, lúc bước qua người cô ta cũng ừ một tiếng, không nói gì thêm liền bước ra khỏi phòng tranh. Lâm Tiểu Nhã lập tức đuổi theo đến tận vừa, nói, anh Tiểu Bắc, anh đang ở đây vậy, em đưa anh về nhà Tần mặt bắt quay đầu lại nói Cảm ơn, không cần ngữ khí lạnh lùng trước sau như một Lâm tiểu nhã mặc váy ngắn bó sát người Không thể bước đi nhanh Đành phải hô lên từ phía sau Anh tiểu bắt, chờ em với Tần mặt bắt đón một chiếc taxi Rồi lên xe Lâm tiểu nhã đứng tại chỗ Nhìn anh lên xe đi xa Nhìn một hồi lâu Đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Cô ta vẫn còn nhìn theo Đã ba năm rồi Từ khi tần Gia phá sản cô ta vẫn chưa từng gặp lại anh lâm tiểu nhã quay lại phòng tranh lấy mấy tờ tiền đỏ đưa cho hai cô gái tư vấn nghệ thuật để hỏi chuyện của tần mặt bắc nhìn tờ tiền đầy cám dỗ kia cô gái tư vấn nuốt nuốt nước miếng từ chối xin lỗi cô thông tin cá nhân của họa sĩ nếu không được sự đồng ý của họa sĩ thì chúng tôi không được cung cấp cho khách hàng ạ à. lâm tiểu nhã đành phải cất tiền lại lúc này chị hàm cũng vừa quay trở lại vừa nhìn thấy tình hình thế này liền biết thiên kim đại tiểu thư này lại đến đây hỏi thăm tin tức của tần mặt bắc nữa rồi chị hàm gật đầu với cô gái tư vấn sau đó cô bé liền đi qua chỗ khác lâm tiểu nhã quay đầu lại nhìn thấy bà chỉ chuẩn bị mở miệng nói chuyện đã bị cắt lời không thể cung cấp chị hàm đã lăn lộn ngoài xã hội từ lâu hình tượng luôn luôn là một ngự tỷ nói một là một hai là hai lâm tiểu nhã bất đắc dĩ phải bước ra cửa trong lúc vô tình cúi đầu cô nhìn thấy một từ danh thiếp bị rơi dưới đất Lâm Tiểu Nhã nhìn thoáng qua liền nhận ra là chữ của Tần Mặt Bắc. Cô ta mừng rỡ nhặt lên như tìm được báu vật, ở mặt trên viết, trung tâm gia sư tài năng, bên dưới có một dòng chữ viết của Tần Mặt Bắc, nhóc 7 tuổi, đàn dương cầm, thứ hai đến trường, Triệu An ca bảo tài xế dừng lại ở phố ăn vặt trước cổng trường, cô không ăn bữa sáng ở nhà, để dành bụng đến giờ, bữa sáng ở phố ăn vặt vừa ngon vừa phong phú, lại tiện lợi, cũng rất giản dị bình dân, thím giúp việc ở nhà nấu ăn rất khéo nhưng hơi nhạt không được đậm đà như ở đây triệu an ca xếp hàng hai phút mua một cái bánh xếp ở mặt trên bỏ thêm rau xà lách trứng gà dăm bông thịt thăng một chút sốt cà chua một chút tương ngọt và tương ớt chưa đến cổng trường cô đã ăn hết cái bánh có nhiều người vừa đi vừa ăn sáng trên đường cô còn nhìn thấy trương lệ dĩnh cô ta đang uống sữa đậu nành ở một quán ven đường cái miệng nhỏ nhắn cũng khá xinh đẹp tiếp tục bước đến cổng trường triệu an ca vừa đi vừa tính toán làm sao có thể liên tục vô tình bắt gặp tầng mặt bắt trong trường có thể dây dưa càng lâu càng tốt bên cạnh cổng trường có một cây lớn một người đang đứng dựa lưng người đó có một vết sẹo dưới mắt trái triệu an ca liếc mắt liền nhận ra hắn ta là lưu cương sao hắn biết chỗ này chỉ mới khai giảng vài ngày thôi hắn tìm ra nhanh vậy triệu an ca nhìn chốt bảo vệ ở cổng trường có ba chú bảo vệ rất an toàn bước chân cô chậm lại đi về phía lưu cương Lưu Cương thấy Triệu An Ca, dường như cũng chưa kịp chuẩn bị làm hành động gì, tựa vào thân cây liếc nhìn cô một cái, không nhúc nhích. Triệu An Ca bước tới, nói với hắn ta, đi chỗ khác đi, đừng xuất hiện ở đây, cũng không được làm phiền tần mặt bắt, cậu ấy bị mày hại đủ thảm rồi. Trong giọng nói ẩn ẩn sự tức giận, Lưu Cương dương mắt lên, cười lạnh một tiếng, nó mà thảm hả. Nó hại chết em gái tao, đời này đừng hồng tao bỏ qua cho nó, lại nói tiếp, tao với mày không thù không oán, mày bớt can thiệp đi, nếu không đừng trách tao vô tình, tần mặt bắt hại chết em gái Lưu Cương, không có khả năng, bình thường cậu ấy không nói chuyện với con gái mà. Từ đằng xa Triệu An Ca đã nhìn thấy Tần Mặt Bắc đang bước tới từ phố An Vặt, dường như anh không chú ý đến tình huống ở đây, bước đi rất chậm rãi, cô không muốn anh đánh nhau ở cổng trường, chắc chắn sẽ bị giáo viên bắt. Cho dù bị oan quốc như thế nào đi nữa, thì cũng là tội đánh nhau, sẽ không có kết cuộc tốt. Triệu An ca nghĩ một hồi, đi vòng qua lưu cương và cây lớn, chạy nhanh vào bên trong chốt bảo vệ ở cổng trường, chỉ ra bên ngoài, hô lên với chú bảo vệ, chú ơi, chú thằng dê sồm ở ngoài, nó sợ mong con. Lưu cương vẫn còn ngạc nhiên, lúc nãy còn diễu võ dương oai, nói chạy liền chạy, không biết đầu óc có bệnh hay không nữa. Hai chú bảo vệ vừa đi vừa chỉ về phía lưu cương, hô lớn, thằng mất dậy, không được chạy, lưu cương ngớ ra, đây là nói hắn đó hả, hắn ta nhanh chóng phản ứng kịp. Liền co cẳng chạy trốn Chú bảo vệ đuổi theo mấy bước cũng không kịp Đành phải vòng trở về Triệu An ca không đứng ở chốt bảo vệ lâu Thừa kịp không có người chú ý liền đi về hướng ký túc xá Tần mặt bắt đến cổng trường thấy hai chú bảo vệ đuổi theo Lưu Cương Rồi nhìn vào bên trong trường Thì thấy Triệu An ca đang đi vào bên trong Anh bước vào thật nhanh Kịp thời đuổi theo cô Triệu An ca Cô nghe tiếng gọi Quay đầu lại thấy tần mặt bắt Rồi đi ra cổng trường nhìn nhìn Không phát hiện Lưu Cương lúc này mới cười với anh, chào buổi sáng, hốt boy, tần mặt bắt cười với cô, cảm ơn, dừng lại một chút rồi nói tiếp, về sau thấy hắn thì phải đi vòng chỗ khác, không được như hôm nay nữa đấy. Triệu An ca bước đến bên cạnh tần mặt bắt, ngửi ngửi lên người anh, cậu xịt nước hoa hả, tần mặt bắt nâng tay áo lên ngửi, đâu có đâu, Triệu An ca ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn anh, là mùi thơm của đàn ông, chỉ muốn cắn một cái. Tần mặt bắt đứng lại nói, cả ngày, không nghĩ cái gì đàng hoàng, cậu biết sáng nay học tiết gì chưa đó, nói xong nghiêng mặt qua chỗ khác, khóe môi hơi hơi cong lên mỉm cười. Nụ cười xấu xa chỉ lóe lên trong chớp mắt, Triệu An ca nghĩ nghĩ rồi đáp, buổi sáng có tiết thí nghiệm sinh học, tần mặt bắt ư ừ nói, lo mà học cho tốt đi, Triệu An ca nhìn anh cười, vậy cậu có thưởng gì không hả, tần mặt bắt cười cười, hỏi, cậu muốn tôi thưởng cái gì, Triệu An ca ngẩng đầu nhìn anh hỏi, cậu có cho không đã, tần mặt bắt nghiêng mặt qua một bên, nghiêm túc đá, lần thi cuối kỳ này, nếu nằm trong top 10 của lớp cậu sẽ có thưởng, nếu trong top 3 thì có thưởng lớn hơn. Triệu An ca cười hì hì hai tiếng hỏi, cậu thưởng cái gì thế? Tần mặt bắt đáp, bí mật, có mấy cô gái ở phía trước bước đến, lúc đi ngang hai người, còn cười nói xì xầm. Triệu An ca quay đầu lại nhìn, cô lập tức nhận ra, nữ sinh dáng người cao ở phía trước thích tần mặt bắt, mấy người còn lại thì đang đùa giỡn. Ngược lại tần mặt bắt không có phản ứng gì, ngay cả liếc mắt cũng không nhìn các cô ấy một cái. Lúc gần đến dưới lầu dạy học, Triệu An ca chợt nhớ ra hỏi, làm sao Lưu Cương tìm đến trường học rồi, mới khai giảng mấy ngày thôi, hắn ta lấy tin tức ở đây không biết, hay chúng ta có nội gián vậy, rồi nói thêm, lát nữa tớ phải tra khảo Triệu Bân mới được, tần mặt bắt trầm mặt một chút rồi đáo, không phải Triệu Bân đâu, chuyện này cậu đừng lo, trong trường học hắn ta không dám làm bậy đâu. Triệu An ca hơi lo lắng nói, bây giờ cậu đang ở ngoài, vậy cậu có muốn về ký túc xá ở không tần mặt bắt đáp không chuyển phòng ký túc xá nhỏ lắm không thể vẽ tranh được đến ký túc xá nữ sinh hai người tách ra tần mặt bắt đi đến khu giảng đường triệu an ca trở lại ký túc xá quách tuyên tuyên ngoắt tay với cô nói có người tỏ tình với nam thần của cậu trên diễn đàn trường kìa mấy ngàn từ luôn văn hay chữ tốt lắm triệu an ca chạy tới nhìn đúng là có thật này văn chương tốt cũng không tệ lắm nhưng còn thua xa mấy con đường so với triệu an ca cô lập tức để lại bình luận, nam thần là của tôi, mấy người xê ra, lúc này vẫn còn đang dùng điện thoại của quách tuyên tuyên, thế nhưng có không ít người bấm thích cho cô, đoán chừng mấy lời này là tiếng lòng của đại đa số nữ sinh. Tiết học buổi sáng kết thúc, buổi chiều không có khóa, cô ngủ trưa một giấc dài, rồi tự ngẫm về chuyện đại sự trong đời, cô gửi một tấm ảnh chụp cho tầng mặt bắc. Hỏi anh có thể đăng tấm hình này diễn đàn trường hay không, có như vậy thì mới chặn được ông bướm xung quanh anh. Tần mặt bắc trả lời cô, ảnh do cậu chụp, cậu làm chủ. Triệu An Ca lập tức soạn sẵn bài đăng, chỉ một dòng. Cô thò đầu xuống giường dưới của Quách Tuyên Tuyên hỏi, Hai Huyên, tài khoản trên diễn đàn trường là mã số sinh viên của chúng ta hả, rồi tự mình tạo mật khẩu luôn hay sao? Quách Tuyên Tuyên vừa chơi điện thoại vừa đáp, đúng rồi, cậu định làm gì? Triệu An Ca cười cười, không trả lời. Nửa giờ sau, trên diễn đàn trường xuất hiện một bài đăng, đau lòng quá mà, sao mấy anh đẹp trai đều có bạn gái hết tráo rồi? kèm theo đó là bức hình có một nam một nữ đứng cạnh nhau. chàng trai trong ảnh hơi nghiêng nghiêng đầu, hình như đang nói chuyện với cô gái, dáng vẻ rất dịu dàng. bức ảnh nhanh chóng bị mấy bạn học đào ra, chàng trai này chính là hot boy mới nhận chức tầng mặt bắc, còn cô gái bởi vì chỉ lộ ra cái đầu, không rõ danh tính. Triệu An Ca nhìn màn hình di động cười toe toét, nhận ra là tốt rồi, để cho tất cả mọi người nhìn thấy, người này là người có vợ rồi nhá. bức ảnh này là cô nhờ Triệu Bân chụp giúp hiệu quả cũng không tệ lắm, khá lãng mạn, hai bên đường là một hàng cây lớn, chỉ cần nhìn như vậy, nếu như cô và Tần Mặt Bắc thật sự là một cặp, đúng là quá tốt. Mặc dù là giả vờ làm người yêu, nhưng thật ra cô muốn làm thật kìa, chẳng qua là Tần Mặt Bắc không chịu thôi, sau đó diễn giả thành thật, làm tới làm lui, làm đến khi nào thành sự thật mới ngừng. Bây giờ cô cũng chỉ mới suy diễn lung tung thôi, giống như giấc mộng xuân. Xuân hết mộng tan, tỉnh dậy là mất hết. Quách tuyên tuyên ở giường dưới đột nhiên nhảy dựng lên, gọi cô, bồ câu lớn, nam thần nhà cậu có chủ rồi, mau xem diễn đàn đi, cô nàng nào xuống tay nhanh nhanh thế không biết, triệu an ca thò đầu đáp, đừng gấp, tớ đó, nói thêm, tớ đây là giúp người làm niềm vui, giúp hốt boy chặn hoa đào mà thôi. Quách tuyên tuyên bước xuống giường, ghé vào bên giường triệu an ca, cười nói, tần mặt bắt chắc là thích cậu đó, triệu an ca liền thở dài một hơi, thật ra tớ cũng muốn vậy lắm. Quách tuyên tuyên đưa bức ảnh trên diễn đàn ra cho Triệu An ca xem, mặc dù cậu ấy chỉ lộ ra nửa mặt, nhưng cậu thấy chưa, ánh mắt này, rất dịu dàng, khóe miệng cũng có ý cười, cái này chính là chứng minh thích cậu đó, sau đó ngón tay lướt xuống dưới, cậu xem bình luân ở dưới đi, đâu có ai nghi ngờ gì đâu, ai cũng hâm mộ ghen tị, cái này chứng minh điều gì cậu biết không, chứng minh ánh mắt quần chúng nhân dân trắng sáng như tuyết đấy, hai người chắc chắn là có gian tình, Triệu An ca nhìn bức ảnh chầm chầm một hồi lâu, quả thật hơi giống, đang mãi mê ngắm trai, chợt có một cuộc điện thoại gọi tới, là một số máy lạ. Triệu An Ca bắt máy, alo, Triệu An Ca đấy à, anh là Hứa Thanh đây. Triệu An Ca suy nghĩ một chút rồi hỏi, Hứa Thanh, đối phương nói, không phải em đăng ký câu lạc bộ hội hòa sao, anh là hội trưởng, hôm ấy ở cửa căng tin, chúng ta còn bắt tay nhau nữa đó. Cuối cùng Triệu An Ca mới nhớ ra, chào hội trưởng, chào anh. Hứa Thanh tiếp tục nói, 5 giờ chiều mai, câu lạc bộ có hoạt động, em nhớ mang theo bản vẽ, giấy, cọ vẽ và màu nhé. Triệu An Ca đáp, em chưa mua cọ, chiều nay tan học em sẽ đi mua. Hứa Thanh cười cười, em không cần mua đâu, anh sẽ tìm cho em một bộ, đàn anh trước khi tốt nghiệp còn dư lại. Triệu An Ca từ chối, vậy thì ngại lắm à, ngày mai em sẽ tự mình chuẩn bị, cảm ơn anh nha. Cúp máy, Triệu An Ca lập tức gọi điện thoại cho Tần Mặt Bắc, alo, Tần Mặt Bắc. Cậu có tiện nói chuyện không, tớ có chuyện muốn hỏi. Tần mặt bắt ư, ừ, chuyện gì thế? Triệu An ca cười cười, câu lạc bộ hội họa của bọn tớ có hoạt động, tớ muốn mua một bộ dụng cụ vẽ tranh, nhưng không biết sử dụng loại nào, tối nay tan học cậu có thể đi xem với tớ được không? Tần mặt bắt ư ừ nói, vậy tôi sẽ đợi cậu ở cổng trường nhé, sinh viên năm nhất của trường đại học kỹ thuật bắt buộc phải tham gia lớp tự học vào buổi tối. Từ năm hai trở đi, tiết học buổi tối sẽ được học tự túc, vừa tan học buổi tối triệu an ca lập tức quăng hết sách vỡ bút viết đưa cho quách tuyên tuyên chạy vèo ra cổng trường như một cơn gió cũng bởi cô quá nhanh thế nên thay vì tầng mặt bắc sẽ chờ cô ở cổng trường trước mà giờ thành ra cô chờ ngược lại anh triệu an ca đứng chờ ở cổng nhìn thấy một cặp tình nhân đang bước ra chỉ cần liếc mắt một cái thôi cô có thể nhìn ra người nào chuẩn bị đi thuê phòng người nào ra ngoài đi đu đưa không bao lâu sau tầng mặt bắc đã ra tới trong tay còn cầm một quyển sách triệu an ca tò mò bước lại gần nhìn nhìn rồi hỏi, tâm lý học giáo dục, cái này có khó không vậy? Tần mặt bắt cười đáp, không khó, nếu đọc nghiêm túc sẽ không khó đâu. Hai người tiếp tục bước ra cổng trường, có thể ngửi được mùi thơm thịt nướng từ phố ăn vặt bay tới. Triệu An ca nhìn tần mặt bắt hỏi, cậu đói chưa? Tần mặt bắt nhìn qua phố ăn vặt đáp, hơi đói thôi, nhưng tôi không muốn ăn. Triệu An ca nhảy lên trước mặt anh hỏi, sao thế? Tần mặt bắt vừa đi vừa nói, ăn khuya không tốt đâu khựng lại một chút hỏi tiếp cậu đói bụng rồi sao triệu an ca cực kỳ thành thật gật đầu đói lắm luôn nói xong còn kề bên tai anh rủ rỉ tớ muốn ăn cậu đấy vậy cậu có cho không hở tần mặt bắt nghiêng mặt qua rồi nhìn cô chăm chú mấy giây cười nói lát nữa đi tôi cho cậu ăn cái ấy nói xong anh cảm thấy có gì đó sai sai liền bổ sung tiếp lát nữa sẽ dẫn cậu ăn có rau có thịt thì mới khỏe được triệu an ca gật đầu mạnh hứa rồi đó cậu cho tôi ăn cái ấy đó nhá, những lời này nói ra khiến cho một cặp đôi ở bên cạnh đi ngang qua phải quay đầu lại nhìn hai người. Mặc dù Triệu An ca lớn gan, cái gì cũng dám nói với tầng mặt bắc, thế nhưng cô không hề hiểu ý tứ mờ ám của những câu đó. Có lẽ là vì cô không thường lên ui bố tìm hiểu, tầng mặt bắc suy nghĩ rồi nói, tôi làm mì cho cậu ăn. Triệu An ca tiến lại gần anh nói, được, tớ sẽ ăn mì của cậu, tầng mặt bắc thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc cũng không bị cô nói sai trọng tâm rồi. Qua khỏi phố ăn vặt, đi thêm năm sáu phút nữa là đến phòng trọ của tầng mặt bắc và triệu bân. Lúc đứng dưới lầu, tầng mặt bắc chỉ lên căn phòng bên phải ở tầng năm, triệu bân đang ở nhà. Triệu An ca ngẩng đầu lên nhìn, phòng sáng đèn, cảm giác như thế này thật tốt, vừa nhìn là biết ở nhà có người chờ mình, rất ấm áp. Mặc dù cô cũng không hy vọng Triệu Bân ở nhà đâu ha ha ha. Tần mặt bắc mở cửa phòng, còn chưa kịp bước vào đã nghe tiếng Triệu Bân nói chuyện, anh bắt, về rồi hả? mày coi giúp tao sao cái máy tính bị đơ rồi triệu an ca cũng đi theo sau lên tiếng triệu bân chị dâu của cưng đến rồi mau tiếp giá nào đúng lúc này cô vừa nhìn thấy được hình ảnh trên màn hình máy tính của triệu bân trên bàn trà đúng thật là bị đơ nhưng đơ ngay cảnh vô cùng hú hồn triệu bân thấy triệu an ca lập tức đóng màn hình laptop lại nói bồ câu lớn sao cậu tới mà không lên tiếng trước hả đúng là quá xấu hồ rồi bị bắt gặp ngay cảnh phim không dành cho trẻ em nữa chứ Triệu An ca nhận túi bọc dày tầng mặt bắt đưa cho, trồng vào giày rồi nói với Triệu Bân, hôm nay cảnh sát truy quét văn hóa phẩm đồi trụy kiểm tra. Máy tính của cậu có chứa hàng cấm, phải tịch thu, lại cảm khái nói, vẫn là tầng mặt bắt nhà chúng ta thuần khiết và trong sáng nhất. Triệu Bân há miệng ra, cậu muốn nói, mấy video này trong máy tính của cậu là do tầng mặt bắt cho đấy, nhưng cậu không khai đâu, cậu còn phải nhờ tầng mặt bắt sửa máy tính giúp, nếu lần này bán đứng anh, thì ai giúp cậu sửa máy tính nữa đây? oan ức này, cậu chịu đựng được. Tần mặt bắt cười cười, rửa tay rồi đi qua phòng bếp, quay sang hỏi Triệu Bân, mày muốn ăn mì không? Triệu Bân xoa xoa tay, nói ăn chứ sao không ăn, chờ mày cả ngày mà. Triệu An ca ngồi xuống sofa bên cạnh, cậu không đi học buổi tối hả? Triệu Bân đứng dậy, vươn vai một cái rồi nói, có sao không, rồi nói tiếp, chẳng qua là về sớm một tiết thôi. Tiếng nước chảy từ trong phòng bếp truyền qua, Triệu An ca đứng dậy khỏi sofa rồi đi vào phòng bếp cô tựa vào cạnh cửa, ngắm tầng mặt bắt đeo tạp về đang tập trung rửa rau. Quay đầu lại thì nhìn thấy Triệu Bân đang ngáp ngắn ngáp dài. Đúng là, không so sánh thì sẽ không thấy đau lòng mà. Triệu An Ca lấy điện thoại ra, cúi đầu gửi tin nhắn cho Triệu Bân. Đợi nửa ngày cũng không thấy cậu ta phản ứng, cô đành phải lên tiếng. Triệu Bân, điện thoại cậu vừa kêu kìa. Triệu Bân nhìn về lên sofa rồi nói, nó trong phòng ngủ rồi, mà lỗ tai bồ câu lớn thính dữ ha, xa tít vậy mà còn nghe được. Tần mặt bắt mỉm cười, không nói chuyện, vẫn tiếp tục rửa rau cắt thịt. Triệu Bang cầm điện thoại lên xem thì thấy một bao lì xì 10 đồng do Triệu An Ca gửi qua uy chát, kèm theo dòng chướng, lấy chứng minh nhân dân, đi ra quán nét ngoài cổng tiểu khu chơi game đi. Triệu Bân lập tức trả lời, phải thêm tiền nước nữa. Triệu An Ca gửi tiếp một bao lì xì 10 đồng nữa, nói, nằm chai nước khoáng nông phu, không cần thối. Triệu Bân mặc áo khoác, rồi cầm ví tiền và điện thoại đi ra khỏi phòng ngủ, nói vọng vào phòng bếp, anh bắt, tao ra quán nét làm bài tập đây, lát nữa mới về, tần mặt bắt quay đầu lại nói, còn mì, triệu bân vừa đổi giày vừa đáp, mày để dành một phần cho tao đi, lát nữa tao học xong rồi về ăn sau. Tần mặt bắt lấy hai quả trứng gà từ trong tủ lạnh ra nói, được rồi, trước khi đi triệu bân còn nhắc lại, xong việc nhớ sửa máy tính cho tao nhá, tao để trên bàn trà đó, dừng lại một chút rồi nói thêm, bồ câu lớn à, tớ đi trước nha, cứ tự nhiên như đang ở nhà mình là được, không cần khách sao đâu cậu muốn làm gì cũng được, hai người yên tâm, trước khi về tớ sẽ gọi điện thoại thông báo trước, sẽ không làm phiền hai người đâu. Tần mặt bắt liếc nhìn cậu ta một cái, biến, bớt nói xàm lại đi. Triệu bân cười hì hì rồi mở cửa đi ra ngoài. Tần mặt bắt đang xào thịt bằm trong nồi, xì xà xì xèo, cực kỳ có không khí của gia đình. Triệu an ca lại gần hít hà, thơm quá à. Tần mặt bắt duỗi tay ra, che lại một nửa bên mặt của mình, cậu xích ra xa chút đi, dầu bắn lên mặt bây giờ triệu an ca cười đẩy tay anh ra cậu chu đáo ghê ha sau này ai mà gả cho cậu chắc hạnh phúc lắm luôn tần mặt bắt mỉm cười nói cũng biết nịnh hót quá nhỉ lát nữa thưởng cho cậu thêm cái trứng mở nắp nồi ra anh thả mì vào bên trong dùng đũa đảo qua đảo lại rồi đậy nắp lại chờ đến khi toàn bộ mì nổi lên trên đập vào ba quả trứng sau đó bỏ thêm rau cải vào rồi tắt lửa khi mì được múc ra cả phòng bếp tràn ngập hơi nóng hầm hập nhưng lại vô cùng ấm áp trong buổi tối đầu thu thế này. Triệu An Ca ngồi ngăn ngắn trên ghế ăn cơm, tự như đã sẵn sàng hưởng thụ bữa tiệc lớn. Đối với cô mà nói, một tô mì như thế này còn ngon hơn sơn hào hải vị. Hai quả trứng gà vàng mực nằm ở giữa tô mì trắng đục, kèm theo đó là thêm một lớp rau cải xanh tươi, nhìn thôi cũng đủ làm người ta phải thèm ăn. Tần mặt bắt ngồi xuống đối diện Triệu An Ca, tôi nấu ăn chỉ ở mức bình thường thôi, món nào phức tạp quá cũng không biết. Tôi cũng từng một lần rồi nhưng thất bại, tuy nhiên món đơn giản thì vẫn có thể ăn rất ngon. Lúc này, giọng điệu của anh khi nói chuyện vô cùng nghiêm túc, tự như đang trong một cuộc phỏng vấn cực kỳ quan trọng. Triệu An ca cười nói, tớ sống theo kiểu nuôi thả từ nhỏ, nên cũng không kén ăn đâu, hợp khẩu vị là được à, nói xong nhìn vào tô mì, huống chi, đây còn mì do cậu nấu mà. Tần mặt bắt đưa cho cô một đôi đũa, nói, đói rồi đúng không, ăn thử đi. Triệu An ca nhận lấy rồi gấp một đũa không hề phóng đại đâu, từ trước đến giờ cô chưa từng ăn mì nào ngon như thế này, hương vị thanh đạm vừa ăn, không hề dư thừa gia vị nào, lại còn có mùi thơm tự nhiên của món ăn, toàn bộ vị giác của cô như bùng nổ. Đương nhiên, toàn bộ đánh giá trên đều dựa trên ánh hào quang nam thần của cô, nghiêm túc mà nói, thì thật ra cũng ngon lắm, nhất là vào lúc 8-9 giờ tối đói bụng thế này, hai người ăn xong mì, Triệu An ca tỏ ý cô phải rửa chén. Cũng không thể ăn không ngồi rồi được. Nói như thế nào nhỉ? anh nấu mì còn em rửa chén, tự như đôi vợ chồng già. Tần mặt bắt cởi tạp về ra rồi đưa cho cô, vậy phiền cậu rồi. Triệu An ca đeo tạp về, thu dọn chén đũa đi vào phòng bếp, cảm giác này cực kỳ tốt, giống như cô là nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Tần mặt bắt ngồi trên sofa, mở máy tính của Triệu Bân lên, cẩn thận sửa chữa cho cậu ta. Khi Triệu An ca gần rửa xong chén thì máy tính cũng đã sửa hoàn tất. Tần mặt bắt khởi động lại máy tính, quay lưng màn hình về phía phòng bếp, chỉnh âm lượng nhỏ tiếng lại, mở video mà Triệu Bân xem lúc nãy, sửa thêm một chút, xác định không còn vấn đề gì nữa. Ở phút đầu của video, là một cặp nam nữ đang hôn nhau trong phòng khách, tay của người đàn ông đang âu yếm vuốt ve lên người phụ nữ, nửa người trên của cô gái khỏa thân. Mặc dù âm thanh đã bị tắt, nhưng hình ảnh lại khiến cho người ta cực kỳ kích động. Tần mặt bắt tắt video, cực kỳ chột dạ mà nhìn thoáng qua về phía Triệu An Ca, may mắn thật, cô đang lau bếp, không hề chú ý ở bên này tần mặt bắt bình tĩnh lại, đóng laptop của Triệu Bân lại rồi đem vào phòng cậu ta. Triệu An Ca từ phòng bếp bước ra, mỉm cười với tần mặt bác nói, cậu cởi đồ ra giúp tớ với, tần mặt bắt ngẩn ra, hả? Triệu An Ca hơi xoay người lại nói, tạp về nè, dây cột ở phía sau tớ vô ý cột chết luôn rồi, cậu giúp tớ cởi ra đi. Tần mặt bắt bước đến sau lưng cô, cúi đầu xuống giúp cô cởi nút thắt kia, vừa ngước đầu lên thì thấy một phần cổ bị lộ ra ngoài, làn da cô không phải loại đặc biệt trắng noãn, nhưng đường cong lại vô cùng đẹp. Tầm mắt anh dừng lại trên cổ cô, đột nhiên trong đầu tự động phát lại video trong máy tính của Triệu Bân. Anh thầm mắng một tiếng, tần mặt bắt, mày cầm thú quá rồi, mau dừng lại, bao trùm dây, tần mặt bắt buông tay ta, đi về phía ban công ở bên cạnh phòng khách, quay đầu lại nói với cô, quay đây, tôi giúp cậu cởi ra cho. Triệu An ca bước qua chỗ anh rồi nói, bên chỗ phòng bếp cũng đủ sáng mà, ngoài ban công tối thui, thấy gì đâu tầng mặt bắt đứng ngoài ban công gió lạnh thổi vù vù cũng làm anh tỉnh táo hơn được một chút những hình ảnh đen tối của video cũng bị đẩy ra khỏi đầu anh tựa vào cạnh cửa sổ nói ban công chỗ này ở đây mát hơn triệu an ca bước tới xoay người lại quay lưng về phía anh nói thế á vậy cậu cởi đi tầng mặt bắt ừ một tiếng không tốn bao nhiêu thời gian đã cởi được nút thắt kia ra cho cô triệu an ca tháo tạp về tươi cười với anh cảm ơn cậu chiêu đãi mì ngon lắm luôn, nói xong đi đến bên cạnh anh, cũng tự lưng vào cửa sổ, ăn hoài không ngán, tần mặt bắt nghiêng đầu qua nhìn cô, nét cười trong mắt càng sâu hơn, anh gật đầu, vinh hạnh cho tôi rồi, triệu an ca chăm chú nhìn anh một hồi lâu, trong những người mà tớ quen, cậu là người giáo dưỡng thân sĩ nhất đó, tần mặt vắt hơi ngẩng đầu lên rồi nói, so với nhị cậu và đại ni đó hả, sau đó nhìn cô cười cười, theo lời nói của anh, làm cô nhớ đến khoảng thời gian về quê lần đó, vừa tươi đẹp, lại vừa giảng dị bình dân. Triệu An ca mỉm cười, tớ nói thật mà, tần mặt bắc, cậu là người rất tốt, tần mặt bắc xoay người lại, ghé vào cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, ngắm nhìn hàng ngàn ánh đèn nhà, rất rực rỡ nhưng cũng rất tịch mịch. Anh nhẹ giọng nói, tôi còn thiếu nợ rất nhiều tiền, dừng lại một chút rồi nói tiếp, ba năm trước, sau khi nhờ tôi phá sản, ba tôi đã bỏ đi biệt tâm, hơn 800 vạn, anh rất ít khi kể chuyện này với người khách, có lẽ là hôm nay khi anh ngẩng đầu nhìn bầu trời tối mờ bao la kia, cũng là do vận trăng gây họa. Triệu An ca ghé vào cửa sổ cạnh anh, nhích lại gần bên người anh, lấy cánh tay huýt người anh nói, chắc chắn cậu sẽ làm được, cô nói tiếp, bởi vì cậu là tần mặt bắc, cậu chính là Superman trong lòng tớ, tần mặt bắc mỉm cười, lặp lại lời nói của cô, Superman, anh nghiêng mặt qua, nhìn thấy một lọn tóc uống của cô bị gió thổi rối. Triệu An ca vuốt vuốt lại tóc vén ra phía sau tai, nghiêng mặt qua nhìn lại anh trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau lúc anh cố gắng dời tầm mắt qua chỗ khác theo bản năng nhưng lại phát hiện mình không thể làm được cô xinh đẹp đôi mắt đặc biệt rất đẹp to tròn nhưng lại có thần dưới ánh trăng lại càng thêm dịu dàng làm say đắm lòng người rốt cuộc tận mặt bắt cũng dời tầm mắt qua chỗ khác cho đến bây giờ anh luôn tự nhắc nhở bản thân mình đang gánh vác điều gì trách nhiệm này nặng nhẹ bao nhiêu chỉ bấy nhiêu đây thôi cũng đã đủ để anh giữ được sự tỉnh táo vào lúc này anh như thế, không thể cho cô được gì cả. Triệu An ca nâng cầm, cũng không theo ánh mắt của anh mà dịch chuyển, nhìn thấy sự lãng tránh của anh, cô lại gần cọ cọ lên người anh, lúc nãy cậu nhìn tớ, đến 5 giây. Mắt cũng không chớp cái nào luôn, tần mặt bắt mỉm cười đáp, mặt cậu dính gì kìa, nói xong anh ngẩng đầu nhìn ánh trắng trên bầu trời. Triệu An ca tự sờ mặt mình, cười nói, tớ đâu có ngốc dữ vậy, ăn mì thôi mà sao có thể dính mặt được chứ, cậu mau thừa nhận đi, thừa nhận là cậu bị sắc đẹp của tớ mê hoặc đi chớ. Tần mặt bắt mỉm cười, đi vào phòng ngủ Triệu Bân, lấy một cái gương nhỏ đưa cho cô. Triệu An ca bán tính bán nghi mà nhận lấy. Mở nó, đúng là có một miếng hành nhỏ dính trên cầm thật nè, xấu hổ quá thể. Trăng thanh gió mát, hoa nhường nguyệt thẹn, lại còn khanh khanh ta ta, một thời cơ như vậy dễ phát sinh chuyện tốt. Đột nhiên ở đâu ra xuất hiện một miếng hành lá phá rối lung tung bên. Triệu An ca cầm gương nhỏ đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại vặn vòi nước rửa mặt trên bồn rửa mặt có một chai sữa rửa mặt không biết là của ai nếu như là của Tần mặt bắc cô dùng cũng chả sao nhưng nếu là của triệu bân thì là nam nữ thụ thụ bất thân giọng nói của tầng mặt bắc từ bên ngoài nhà vệ sinh truyền vào nếu không rửa sạch mở cậu có thể dùng sữa rửa mặt của tôi khăn lau mặt màu xanh da trời triệu an ca ừ một tiếng chờ khi cô rửa mặt sạch sẽ mở cửa ra giơ cái khăn trên tay rồi nói này của cậu đúng không tớ mới dùng Tần mặt bắt gật gật đầu, ờ, cậu để đó đi. Triệu An ca cúi đầu ngửi ngửi trên chiếc khăn, thơm ghê, thơm mùi tần mặt bắt ghê, sau đó, treo chiếc khăn lên móc nói, vậy, tớ về đây. Tần mặt bắt mặc áo khoác vào nói, tôi đưa cậu về. Triệu An ca khoác tay nói, không cần đâu, cậu nghỉ ngơi sớm đi, ngày thường cậu đã mệt lắm rồi. Tần mặt bắt cầm chìa khóa và điện thoại lên, đi ra cửa đổi giày. Triệu An ca cởi bao trùng giày ra, cười nói với anh, tớ biết rồi, cậu không nở xa tớ chứ gì, muốn ở bên cạnh tớ thêm chút nữa đúng không, vậy được rồi, thành toàn cho cậu đó. Tần mặt bắt khóa cửa nhà rồi nói, tôi là sợ trời tối, tóc cậu bù xù như vậy sẽ hù dọa mấy con mèo hoang ở xung quanh đây thôi. Triệu An ca ngẩng đầu lên liếc nhìn anh một cái, cậu đúng là nói một đằng làm một nẻo, hai người vừa nói vừa đi xuống lầu, cho đến khi Triệu An ca về ký túc xá mới chợt nhớ, hôm nay cô đến nhà tần mặt bắt làm gì vậy? Mục đích ban đầu của cô, chính là nhờ anh tư vấn mua dụng cụ vẽ tranh cơ mà sau đó cô được ăn mì rồi về đây cuối cùng còn bị hành dính lên mặt nữa chứ cũng không thể nói vậy được vấn đề là cô muốn nhờ anh tư vấn mua dụng cụ vẽ tranh cũng không phải là muốn ở bên cạnh anh nhiều thêm chút sao thúc đẩy quan hệ lên một bước mới xem như là chuẩn bị để bước vào cuộc sống hôn nhân sau này tính ra thì lần này cũng đâu phải là vô ích nhỉ nếu như không có chuyện hành dính lên mặt thì tốt hơn đang suy nghĩ lung tung thì cô nhận được tin nhắn của tần mặt bắc anh chọn một vài thương hiệu dụng cụ vẽ tranh tốt từng kiểu mẫu rồi gửi qua cho cô triệu an ca trả lời đại ân to lớn thế này không có gì hồi báo thiếp xin lấy thân báo đáp tần mặt bắc đang trên đường về nhà thấy tin nhắn của cô mỉm cười trả lời bữa sau sẽ lấy sau đó gửi tiếp tôi còn một bộ cỏ mới vẫn chưa dùng ngày mai sẽ tặng cho cậu triệu an ca gửi địa chỉ hoạt động chiều mai của câu lạc bộ hội họa cho anh rồi nhắn tiếp bữa sau sẽ lấy, là ý gì vậy hở? Tần mặt bắt trả lời, ý trên mặt chữ, lại nhắn thêm, cậu nặng cân thật đó, sợ là không động được, còn nữa, đừng có học người ta giảm cân. Triệu An ca trả lời, nhưng tớ sợ cậu không động được thôi, làm sao bây giờ? Tần mặt bắt đáp, tôi sẽ cố gắng, sẽ cố gắng trả hết nợ. Tắt quy chát, tần mặt bắt gọi điện cho chị Hàm. Hỏi chị ấy thông tin về cuộc thi vẽ tranh do Hiệp hội Mỹ thuật tổ chức lần trước, cuộc thi chỉ còn nửa tháng nữa là tổ chức tiền thưởng cho giải nhất là 8 vạn tệ. Chiều hôm sau, Triệu An Ca mang theo dụng cụ vẽ tranh đến phòng hoạt động của câu lạc bộ hội họa. Bên trong có nhiều sinh viên ở đó, hội trưởng Hứa Thanh đang đứng trên bục giảng, thấy Triệu An Ca đến, anh ta vẫy vẫy tay với cô. Khoảng 5 giờ, Hứa Thanh đứng trên bục giảng giới thiệu sơ lược về hoạt động lần này của câu lạc bộ, rồi thổi phòng khoe khoang mấy câu. Triệu An Ca ngồi bên dưới bục giảng, luôn ngó chừng ra bên ngoài phòng học. Đáng lẽ giờ này tầng mặt bắt đến đây rồi chứ, hôm qua anh đã nói sẽ đến đưa cọ cho cô mà hứa thanh khoác lát xong liền bắt đầu sắp xếp chỗ để sinh viên vẽ tranh những người ở đây ngoại trừ hội trưởng và phó hội trưởng ra tất cả mọi người còn lại đều là người mới trình độ cũng chỉ ngang ngửa thiếu nhi đề tài đầu tiên rất đơn giản mùa thu trong mắt bạn tự do sáng tác vẽ tranh trừu tượng hay hiện thực cũng được cho dù là ký họa phát thảo hay tranh màu bột đều được chấp nhận thậm chí mọi người dùng bút chì màu hay màu nước cũng được tất không cần phải có kỹ năng thành thạo mục đích chính là muốn xem thiên phú nghệ thuật của mọi người. Cô lấy bút chì ra vẽ lên bản thảo, có cây, có cỏ, ở đằng phía xa xa có một ngôi nhà nhỏ, xong xuôi cô bắt đầu tạo nét sáng tối cho bức tranh, nhìn thoáng qua cũng khá đúng quy trình. Lần trước còn ở quê, cô cũng từng thấy tầng mặt bắt vẽ như thế, hứa thanh đứng sau lưng triệu an ca, phát hiện cô phạm vài lỗi phối cảnh, anh ta cầm bút chì rồi kéo một cái ghế nhỏ ngồi xuống cạnh cô, giúp cô sửa lại cho đúng vừa sửa vừa cẩn thận giải thích cho cô các quy tắc phối cảnh triệu an ca rất phối hợp nịnh nọt anh ta hội trưởng hứa nói đúng lắm hội trưởng hứa nói hay ghê hội trưởng hứa đúng là cừ mà một bạn nam ở kế bên cũng trêu ghẹo nói hội trưởng hứa bọn em cũng không biết quy tắc phối cảnh đây này anh cũng giảng cho tụi em đi mà đừng thiên vị chỉ dạy người đẹp chứ hứa thanh nhìn cậu ta nói dạy riêng thì sao hả cậu có bản lãnh thì biến thành người đẹp đi mấy cậu nam sinh gần đó cũng cười ầm lên không khí lại có phần mập mờ. Tần mặt bắt đến sớm, anh đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào, xác định bản thân không đi sai phòng. Một vài nữ sinh ở cạnh cửa sổ bàn tán xì xăm, ở đây là hot boy mới của trường đây này, cậu ấy cũng tham gia câu lạc bộ hội họa luôn à, làm một đứa mê trai đẹp, tớ cảm thấy hạnh phúc quá đi, nhưng mà cậu ấy có mang dụng cụ vẽ đâu mà, chẳng lẽ tìm người sao ta, ai, tìm ai cơ. Triệu An ca nhìn thấy tần mặt bắt, vẫy vẫy tay với anh rồi nhỏ giọng hô, tớ đây nè đây nè, nói xong đứng dậy chạy ra ngoài cửa. Tần mặt bắc đã đứng ngoài cửa sổ nhìn một lúc lâu rồi, hư hội trưởng cứt chó gì, nói xàm lung ta lung tung, nghe thôi là biết chẳng phải chuyên nghiệp rồi. Thấy gái là tôm tấp tôm tấp sắp sáp vô, cậu ta không có chỗ của mình à, ở trong lớp mà muốn ngồi đâu thì ngồi sao? Triệu An ca chạy đến cửa phòng, thấy vẻ mặt vô cảm của tần mặt bắc đưa cọ vẽ cho cô. Triệu An ca chăm chú nhìn mặt anh một lúc rồi nói, cậu bị gì vậy, là ai dám làm cục cưng lớn nhà tớ sụn mặt thế tần mặt bắt nhìn vào bên trong phòng học nói đã bắt đầu vẽ rồi à triệu an ca gật gật đầu đáp từng nhưng mà tớ còn chưa tô màu đâu tần mặt bắt bước lên hai bước hơi cúi đầu vươn tay ra dùng ngón cái lau lau mép miệng cô một cái mặt cậu dính màu vẽ rồi đây này dáng vẻ vô cùng mập mờ thật giống như là chạm vào môi cô hai nữ sinh ngồi ở cạnh cửa sổ thiếu chút nữa là hét toáng lên tình huống gì thế này chẳng lẽ triệu an ca chính là bóng lưng cô gái thần bí xuất hiện trên diễn đàn trường lần đó là bạn gái của hốt boy á nhưng mà nhìn lại đúng là hơi giống thật triệu an ca ngẩng đầu lên cười nói cảm ơn tớ không có để ý tần mặc bắt khoác tay nói không có gì nói tiếp cậu lần sau nếu có cơ hội tôi sẽ dạy cậu vẽ tranh hội trưởng kia của các cậu tôi nghĩ cậu ta cũng bận lắm đừng làm phiền người ta triệu an ca đang ôm cò vẽ thiếu chút nữa là nhảy cẩn lên lập tức gật gật đầu, đúng, không nên làm phiền người ngoài, hàm ý chính là, tớ và cậu, cậu và tớ, chúng ta mới là người một nhà. Tần mặt bắt mỉm cười, ngoan dừng lại một chút rồi nói tiếp, cậu vào học đi, tôi đi về trước, Triệu An ca cầm cây cọ lên quơ quơ, ok, đến khi cô quay trở lại phòng học mới phát hiện, toàn bộ người trong phòng đang nhìn cô chầm chầm, đối diện với đủ loại ánh mắt như vậy, cô trở về chỗ ngồi của mình, hứa thanh hỏi, Triệu An ca, tần mặt bắt lúc nãy, các em, Triệu An Ca nhìn anh ta nói, anh cũng biết tên cậu ấy à, hai người quen nhau sao? Hứa Thanh nói, cả trường đại học kỹ thuật ai mà không biết tầng mặt bắt chứ, nhưng mà, quan hệ của hai đứa là gì? Triệu An Ca cười hì hì hai tiếng nói, anh đoán xem, Hứa Thanh không hề nghĩ ngợi đáp, anh đoán hai người là bạn học đúng không? Triệu An Ca lắc lắc ngon tay, cho anh đoán lại, Hứa Thanh suy nghĩ rồi đáp. Em là em họ của cậu ta, Triệu An Ca thiếu chút nữa là học máu cô lắc lắc ngón tay lần nữa anh đoán lại đi hứa thanh lại nghiêm túc suy nghĩ thêm lần nữa cực kỳ miễn cưỡng nói là người yêu à triệu an ca đặt cọ vẽ lên hộp màu hơn tình bạn người yêu thì chưa đến hứa thanh cười cười vậy thì chưa phải là người yêu mà về điểm này triệu an ca cũng rất bất lực nhưng cô lại không thể nào phản bác được thôi thì không nói nữa hứa thanh nhìn cây cọ vẽ trên hộp màu tắt lưỡi chật chật nói đồ xịn triệu an ca hỏi cái gì đồ xịn ạ à? Hứa Thanh cầm bộ cọ lên nhìn nói, này này hơn một vạn đó. Triệu An ca cho rằng mình nghe lầm, cây viết chì trên tay xém rớt xuống đất, cô hỏi lại, anh chắc chứ? Hứa Thanh gật gật đầu nói, anh luôn muốn mua nó mà, nhưng không đủ tiền, nên mỗi ngày đều chạy ra cửa hàng nhìn một cái cho đỡ ghiền, chắc chắn không sai đâu. Triệu An ca cất bộ cọ vào trong túi, cô không dự định sẽ dùng nó, với trình độ của cô thì chưa vẽ xong tranh thì cọ đã hư rồi, anh vẫn còn nợ tiền người ta nhiều lắm, đoán chừng bộ cọ này được mua trước khi nhà anh bị phá sản, cô quyết định giữ lại, chờ khi nào tan học sẽ mua đại một bộ khác dùng, còn bộ cọ này chỉ thích hợp với anh dùng, chờ hứa thanh đi chỗ khác, cô lấy điện thoại ra, bật camera trước xem mặt mình có bị dính màu hay không, xoay trái quay phải cũng đâu có thấy khóe miệng dính màu gì đâu, triệu an ca nhìn lại hộp màu vẽ, ơ ờ, hay hộp màu cũng chưa có mở luôn mà, thế ban nãy tầng mặt bắt lau cái quỷ gì vậy? ai có thể nói cho cô biết vì sao một nam thần luôn lý trí và bình tĩnh lại đột nhiên cư xử bất thường vậy không sau khi hoạt động của câu lạc bộ hội họa kết thúc triệu an ca dùng xong cơm tối rồi mang dụng cụ vẽ tranh về ký túc xá kéo quách tuyên tuyên đi học buổi tối buổi chiều lúc vẽ tranh cô có chút không yên lòng nhưng giờ tự học buổi tối đã bắt đầu ngoại trừ uống nước đi vệ sinh mọi người đều tập trung đọc sách quả nhiên là khoa công nghệ sinh vẫn chơi vui hơn lúc nghỉ giải lao cô nhìn thời gian chắc bây giờ tần mặt bắc đã lên lớp tự học rồi nhỉ cô ở lầu ba anh ở lầu năm đến giữa tiết thứ hai triệu an ca cảm thấy bản thân như thiếu sức sống vì thế bây giờ cũng đã đến lúc nạp năng lượng thôi cô đi ra phòng học đến cầu thang lên tầng năm phòng học của tần mặt bắc cô đã rất quen thuộc và cũng đến đây không ít lần lúc trước cô đều núp phía sau cửa sổ gần cửa ra vào trọng liếc mắt rồi mới rời đi có mấy lần cô còn bị hiểu lầm là giáo viên kiểm tra nhưng hôm nay cô không đứng núp sau cửa sổ trực tiếp cô đứng trước cửa lớp nhìn vào bên trong phòng học kỷ luật của lớp sư phạm không tốt bằng lớp công nghệ sinh học phía trước có một nhóm nữ sinh đang tụ năm tụ bảy đùa giỡn cắn hạt dưa tám chuyện có người cầm gương lên trang điểm có người đã sớm nhìn thấy cô lập tức có tiếng bàn tán xì si xầm còn ồn ào hơn mấy nam sinh trong lớp công nghệ sinh học triệu an ca nhìn ở phía dưới lớp học tầng mặt bắt đang đọc sách không hề chú ý đến động tĩnh ở chỗ này mãi cho đến khi triệu bân dùng cánh tay huýt anh một cái triệu an ca kìa tầng mặt bắt ngẩng đầu vô thức nhìn ra ngoài phía cửa sổ là chỗ cô hay núp ở đó cô còn nghĩ rằng anh không biết ngoài cửa sổ không có một ai tầng mặt bắt nhìn ra cửa trước đúng lúc này ánh mắt của anh và triệu an ca đối diện nhau trai eju an ca mỉm cười phất tay với anh triệu bân vẫy tay hô lớn bồ câu lớn mấy nữ sinh ở phía trước nghe thấy tiếng gọi của triệu bân lập tức thở phào nhẹ nhõm may quá không phải tìm hốt bòi cả lớp chỉ có một anh đẹp trai thế này thôi nếu như bị lớp công nghệ sinh học đào đi vậy thì mất mặt lắm nhưng chỉ giây tiếp theo đã làm các cô ấy phải tuyệt vọng tận mặt bắt đứng dậy đi thẳng ra cửa toàn bộ nữ sinh đều trừng mắt liếc nhìn triệu bân bỗng nhiên cảm thật nhận bản thân đã làm tăng giá trị thù hận làm triệu bân ngớ ra đây là ai chọc bọn họ vậy tận mặt bắt đi tới cửa hai người cùng đứng cạnh tường gần cửa lớp anh nhìn cô hỏi cậu tìm tôi sao triệu an ca gật gật đầu đưa một chai nước suối cho anh tớ mới mua đó ông chủ căng tin nói khuyến mãi mua một tặng một nếu tớ không lấy thì không cho tớ đi mà tớ lại không uống hết hai chai tần mặt bắt nhận chai nước suối nói vậy thì cảm ơn cậu rồi mặc dù lấy đại một lý do cùi bắp mua một tặng một như vậy nhưng cũng làm cho tần mặt bắt vui vẻ một đám nữ sinh đang nằm hóng chuyện bên cửa sổ lớp tất cả nhìn về phía hai người như hổ rình mồi ơ ờ, hay nữ sinh này chính là hoa khôi của khoa công nghệ sinh học đây mà thế này là muốn đào góc tường của bọn họ đúng không tức chết mà triệu an ca mỉm cười vẫy vẫy tay về phía cửa sổ ha ha thấy chưa anh trai này là bổn cô nương chấm rồi nhé tần mặt bắt cười cười cậu về học tiếp tục đọc sách đi chú ý đừng để mắt mệt mỏi đó triệu an ca nhìn vào anh nói bây giờ nghỉ giải lao nên tớ mới đến đây thôi mà có làm phiền cậu học bài không vậy nói xong còn duỗi tay ra sờ sờ lên mặt anh một cái chỗ này có mũi nè chiêu này là cô học anh đấy nhá cũng giống như lúc anh lau vết sơn màu không hề có trên mặt cô vậy. Tận mặt bắt mỉm cười, cảm ơn. Triệu An ca đi về phía cầu thang rồi hôn một cái lên bàn tay đã sờ lên mặt anh. Đúng là da mặt dày mà, hèn chết đi được. Tần mặt bắt về lại chỗ ngồi, đám nữ sinh nhìn về phía anh, nhưng quan trọng là các cô không dám hỏi nhiều. Tức chết, tức chết đi được, chỉ có thể trơ mắt nhìn khoa công nghệ sinh học đến tận lớp cậy góc tường mà thôi. Cuối cùng tất cả nữ sinh đồng lòng quyết định, phải bảo vệ hot boy của lớp đồng thời sẽ phản đòn theo đuổi cho được nam sinh đẹp trai nhất của khoa công nghệ sinh học để trả thù. Cũng từ ngày đó, Tần Mặt bắt phát hiện, mỗi tiết tự học buổi tối, không hiểu vì sao trên bàn học của anh luôn để sẵn một chai nước khoáng. Theo như lời lớp trưởng, đây là chi phí lớp bỏ ra để bảo vệ hốt boy của lớp, có tác dụng chặn đứng được sự làm phiền của mấy cô nàng mơ mộng muốn đưa nước cho hot boy lớp ta. Có thể nói chiến lược này tương đối nghiêm cẩn. Thứ bảy, sau khi triệu tiểu tinh ăn xong cơm trưa là bắt đầu nhắc tới nhắc lui, chiều nay thầy dạy đàn tới dạy học, chiều nay thầy sẽ đến dạy học, thời điểm không có ai bên cạnh, cậu lại lãi nhãi với triệu an ca rằng, chiều nay thầy sẽ đến cưới chị cậu rồi, chiều nay thầy sẽ đến chị đấy. Triệu an ca bị cậu lèm bèm đến mức đau cả đầu, cô vẫy tay nói, triệu tiểu tinh, em lại đây. Triệu tiểu tinh ông gấu bông hình con heo chạy tới, chị ơi, hôm nay chị mặc bộ màu đỏ đi, như vậy mới giống là chuẩn bị đám cưới chứ. Triệu An ca vỗ đầu một cái rồi nói, Triệu Tiểu Tinh, năm nay em mới có 7 tuổi thôi đó, phải hiểu chuyện chứ, đừng có học mấy bà mai trong tivi mà gán ghép bậy bạ. Bà. Triệu Tiểu Tinh ngẩng đầu lên nói, không có bậy đâu, là thầy em nói đó, thầy nói thầy muốn cưới chị mà. Triệu An ca lấy điện thoại ra nói, được, vậy đưa số điện thoại của thầy em cho chị đi, dám đùa dẫn lưu manh với bà à, mắng chết ông luôn. Triệu Tiểu Tinh chỉ chỉ xuống dưới lầu nói, em không có nhưng mẹ em có đó, chị hỏi mẹ em đi. Triệu An Ca vứt điện thoại lên giường nói, vậy bỏ đi, cô không muốn nói chuyện nhiều với gì. Lúc 3 giờ 40 chiều, Triệu An Ca thừa dịp Triệu Tiểu Tinh không để ý, cầm một hũ sơn chạy lên phòng dạy đàn trên thư phòng ở lầu 3. Phía trước đàn dương cầm có hai cái ghế, một cái ghế cao và một ghế thấp, cái ghế thấp chính là dành cho ông thầy lưu manh kia rồi. Mặt ghế màu đen, cô cầm lọ sơn màu đen ra, bôi một lớp thật dày lên ghế, trong vòng 30 phút là chắc chắn không kịp khô, sắp xếp hết mọi chuyện, Triệu An Ca quay trở về phòng ngủ của mình, lấy một túi sách dọn đồ rồi chuẩn bị ra khỏi cửa, rồi dặn dò với Triệu Tiểu Tinh. Triệu Tiểu Tinh, lát nữa em học đàn dương cầm thì nhớ ngồi cái ghế cao nhé, thầy em cao nên ngồi ghế nhỏ là được rồi. Triệu Tiểu Tinh gật gật đầu nói, biết à, em đâu có ngốc đâu, chị ơi, chị phải đi ra ngoài à. Triệu An Ca ừ rồi đáp, chị có hẹn đi dạo phố với bạn học. Triệu Tiểu Tinh ủ rũ rồi nhỏ giọng đáp, dạ, lại nói tiếp. Vậy chị đợi thêm một chút nữa rồi đi được không ạ? À? Chuyện là lần trước thầy em còn chưa gặp chị nữa. Triệu An ca nhéo nhéo mũi cậu nói, lần sau đi, lần này cô phải chạy nhanh mới được, dù sao cũng mới làm chuyện xấu, mặc dù là do ông thầy lưu manh tự tìm đến. Triệu An ca nhìn đồng hồ, còn 10 phút là 4 giờ, cô cầm túi sách trên sofa lên rồi chạy ụ ra ngoài. Tần mặt bắt đang trên đường đến nhà Triệu An ca, xa xa thấy một bóng người chạy ra ngoài như bị ma đuổi. Cô ở nhà gây họa gì rồi sao? chạy luống cuống thành như vậy vốn dĩ anh muốn gọi cô một tiếng nhưng lại sợ dọa đến cô nên không gọi nữa triệu an ca chạy ra một hướng khác bắt một chiếc xe taxi rồi nhanh chóng mất hút triệu tiểu tinh đã chờ sẵn ở ngoài cửa từ phía xa đã vẫy tay với tầng mặt bắt anh bước đến hỏi người chạy ra vừa rồi là chị em à triệu tiểu tinh gật gật đầu nói chị em rất xinh đúng không ạ à? tầng mặt bắt mỉm cười gật đầu đáp cực kỳ xinh đẹp triệu tiểu tinh kéo tay tầng mặt bắt đi vào biệt thự chào hỏi với mẹ cậu rồi hai người lên phòng đàn ở lầu ba hai cái ghế được sắp xếp rất gọn gàng ở phía trước đàn dương cầm tần mặt bắt bước tới nói với triệu tiểu tinh hôm nay chúng ta sẽ học những điều cơ bản trước nhé triệu tiểu tinh gật đầu nói thầy có thể đàn lại đoạn nhạc lần trước một lần nữa được không ạ à? là đoạn mà ngón tay nhanh như bay đó thầy nghe hay lắm luôn em muốn học cái đó đó tần mặt bắt mở đàn dương cầm ra nói phải học căn bản trước mới được học xong thì mới có thể đàn tốt được Thầy sẽ đánh lại một lần nữa cho em nghe." Triệu Tiểu Tinh đặt cái mông nhỏ lên chiếc ghế cao, còn tầng mặt bắt ngồi lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh. Vừa đánh xong đoạn nhạc, lúc anh chuẩn bị đứng dậy, cảm giác dưới mông dính dính thứ gì, cúi đầu xuống nhìn, phía trên mặt ghế đều mà sơn màu đen. Đứa nào phá phách thế hả? Triệu Tiểu Tinh vô tội giang hai tay ra nói, "Thầy ơi, không phải em làm đâu, em chỉ làm với mấy giáo viên trước kia thôi." rồi nói tiếp, "Đúng rồi, đó là do chị em dạy em đó." Tần mặt bắt nhớ đến dáng vẻ chạy trối chết lúc nãy của Triệu An ca ngoài cửa, thì ra là vậy, hôm nay anh mặc quần kaki, phía sau mông đều dính sơn đen. Triệu An ca đúng không, xem như cậu giỏi, tôi sẽ tính sổ với cậu sau. Triệu tiểu tinh vô cùng ấy nấy đứng sang một bên nói, hời ơi, chị em thật là, làm người ta không bớt lo mà, thầy ơi thầy đừng để bụng nha, thật ra con người của chị em tốt lắm, thầy đừng bỏ ý định cưới chị em nha tần mặt bắt lấy áo khoác cột ngang hồng che đi cái mông bị dính sơn đổi một cái ghế khác ngồi xuống em nói với chị em chuyện này à triệu tiểu tinh gật đầu nói chị em còn hỏi số điện thoại của thầy nữa đó tần mặt bắt cười cười xoa xoa đầu triệu tiểu tinh ngồi xuống đi bắt đầu học thôi hết giờ học tần mặt bắt xách cái ghế bị dính sơn vào nhà vệ sinh rửa sạch rồi nói với triệu tiểu tinh chuyện này đừng nói với ba mẹ em nhé triệu tiểu tinh gật đầu mạnh mẽ ói thầy ơi thầy thật tốt nếu không ba em sẽ mắng chị em rồi, còn mẹ em nữa, dù mẹ em không dám la chị nhưng mà mẹ sẽ bảo ba em mắng chị cho mà xem. Nói xong còn thở dài một tiếng, kết luận một câu, chị em đáng thương lắm luôn, tần mặt bắt không nói chuyện, trước khi rời đi còn giao bài để triệu tiểu tinh luyện tập ở nhà, nếu không hiểu có thể gọi điện thoại cho anh. Lúc ra đến cổng, triệu tiểu tinh bảo mẹ cậu vào nhà trước, còn mình thì kéo tay tần mặt bắt nhỏ giọng hỏi, thầy ơi, chị em, chị ấy, chị ấy thầy vẫn giữ ý định cưới chị đúng không ạ? À? Tần mặt bắt xoa xoa đầu cậu nói, cưới chứ, em chuyển lời giúp thầy, nói rằng, quần thì không cần đền, viết bản kiểm điểm là được. Triệu Tiểu Tinh gật gật đầu nói, dạ, phạm lỗi thì phải dũng cảm nhận lỗi, chị em đã dạy em như vậy. Tần mặt bắt mỉm cười, rời khỏi Triệu Gia. Trước bữa tối, Triệu An Ca mới về nhà, nhưng bất ngờ chính là, ba và dì gần như không biết chuyện cô đã chỉnh thầy dạy đàn của Triệu Tiểu Tinh dì còn vô cùng nhiệt tình gọi cô qua ăn cơm, chẳng lẽ hôm hay ông thầy đó đứng dậy học à, không ngồi ghế sao, cô chạy lên lầu ba, sờ sờ lên chiếc ghế cô đã bôi sơn lên, rất sạch sẽ. Triệu Tiểu Tinh chạy tới, kéo tay Triệu An Ca, đóng cửa lại rồi nhẹ giọng nói, chị, thầy em nói, không cần chị đền quần mới đâu, bảo chị phải viết bản kiểm điểm là được. Triệu An Ca ngồi xuống ghế, viết kiểm điểm cái gì, không viết, là hắn ta đùa dẫn lưu manh trước mà triệu tiểu tinh ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp chị không phải chị đã từng nói phạm lỗi thì phải dũng cảm nhận lỗi sao triệu an ca mở miệng muốn nói gì đó nhưng không nói được cuối cùng cắn răng gật đầu viết vì giáo dục trẻ em triệu an ca hỏi em có nói với mẹ em chuyện này không triệu tiểu tinh lắc lắc đầu nói không có thầy dặn em không được cho với ba và mẹ em biết triệu an ca mỉm cười ông thầy này thật thú vị còn quan tâm đến chị gái của học trò như vậy xem ra tà tâm chưa chết nhỉ lão lưu manh quả nhiên sau đó triệu tiểu tinh nói tiếp chị chị yên tâm đi mặc dù chị phạm lỗi nhưng thầy em nói thầy vẫn sẽ cưới chị triệu an ca nhặt tờ giấy trên bàn lên viết một dòng chữ đặt vào một bìa thư đưa cho triệu tiểu tinh bản kiểm điểm viết xong rồi buổi học lần sau đưa cho thầy em rồi nói thầy em họ tần đúng không triệu tiểu tinh gật gật đầu triệu an ca viết lên bìa thư thầy tần nhận ông thầy này cũng là họ tần đều là họ tần nhưng không giống như tần mặt bắc vẫn là nam thần tốt nhất nam thần cấm dục thuần khiết nhất tỏa sáng rực rỡ tần mặt bắc về nhà thay quần bị dính sơn ra giặt một chậu nước toàn sơn màu đen giặt một lúc lâu mới sạch được triệu an ca đúng không giỏi thật sau khi giặt quần xong điện thoại tần mặt bắc vang lên cuộc gọi từ một số máy lạ theo bản năng anh bấm tắt từ sau khi nhà phá sản anh hiếm khi nhận điện thoại từ số lạ không phải là hối thúc trả nợ thì tám phần là người đòi nợ mướn. Điện thoại lại reo lên lần thứ hai, vẫn là số điện thoại đó. Tần mặt bắt cầm điện thoại đi ra ngoài ban công, bấm máy nhận cuộc gọi. Người gọi điện thoại không phải đòi nợ mà là Lâm Tiểu Nhã. Cô ta lấy được số điện thoại của anh thông qua trung tâm gia sư trên danh thiếp mà tần mặt đánh đã đánh rơi trên mặt đất lần trước. Anh Tiểu Bắc, là em ạ. À. Tần mặt bắt cầm điện thoại ừ một tiếng. Lâm Tiểu Nhã nói tiếp, anh Tiểu Bắc, anh có thời gian không ạ, à? chúng ta có thể tâm sự được không anh? Tần mặt bắt đáp, gần đây rất bận, nếu không có chuyện gì thì cúp máy. Lâm Tiểu Nhã nghe anh muốn cúp điện thoại, vội nói, em sẽ không nói với ba em đâu. Tần mặt bắt thở dài nói, Tiểu Nhã, quên tôi đi. Nói xong liền cúp điện thoại, anh vẫn luôn biết Lâm Tiểu Nhã thích mình, từ lúc còn nhỏ đã lẻo đẻo theo anh. Nhưng đối với cô, anh không có loại tình cảm này, nhiều nhất cũng chỉ là tình bạn, sau khi nhà anh phá sản đối với cô thì tốt nhất tình bạn cũng không nên có. Lâm Tiểu Nhã cũng không tiếp tục gọi điện thoại, biết anh không thích, anh Tiểu Bắc không muốn nói chuyện, cô không muốn làm gì thêm. Tối hôm đó, Lâm Quân Tương liền biết chuyện này, ông ấn tắt điếu thuốc, con gái của ông và Tần Mặt Bắc, tuyệt đối không thể ở bên nhau. Thằng nhóc đó lại còn có lòng dạ nhận điện thoại con gái, xem ra là chưa đủ bận, vậy ông sẽ làm cho nó bận rộn. Ông gửi một khoản tiền cho Lưu Cương, bảo hắn ta mỗi ngày canh giữ gần trường đại học kỹ thuật, chỉ cần thấy Tần mặt Bắc là đánh, miễn không chết không tàn thì đánh thế nào đều được. Thứ hai đi học, từ xa xa Triệu Bân nhìn thấy Lưu Cương lang thang cổng trường, cậy gọi điện thoại cho Tần mặt Bắc, bảo anh đi vào bằng cổng sau. Hôm nay Triệu An Ca đi trễ, bảo tài xế chở cô đến trường. Vừa bước xuống liền thấy Lưu Cường dẫn theo hai đàn em ngồi chồng hổm ở cửa hàng ăn vặt cạnh cổng trường. Sau khi cho tài xế về nhà, cô bước qua chỗ Lưu Cường, ngồi xổng xuống bên cạnh hắn ta nói anh bạn tôi nói này mỗi ngày ông anh chạy đến đây không mệt à lưu cương nhìn cô rồi nói không liên quan đến mày đừng nhúng tay vào lần trước mày gọi mấy ông bảo vệ đúng không nếu làm tiếp thì cả mày tao cũng đánh triệu an ca nâng cầm nói tần mặt bắt cũng đâu nói không trả nợ đâu vả lại có phải thiếu tiền ông anh đâu mà ông anh là đòi nợ thuê thì có lòng nhắc nhở là được rồi người ta cũng đâu nói là quyệt luôn đâu lưu cương phun nước bọt một bên nói tao là lấy lại công bằng cho em gái tao em tao là do nó hại chết triệu an ca nói vậy sao ông anh không báo cảnh sát nếu sự thật là em gái ông anh bị cậu ấy hại thì cảnh sát đâu có để yên ông anh phải có niềm tin chứ xã hội chúng ta là pháp trị mà lại nói tiếp xã hội pháp trị là không được đánh nhau ngoài đường đâu lưu cương cười lạnh một tiếng nói nói thêm một câu nữa tao chém chết mày tin không triệu an ca đứng lên nói tin Nói xong cô đứng dậy đi thẳng đến phòng bảo vệ. "Ơ ờ, hay, con quỷ nhỏ này lại muốn đi gọi cứu binh nữa à?" Lưu Cương lập tức đứng lên núp sau lưng một người đứng bên đường. Lúc Triệu An ca ngồi trên xe đã gọi điện thoại thông báo cho Tần mặt Bắc, biết anh đã ở trong trường học, cô chạy lại kể cho chú bảo vệ rằng, cô thấy có ba tên côn đồ chặn đường sinh viên đòi thu phí bảo kê ở ngoài cổng trường. Vì từng có mấy lần nói chuyện với nhau nên bảo vệ đều biết cô, "Cô gái nhỏ à, cháu không bị gì chứ?" triệu an ca khoác tay nói không sao hết ạ à, chỉ là mấy người kia không phải người tốt bảo vệ vừa ghi chú lên màn hình máy tính vừa nói đùa cháu thôi mau vào học đi sắp đến giờ rồi triệu an ca cũng nói mấy câu cảm ơn rồi mới bước đi cô đã nhờ quách tuyên tuyên lấy sách vở giúp mình nên chỉ cần đi thẳng lên lớp học lúc này là giờ lên lớp sinh viên năm nhất chen chúc nhau đi lên cầu thang vừa ồn ào in ỏi như lính trốn trại triệu an ca suy nghĩ vẫn có phần khó hiểu lúc nãy lưu cương nói hắn có thù với tần mặt bắc nói cậu ấy hại chết em gái hắn nhưng lại không nói rõ hại chết như thế nào vấn đề này cần phải hỏi tần mặt bắc những lời kia của lưu cương đều là trắm thối không đáng tin triệu an ca gửi tin nhắn cho tần mặt bắc cùng đi nhà ăn ăn cơm trưa nhá tần mặt bắc trả lời được triệu an ca hơi khá bất ngờ từ lúc lên đại học thái độ của anh đối với cô tốt hơn nhiều so với hồi còn trung học chẳng lẽ anh đột nhiên phát hiện bản thân đã yêu cô đến mức hết thuốc chữa rồi triệu an ca ngẫm nghĩ mà cười khoái trá kết thúc tiết học buổi sáng quách tuyên tuyên đẩy cánh tay cô nói đi thôi xuống càng quét nhà ăn nào triệu an ca cười cười ông sách giáo khoa nói trưa nay tớ có hẹn rồi quách tuyên tuyên vừa dọn sách vừa lềm bềm vậy thì cùng đi căng tin cũng được tới cửa là tớ giả bộ không quen biết cậu không làm bóng đèn đâu mà lo hai người kéo nhau cùng đi về phía nhà ăn đến cửa nhà ăn từ phía đằng xa đã nhìn thấy tần mặt bắc và triệu bân đứng chờ cô triệu an ca chạy tới nhìn triệu bân nói cậu ngài có muốn đến quán cà phê ngoài cổng hay quán nét không ạ à? triệu bân khoác tay nói được rồi được rồi đã biết tôi tự động biến chỗ khác là được chứ gì triệu an ca cười cười nói từ từ rồi biến đúng lúc tớ có bạn cùng phòng cũng cô đơn nhị tuyên ơi quách tuyên tuyên bước đến cùng đi ăn cơm với triệu bân cũng không cần cô giới thiệu mình tần mặt bắc mỉm cười đi thôi Hai người chọn món ăn xong, Triệu An Ca tìm chỗ ngồi gần góc nhà ăn, vẫn chưa đến giờ tan lớp nên nhà ăn không đông lắm. Tần mặt bắt dùng đủ lượt bỏ phần da cá, gấp cho cô một miếng thịt không xương đưa cho cô, rồi nói, muốn nói chuyện với tôi à. Triệu An Ca gấp miếng cá lên ăn rồi nói, món cá nướng hôm nay không tệ, cô hơi suy nghĩ một chút nói, sáng nay, tớ gặp Lưu Cương ngoài cổng, hắn còn dẫn theo hai tên đàn em nữa. Tần mặt bắt ngẩng đầu lên nhìn cô nói, lần sau gặp hắn, cậu phải tránh đi nếu không được thì gọi điện thoại cho tôi triệu an ca khẩy khẩy chén cơm nhỏ giọng nói lưu cương còn nói em gái của hắn tần mặt bắt nói hắn ta nói là do tôi hại chết đúng không triệu an ca gật gật đầu nói cho nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại nói thêm nếu như cậu không muốn kể thì xem như tớ chưa từng hỏi là được tần mặt bắt lại gấp tiếp một miếng thịt bò cho cô nói không có gì để khó nói cả dừng lại một chút rồi anh mới kể đại khái là ba năm trước lúc nhà tôi còn chưa xảy ra chuyện em gái của lưu cường là lưu thiến có gửi thư tình cho tôi triệu an ca ừ rồi tập trung nghe anh nói tiếp tần mặt bắt tiếp tục nói tôi không xem cầm về nhà rồi vứt ngày hôm sau cô ấy nhảy lầu nghe nói là có để lại di thư tôi chưa từng thấy qua nhưng cũng bắt đầu từ đó lưu cương luôn bám riết không tha triệu an ca ngẩng đầu lên nói là vì bị từ chối nên suy nghĩ không thông liền nhảy lầu Vậy thì tố chất tâm lý của cô ấy không vững chắc rồi, vậy tính như cô ấy, chắc tớ phải nhảy lầu cả ngàn lần à. Tần mặt bắt nói tiếp, sự tình có lẽ không đơn giản như vậy, tôi chưa từng nhìn thấy bức di thư kia, cũng chưa từng thấy chữ viết của Lưu Thiến. Về sau chưa kịp làm rõ mọi chuyện thì nhà tôi xảy ra chuyện, nên cũng không có sức lực mà điều tra lại chuyện đó. Triệu An ca ừ một tiếng, bên trong chuyện này chắc có hiểu lầm gì không? Nếu như chỉ vì bị con trai từ chối mà nhảy lầu, đúng là không thể hiểu được tần mặt bắt gấp một cục thịt viên trong tô canh cho triệu an ca rồi nói chuyện này cậu đừng quan tâm sau này thấy lưu cường thì tránh chỗ khác là được triệu an ca cắn cục thịt viên ừ nói tần mặt bắt cho dù cô ấy vì thể chịu đựng được sự từ chối của cậu mà nhảy lầu tự tử thì đó không phải lỗi của cậu thế gian này không có đạo lý nào là cô yêu tôi thì bắt buộc tôi cũng phải yêu lại cô cả tần mặt bắt cười cười nói cảm ơn cậu triệu an ca ngẩng đầu lên mỉm cười rồi nói cảm ơn tớ cho dù bị cậu từ chối nhiều lần như thế, mà không nhảy lầu à. Tần mặt bắt im lặng không cười cũng không nói chuyện. Để làm dịu bầu không khí, Triệu An ca chuyển đề tài. Cô vừa gấp một miếng sườn trên dĩa cho tần mặt bắt vừa nói, để tớ kể cho cậu cho chuyện hai này. Tần mặt bắt nếm miếng sườn hỏi, chuyện gì mà hai? Triệu An ca buông đổ xuống, cười ha ha hai tiếng rồi nói, thầy giáo dạy đàn của Triệu Tiểu Tinh bị tớ chỉnh, cả cái mông đều dính sơn. Nói cho cậu biết nhá, ông già đó lưu manh lắm cậu nói xem người bình thường thì ai mà nói với học sinh của mình là muốn lấy chị của người ta đúng không tần mặt vắt đang uống canh thiếu chút nữa phục ra tần mặt bắt không có tiết học vào buổi chiều sau khi ăn cơm trưa xong liền chuẩn bị về nhà vẽ tranh triệu an ca có chút lo lắng hỏi anh trong khoảng thời gian này có thể dọn về trường ở được không tần mặt bắt mỉm cười lắc đầu nói không sao đâu vả lại trọ ở ngoài thì tiện vẽ tranh hơn tôi còn có hai công việc gia sư phải làm nữa Triệu An ca hỏi, gia sư à, cậu dạy kèm vẽ tranh nữa sao? Tần mặt bắt ngẫm nghĩ rồi nói, bí mật, anh không thể tưởng tượng được nếu như anh nói với cô, ông thầy lưu manh bị cô chỉnh đốn kia chính là anh, thì cô sẽ phản ứng như thế nào? Tần mặt bắt không muốn dây dưa nhiều với lưu cương, nên vẫn đi về nhà bằng cổng sau, anh vẫn chưa chọn được bức tranh để chuẩn bị tham gia cuộc thi vẽ lần này, tiền thưởng là 8 vạn tệ, nhất định anh phải cố gắng hết mình. Triệu Bân gọi điện thoại báo cậu ăn cơm xong nên ra ngoài đi dạo với cô gái nhỏ rồi, hơn nữa hai người sẽ đi chơi cho đến khi lên lớp tự học buổi tối, học xong mới về nhà. Tần mặt bắt cười cười, cúp điện thoại, anh đặt giá vẽ ở ban công, chọn một góc độ tốt để ngồi, ánh sáng ngoài cửa sổ rất tốt, mặt trời đã hơi ngã về tây, từng tia sáng màu vàng nhạt ấm áp mềm mại xuyên qua ô cửa kính chiếu vào bên trong, rất ấm áp, rất thoải mái và cũng rất yên tĩnh, loại cảm giác này đã rất lâu rồi anh chưa có được anh ngồi trước bàn vẽ pha màu nhưng mãi vẫn chưa thể hạ bút được chung quy vẫn cảm thấy như thiếu cái gì đó sức sống khung cảnh này bị thiếu đi một phần sức sống tầng mặt bắt thử đặt một bể cá hình tròn lên cửa sổ ánh trời chiếu xuyên qua bể cá những viên đá nhiều màu sắc phía dưới bể cá tỏa sáng rực rỡ hai chú cá vàng nhỏ bơi qua bơi lại anh cầm bút lên và bắt đầu vẽ cho đến khi mặt trời xuống núi Lúc này ánh sáng không còn thích hợp để vẽ tranh thì anh mới dừng bút, nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ tự học buổi tối, anh cầm hai quyển sách đi về phía trường học. Mấy người lưu cương không còn ở cổng trường, cũng không biết đã đi đâu, có thể là bị bảo vệ đuổi đi chỗ khác. Kết thúc giờ tự học, tần mặt bắt chuẩn bị bước ra khỏi tòa nhà giảng đường thì bị ai đó gọi lại. Mấy nữ sinh lớp sư phạm ở phía sau đều nhìn thấy, người muốn bứng gốc cây đẹp của lớp ngày hôm nay là hoa hậu giảng đường Trương Lệ Dĩnh cô ta cũng là một kình địch. Trương Lệ Dĩnh bước tới, Tần Mặt Bắc, Tần Mặt Bắc dừng bước lại hỏi, có việc, Trương Lệ Dĩnh đáp, từng vừa nói vừa bước lại gần, mấy cô nàng đội nữ hiệp bảo vệ hốt boy lớp sư phạm cũng đi theo ở phía sau. Trương Lệ Dĩnh vừa đi vừa nói chuyện, cậu có thời gian dạy tớ vẽ tranh được không? Tớ thích vẽ tranh lắm, không đợi Tần Mặt bắt nói chuyện, các cô gái đội nữ hiệp bảo vệ hốt boy lập tức vây quanh lại, trong đó có một cô nàng miệng lưỡi lời hại nhất nói, tầng mặt bắc của lớp chúng tôi ấy là lớp phó, mỗi ngày đều rất bận, cậu muốn học vẽ tranh đúng không? Này, tiểu Mỹ, cậu cũng biết vẽ tranh đúng không? Lúc học mẫu giáo từng lãnh thưởng nữa đó, còn đại bảo nữa nè, ơ, ờ, đại bảo, lại đây trao đổi với hoa hậu giảng đường này. Trương Lệ Dĩnh nhanh chóng bị mấy hộ hoa sứ giả vây quanh, tầng mặt bắc cúi đầu cười cười rồi bước đi về phía trước, đi chưa được mấy bước, có người gọi tên anh ở phía sau lưng, tầng mặt bắc, anh lại rất thích giọng nói lần này. Tần mặt bắt quay đầu lại mỉm cười với Triệu An Ca, Triệu An Ca. Triệu An Ca bước tới, đứng cạnh anh rồi nói, trùng hợp ghê, vừa ra khỏi lớp là gặp cậu liền luôn. Tần mặt bắt đưa tay ra, Triệu An Ca ngớ người, lập tức cũng đưa tay mình ra, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay anh. Đột nhiên được nắm tay thế này, không chỉ riêng Triệu An Ca bất ngờ, mà một đám nữ sinh ở phía sau cũng đang giật mình. Tần mặt bắt khẽ cười nói, sách, tôi cầm sách giúp cậu, thì ra là muốn cầm sách cho cô à, không phải muốn nắm tay, nhưng mà hiểu lầm vậy cũng tốt, ngay cả hoa hậu giảng đường đứng ở phía sau cũng cầm nín khi thấy cảnh này. Triệu An ca cong ngón trỏ lên cào nhẹ vào lòng bàn tay tầng mặt bắt rồi mới chịu buông ra, sau đó cô đưa sách cho tầng mặt bắt cầm, vừa nói, cảm ơn cậu, thực tế thì trọng lượng của mấy quyển sách chẳng nhầm nhò gì so với cô, một thùng lớn thức ăn cho heo cô sách lên cũng không tốn sức mấy cơ mà, nhưng mà cô rất vui, cảm giác được người khác chăm khóc khiến tâm tình cô rất sung sướng đặc biệt người khác đó lại là anh. Tần mặt bắt nói tiếp, không phải cậu nói muốn học vẽ tranh sao, đi theo tôi. Triệu An ca hỏi lại, học ở đâu cơ? Tần mặt bắt nghiêng mặt qua nhìn cô mỉm cười, đương nhiên là, nhà của tôi. Triệu An ca quay đầu lại nhìn của Trương Lệ Dĩnh được mặt ra, vô cùng khoái trá vẫy tay chào với cô ta, tạm biệt nhé, hoa hậu giảng đường. Rồi nói thêm, chào các bạn của tần mặt bắt nhé, cảm ơn các bạn nhiều. Vẽ mặt cả đội nữ hiệp bảo vệ hốt boi ngẩn ra, Ai muốn cô cảm ơn hả, này này mau thả hốt boy lại cho tụi tôi đi chớ. Triệu An ca lắc lư đi sát bên cạnh tầng mặt bắc, hai người cùng nhau đi về phía cổng trường. Lúc đến cổng trường, Triệu An ca vẫn còn đơn người không thể tin rằng tầng mặt bắc chủ động hẹn cô về nhà anh, đây là lần đầu tiên đấy nhá. Ôi, ôi lần đầu tiên, hầu hết tất cả những câu chuyện tình yêu đẹp nhất đều là bắt đầu từ lần đầu tiên đó. Triệu An ca lấy điện thoại ra, lắc lắc nói, tớ gọi điện thoại cái. Tần mặt bắt ừ rồi đứng chờ cô ở bên đường. Triệu An ca lặng lẽ gọi điện cho Triệu Bân, tốt quá, Triệu Bân nói cậu đang đi dạo ở ngoài, hơn một tiếng rưỡi nữa mới về, lại còn nói nếu có về cũng sẽ gọi điện thông báo trước, cô muốn làm cái gì thì có thể yên tâm là hành sự đi, cuối cùng còn ra vẻ mình sẽ là hậu phương vững chắc cho cô. Nói chuyện xong, Triệu An ca đi đến chỗ Tần mặt bắt nói, Triệu Bân không ở nhà, cậu xác định muốn tớ đến à, dừng lại một rồi nói thêm, hay là vì lúc nãy, thật ra là cậu muốn tránh né trương lệ dĩnh nên mới hẹn tớ đến nhà cậu tần mặt bắt nhìn cô nói cậu suy nghĩ nhiều rồi hai người cùng sánh vai đi về phía trước không bao lâu sau đã đến nhà anh quả nhiên trong nhà không có người tần mặt bắt mở đèn đổi giày lấy một đôi dép lê màu hồng nhạt từ trong tủ ra đưa cho triệu an ca nói tôi mua nhầm số nhỏ không mang được cậu đi thử vừa không triệu an ca cởi giày mang thử vừa như in cô mỉm cười nói đây là cậu mua cho tớ đúng không còn không rõ ràng sao, kẻ sọc màu hồng nhạt, kích cỡ lại vừa đúng số chân của cô. Tần mặt bắt vào toilet rửa tay, hỏi, cậu đói bụng chưa, làm cái ấy cho cậu ăn, cảm thấy không ổn nên sửa lại, ấy là tôi làm mị cho cậu ăn. Triệu An ca khoát tay nói, không cần đâu, cậu đừng làm, tớ không đói, lại nói thêm, không phải cậu muốn dạy tớ vẽ tranh à, bàn vẽ đâu. Tần mặt bắt dẫn cô ra ban công, trên bàn vẽ có một bức tranh được anh vẽ một nửa vào buổi chiều, anh dời bàn vẽ qua một bên, sát bên cửa sổ, hướng nhìn ra bên ngoài, giống như lần trước. Triệu An ca ghé vào bên cạnh anh, nhẹ giọng hỏi, không phải cậu nói dậy tớ vẽ tranh sao, có chuyện gì xảy ra vậy, tớ có thể giúp gì cho cậu không? Tần mặt bắt nghiêng mặt qua, nhìn cô nói, cậu giống tôi ngồi ở đó là được, 40 phút nữa, tôi sẽ đưa cậu về. Triệu An ca nhìn anh, cô vẫn biết trên người anh có gánh nặng, nhưng cô chưa hề nghe anh kêu ca than khổ, cho dù là khi mệt mỏi nhất, cô không nói nữa, lặng lẽ ngồi cạnh bên anh. Tần mặt bắt ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, ánh trăng đã treo lên cao trên bầu trời đêm, bị vần mây che khuất một nửa. Nơi bị che khuất tỏa ra ánh sáng nhu hòa giống như được phủ một vải vang mỏng, những ngôi sao rải rác tỏa sáng ở xung quanh. Anh nghiêng mặt qua, nhìn cô. Nửa người cô và một bên mặt chìm trong bóng tối, còn một nửa còn lại sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Cầm cô hơi nâng lên, cổ thon dài, đường cong xương quai xanh mềm mại nhưng sâu thẳm, làm chấn động lòng người tần mặt bắt nhìn đến mức hơi ngây người, anh xoay người lại bàn vẽ rồi bỏ bức tranh được vẽ một nửa kia xuống, lấy một tờ giấy mới cài lên. Anh điều chỉnh góc độ, chuẩn bị cọ màu, ngay cả bản thảo cũng không vẽ, trực tiếp cầm cọ lên. Đây là lần đầu tiên, anh vẽ tranh màu tối. Triệu An Ca vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, không dám nhúc nhích, sợ mình động đậy sẽ quấy nhiễu linh cảm của anh. Bức tranh này tần mặt bắt vẽ rất nhanh, bình thường khi vẽ tranh phong cảnh thời gian cần ít nhất là nửa ngày, nhưng bức tranh này, anh thực hiện một ít kỹ thuật hư thực hơn nửa trạng thái tinh thần tốt nên chỉ mất hơn nửa giờ ánh sáng và bóng tối thế giới của anh đã rất lâu không có mặt trời mà cô cô còn rực rỡ hơn ánh mặt trời còn động lòng người hơn cả ánh trăng anh đứng dậy đi về phía người mẫu của mình cô vẫn giữ nguyên tư thế thậm chí cũng không dám chớp mắt cô nhìn anh bước tới thấy anh khẽ cúi đầu cô nhìn đôi môi anh càng lúc càng gần cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả vào tai mình cuối cùng hôn lên môi cô. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như đứng yên, chỉ còn lại nụ hôn của anh, từng chút từng chút chạm vào môi cô, cuối cùng biến thành cuồng phong bão tác, càng quét hơi thở cô, cướp đi tất cả tâm trí cô. Nụ hôn rất dài, dường như muốn muốn bù đắp cho những thiếu hụt trước đây. Dưới ánh trăng, cô hơi nhón chân, hai tay ông cổ anh, cả người cô bởi vì khẩn trương mà khẽ run rẩy, trong lòng bàn tay cũng chảy mồ hôi. Cô chưa bao giờ biết, nụ hôn của anh là như vậy, ngọt ngào như vậy, lại mãnh liệt đến vậy, hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của cô. Không biết qua bao lâu, anh rốt cuộc buông thả cô ra, đến lúc này đã không thể quay trở lại như trước được nữa. Anh nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng và khẩn trương của cô. Anh hơi nghiêng mặt đi, nhìn đến căn phòng thuê không đến 60 mét vuông, lớp sơn loang lỗ trên tường, sàn gỗ cũ kỹ giống như có thể bị nứt ra bất cứ lúc nào. Lúc này suy nghĩ của anh đã bị thực tế đánh bại, tất cả sự tốt đẹp vừa trải qua Giống như hoa trong gương, trăng trong nước, một cục đá nhỏ cũng có thể đánh nát, anh hơi ảo não, vì sao khi nãy không thể khống chế được bản thân, anh như thế này, có thể mang cho cô được gì chứ? Anh nhìn cô được bao phủ dưới ánh sáng của đèn và trăng, nếu như có thể quay ngược lại thời gian, anh cũng không thể xác định được bản thân có thể kiềm chế được mà không hôn cô hay không. Cô nâng tay lên sờ sờ khuôn mặt anh, cô hiểu tình trạng khó khăn của anh, cũng hiểu được nỗi băn khoăn của anh, chỉ có duy nhất một điều cô không thể xác định là anh có thích cô hay không? Giả như anh nói một câu, thật ra anh thích cô thì cô sẽ lại hôn lên môi anh. Giả như anh nói một câu, vừa rồi chỉ là nhất thời xúc động, cô vẫn sẽ lại hôn anh, dù sao thì anh cũng chỉ xúc động một lần thôi. Có tiện nghi mà không chiếm, đó mới là đứa ngu. Không đợi cô mở miệng hỏi, anh đã lên tiếng trước. Anh nhìn vào mắt cô nói, "Triệu An ca." Nghe được tiếng anh gọi tên cô, vốn dĩ cô không lo sợ điều gì vậy mà đột nhiên tim đập khẩn trương cô hơi nghiêng mặt lên nói, em đây, anh hơi cúi đầu, lại gần bên tai cô, nhẹ giọng nói, em rất ngon, khuôn mặt của cô ngay lập tức nóng bừng, so với cà chua còn đỏ hơn, rõ ràng lúc cô theo đuổi anh, da mặt cũng không có mỏng như vậy, nhưng đến bây giờ, chỉ thế thôi cũng có thể đỏ mặt, anh tiếp tục nói, anh còn nợ người ta 815 vạn, cô nhìn anh nói, anh biết là em không quan tâm cái này mà, anh buông cánh tay cô ra nói, anh để ý dừng lại một chút nói, nhưng mà không cần lo lắng, anh sẽ cố gắng kiếm tiền, sẽ nhanh chóng trả hết. Bỗng nhiên cô hơi sốt ruột, cô hỏi, vậy anh muốn trả hết nợ, mới đồng ý ở bên em sao? Anh vươn tay ra búng nhẹ lên trán cô, sẽ không lâu đâu. Triệu An ca sờ sờ lên chỗ bị anh búng, em gấp, nói xong ông eo anh, em gấp chết mất. Tần mặt bắt vỗ vỗ cánh tay cô nói, chặt quá, thả ra một chút. Triệu An ca vùi đầu ủi ủi vào trong ngực anh, nói, em không thả, lại nói tiếp, vừa rồi anh hôn em, đó là nụ hôn đầu của em anh phải chịu trách nhiệm, con người em rất chung thủy, nụ hôn đầu, đêm đầu tiên và kết hôn chỉ được là một người thôi. Cuối cùng cô tổng kết lại một câu, tần mặt bắc, em chỉ ăn và anh, ăn và cả đời anh thôi. Tần mặt bắc không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cô. Triệu An ca ngẩng đầu lên hói, anh, đã hôn nhiều con gái rồi sao? Tần mặt bắc không nghĩ tới cô sẽ hỏi như vậy, sững sờ một chút rồi đáp, chỉ có em thôi. Triệu An ca nhìn anh nói, sao anh có thể hôn giỏi như vậy chứ, em bị nghiện luôn rồi. Tần mặt bắt cười cười, đây là khẳng định về kỹ thuật của anh đúng không, là một người đàn ông, được một người phụ nữ khen ngợi như vậy, cho dù ai cũng cảm giác thành tựu. Cuối cùng, cô nhẹ giọng hỏi, tần mặt bắt, anh, thích em đúng không, đúng lúc này, chuông điện thoại của Triệu An ca reo lên. Nhìn thời gian thì tám phần của Triệu Bân đã về, nên cậu gọi báo cô biết trước, cô bắt máy, quả nhiên là Triệu Bân, alo, bồ câu lớn à, cậu làm xong chưa, tôi ở dưới lầu rồi. Triệu An Ca nhìn Tần Mặt Bắc nói, cậu đi lên đi, cúp điện thoại. Triệu An Ca bước đến trước mặt Tần Mặt Bắc, cô hơi nhón chân, ông cổ anh, hôn một cái thật sâu lên môi anh nói, Tần Mặt Bắc, em chờ anh. Nói xong liền xoay người, cầm sách trên bàn trà, thay dậy rồi ra khỏi cửa. Tần Mặt Bắc đứng trên ban công, nhìn bóng lưng cô dần biến mất trên con đường nhỏ ở lối vào tiểu khi, vừa rồi, vẫn là quá bốc đồng, anh nên kiềm chế lại một chút đều đã kìm nén lâu như vậy, vì sao đêm nay không thể giữ vững lập trường chứ? Anh sờ sờ lên môi bị cô hôn, khẽ mỉm cười. Triệu bân vào cửa, nhìn khắp mơi trong phòng, tất cả đều sạch sẽ, hoàn toàn không phát hiện dấu vết nào đáng nghi. Cậu đi ra ban công, đưa cho tần mặt bắt một điếu thuốc. Tạo nói này, không phải chứ, anh bắt, cô nằm quả nữ vậy mà không phát sinh chuyện gì sao? Tần mặt bắt nhã điếu thuốc ra nói, nghĩ ai cũng giống như mày à. Triệu bân nhìn ra bên ngoài cửa sổ nói, Tao cảm thấy được, mày cũng thích cô ấy, vì sao không thể bên nhau chứ, đừng nói với tao là vì chuyện trong nhà mày, bồ câu lớn đều không để ý mà, tần mặt bắt trầm tư rồi đáp, tao không thể không để ý, Triệu Bân hút điếu thuốc nói, tao nói này, mày là tự tìm ngược đúng không, đợi đến khi cậu ấy thích người khác rồi, tao xem mày sẽ làm gì, xem mày có thể bình tĩnh được nữa không, tần mặt bắt khẩy gạt tàn thuốc, nói. Cô ấy dám, nói xong nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước kia anh chưa bao giờ tự thừa nhận rằng thật ra anh có dục vọng chiếm hữu đối với cô. Triệu Bân ấn tắt điếu thuốc rồi đi vào phòng khách, vừa nói, con người của bồ câu lớn rất trốt, dáng vẻ xinh đẹp, lại còn biết nuôi heo. Nếu như một ngày nào đi tụi bay gặp khó khăn, thì cũng có thể về quê nuôi heo, đi đâu cũng không sợ chết đói. Tần mặt bắt bước đến, nhìn cậu ta nói, Triệu An ca cho mày bao nhiêu tiền hả? Triệu Bân cười cười, tao chuẩn bị theo đuổi em gái cùng phòng với cậu ấy, à, đúng rồi, lúc nãy tao gặp lưu cương ở cổng sau trường lần sau mày nhớ cẩn thận đấy tần mặt bắt gật đầu nói được biết rồi anh vẫn luôn biết lưu cương có người chỉ điểm sau lưng người này giống như bàn tay vô hình bất kể anh đi đến nơi nào gần như cũng không thể thoát khỏi bàn tay của hắn anh không biết người này là ai có thể một trong số chủ nợ cũng có thể là một trong số bạn bè của ba anh cũng không chừng hắn ta còn đáng sợ nhất còn hơn cả lưu cương triệu an ca đi về phía trường học lúc đi ngang qua khu phố ăn vặt trước cổng trường gặp hội trưởng câu lạc bộ hội họa là hứa thanh và bạn của anh ta đang ăn đồ nướng có cả nam lẫn nữ hứa thanh gọi cô triệu an ca ơi triệu an ca triệu an ca ước chừng phải gọi cô ba tiếng thì cô mới phản ứng lại ơ ờ, hứa thanh anh ăn đồ nướng à hứa thanh đi tới hỏi sao thế hồn vía em cứ như lên mây ấy triệu an ca ông sách nói không có gì ạ à, trạng thái của cô lúc này thật sự không giống lúc bình thường cả một quãng đường cô đều suy nghĩ về nụ hôn kia của tần mặt bắc hứa thanh nói với cô đi thôi anh gọi nhiều lắm ăn không hết nổi mùi thơm của thịt nướng bay qua quả thật cô hơi đói bụng dù sao hôn môi cũng tốn khá nhiều calo rồi cô nhìn qua mấy lon qua trên bàn vì thế cùng ngồi xuống với hứa thanh đặt sách qua một bên hỏi bia này uống được không ạ à? hứa thanh lấy que thịt nướng rồi đưa cho cô bên kia có nước trái cây anh gọi cho em nước ép trái cây nhé em muốn nước xoài ép hay nước cam? Triệu An ca khui một chai bia, hỏi ông chủ quán một ly nhựa dùng một lần đặt lên bàn, nói với Hứa Thanh, hôm nay chị đây muốn uống bia. Hứa Thanh cũng không nói gì nữa, tự rót cho mình một ly đầy, rót tiếp nửa ly bia cho Triệu An ca, cùng ly với cô rồi cùng nhau uống. Mới vừa đặt ly xuống thì chuông điện thoại của Triệu An ca vang lên, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn tên tận mặt bắt ở trên màn hình. Nếu là lúc bình thường thì chắc hẳn cô đã nhảy dựng lên, nói chuyện nhỏ nhẹ, nhưng hôm nay không hiểu vì sao, bỗng nhiên cô không dám nhận điện thoại của anh. Điện thoại reo một hồi lâu, sau đó tự động tắt máy. Hứa Thanh nhìn cô, không nói chuyện, ngồi bên cạnh lấy cho cô một ít cá nướng và khoai tây chiên. Tần mặt bắt nhanh chóng gọi lại lần nữa, Triệu An ca chưa từng bỏ lỡ cuộc gọi nào từ anh, mỗi khi về phòng đều gọi báo tin cho anh, nhưng hôm nay anh có chút lo lắng. Không biết cô có gặp Lưu Cương ở cổng trường hay không, không biết cô có gặp phiền phức gì hay không vừa rồi anh nên đưa cô về trường. Thời điểm điện thoại reo lên lần thứ hai, Triệu An ca bấm nhận, cô cười nói, tần mặt bắt hả, lúc nãy ồn quá nên tớ không nghe tiếng chuông, tìm tớ có chuyện gì thế, tần mặt bắt nhíu mày hỏi, cậu còn chưa về trường sao, anh nghe được bên chỗ cô rất ồn ào, đông người, còn nghe tiếng ai đó đang nó, hứa thanh, cạn ly nào, cạn ly nào, cho nên, bây giờ cô đang uống bia với hội trưởng câu lạc bộ gì kia đúng không? Ăn no rảnh rỗi, trời tối trễ thế này không chịu về ký túc xá mà còn đi lăng quăng ở bên ngoài. Triệu An ca suy nghĩ một chút rồi đáp, tớ hơi đói bụng, gặp bạn học đang ăn thịt nướng, nên cùng ngồi chung thôi. Tần mặt bắt nhanh chóng hỏi lại, cậu có uống bia không? Triệu An ca lắc đầu đáp, đâu có, đâu có đâu mà, tớ uống nước trái cây á, hiệu mỹ nước nguyên á, ha 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 ha. Anh nghe thấy bên kia có ai đó đang nói chuyện với cô, Triệu An ca, ly của cậu hết rồi kìa để tớ rót thêm nhé, mặc dù bên kia rất ồn ào, nhưng anh vẫn nghe được rất rõ ràng. Vẻ mặt tần mặt bắt bình tĩnh cúp điện thoại, ngay cả áo khoác cũng không lấy, mặc áo thun chạy ra. Phố ăn vặt ngoài cổng trường có tổng cộng ba quán nướng, chỉ một lát là anh tìm được cô. Tần mặt bắt bước đến, vốn dĩ có mấy người đang nói chuyện xôn xao bỗng nhiên im lặng. Ông chủ quán nướng nhìn qua bên này, người nào đây, mặt lạnh lùng muốn phá quán hay gì vậy trời? Cho đến khi Triệu An Ca đứng dậy khỏi đám người, ông chủ mới cảm thấy nhẹ nhõm, thì ra là tìm người. Tần mặt Bắc không nói lời bước qua mấy cái bàn, đi đến trước mặt Triệu An Ca, kéo tay cô đi ra ngoài cửa. Hứa Thanh ở phía sau gọi lớn, Triệu An Ca. Triệu An Ca vẫy vẫy tay chào hô, bữa nào gặp tiếp nha hội trưởng, ngoạt ngoạt ngoạt. Tần mặt bắt dẫn cô ngã ba đường gần đó mới dừng lại, tỉnh táo chưa, tôi đưa cậu về trường, con đường này không có đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ mấy cửa hàng xung quanh chiếu ra. Cô không nhìn thấy biểu cảm của anh, có lẽ là do uống nhiều. Triệu An ca sờ sờ miệng, nhỏ giọng nói, tớ uống có chút xíu hà. Tần mặt bắt nhìn mắt cô rồi nói, chỉ uống một chút mà ngoạt 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 với người ta hả? Triệu An ca ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt của anh nói, vậy tớ muốn ngoạt 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 với cậu, cậu đồng ý không? Cậu đồng ý ngoạt 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 với tớ không? Tần mặt bắt bước gần tới cô, hơi cong lưng xuống, ngửi ngửi trên mặt cô có mùi bia nồng nặc, xem ra uống không ít. Anh thở dài nói, cậu uống nhiều rồi, tôi đưa cậu về ký túc xá, lát nữa gọi quách tuyên tuyên xuống lầu đón cậu đi. Triệu An ca duỗi tay ra sờ sờ lên cầm anh, cậu còn chưa trả lời mà, có ngoạc 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 không hả, quả nhiên là mượn rượu làm càng. Tần mặt bắt nhìn cô nói, vậy cậu đồng ý với tôi một việc, tôi sẽ cho cậu, cho cậu ngoạc ngoạc ngoạc. Đôi mắt Triệu An ca sáng rỡ nói, mật mã thẻ của tớ là ngày sinh nhật của cậu, chỉ là, chỉ là ngày đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ xem phiếu đăng danh của cậu tớ lập tức đổi thành ngày sinh nhật của cậu luôn. Tần mặt bắt ngẩn ra, chợt khẽ cười, sờ sờ mái tóc của cô, đồng ý với tôi, sau này, không được uống rượu với người khác ở bên ngoài, nhất là, lúc không có tôi ở đó. Triệu An ca mạnh mẽ gật đầu nói, tớ đồng ý, tớ đồng ý với cậu, nhanh lên, ngoạt 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 đi, nói xong hai tay choàng lên cổ anh, chu chu môi tiếng lên, sách trên tay cô rơi xuống đất, phát ra tiếng động lớn, anh hơi mặt qua, nụ hôn của cô tiếp xúc với không khí thiếu chút nữa là cả người ngã xuống đất một tay anh nhặt sách trên đất lên một tay đỡ người cô đi về phía cổng trường lúc vào cổng bảo vệ nhìn thấy hai người như thế này lo lắng hỏi thêm mấy câu rồi mới cho vào triệu an ca không uống nhiều lắm chỉ hơi say mà thôi kỳ thật ý thức của cô vẫn còn tỉnh táo chẳng qua là muốn đùa giỡn với anh một chút nhưng cũng có hơi tức giận với anh chính là vì hành động đùa giỡn lưu với anh không thành công hôn hục triệu an ca sờ sờ tráng hơi đẩy đẩy anh ra tớ không có uống nhiều, thật đó, cậu nhìn coi, tớ tự đi được mà. Nói xong bước về phía trước mấy bước, chân đi ổn định, ngoại trừ ánh mắt có chút mơ màng. Tần mặt bắt đuổi theo, giữ chặt cánh tay cô nói, tôi đỡ cậu. Triệu An ca tránh ra, ông chặt cánh tay của anh, cả người ép sát vào, hiếm khi cô có cơ hội được chơi xấu làm nũng với anh. Tần mặt bắt cười cười, để cho cô ôm. Nơi khuỷu tay anh vừa vặn tiếp xúc với chỗ kia của cô, anh không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hay chiếm tiện nghi gì của cô, anh hơi hơi giật giật cánh tay, muốn rút tay ra khỏi ngực cô, cô lại ôm càng chặt, giống như cô gái nhỏ vui sướng được ôm búp bê của mình, điều này anh không nở dập tức niềm vui của cô, vì thế anh không động nữa, để mặc cho cô ôm, thật sự anh không tưởng tượng được, nếu như anh không đến kịp, nếu như để người khác đưa cô về với tình trạng thế này, anh không muốn nghĩ đến, càng nghĩ càng bực bội, thời điểm gần đến ký túc xá nữ sinh, Tần Mặc bắt lấy điện thoại gọi cho Triệu Bân, bảo triệu bân gọi quách tuyên tuyên xuống đón người trong lúc chờ người xuống tần mặt bắt rút cánh tay ra lại phát hiện công càng ông chặt hơn nữa rút mãi không xong anh sợ làm cô đau nên không dám dùng nhiều sức dường như cô muốn không muốn trở về vẫn không nhúc nhích khư khư ông lấy cánh tay anh giống như đang giả vờ tần mặt bắt không còn cách nào khác đành phải chọt chọt mấy cái vào nách cô quả nhiên cô liền buông tay thì ra là cô sợ nhột quách tuyên tuyên nhanh chóng chạy xuống ký túc xá nâng cánh tay tay triệu an ca nói với tần mặt bắc cảm ơn hốt boy cậu vất vả rồi tần mặt bắc mỉm cười nói cảm ơn cậu trở về đi triệu an ca được quách tuyên tuyên dìu lên lầu cô lắc lắc tay nói không cần đỡ đâu tớ uống có một chút à đầu hơi nhức thôi còn lại không sao hết quách tuyên tuyên vỗ lên mông cô một cái thế lúc nãy cậu dán sát lên người hốt boy như bạch tuột là muốn làm gì hả triệu an ca dựa vào tay vịn cầu thang vừa đi vừa nói đè cậu ấy quách tuyên tuyên bước đến sờ sờ lên trán cô nói cũng đâu có sốt sao mà to gan lớn mật dữ vậy nè triệu an ca nhớ lúc ở nhà tận mặt bắc nụ hôn kia của anh cùng với lúc anh dẫn cô ra khỏi quán nướng cô nghĩ có lẽ anh cũng thích cô trước kia không xác định nên cô không dám hành động thiếu suy nghĩ quá lắm là gửi mấy tin nhắn táo bạo chưa bao giờ dám động tay động với anh sợ làm phiền đến anh nhưng bây giờ cô có thể khẳng định chẳng những anh không thấy phiền mà còn rất hưởng thụ tự như nụ hôn kia, mặc dù đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ, nhưng cảm giác đó không thể quên được, nếu như không phải hai linh hồn tâm ý tương thông với nhau, thì làm sao có thể kéo dài đến như vậy, tự như nụ hôn đó không thể kết thúc được. Phát hiện làm cho Triệu An ca thực sự vui vẻ, cô nằm trên giường, suy nghĩ rất nhiều, ngay cả tên con của hai người cũng đều đã nghĩ xong, tuyệt đối không được để cho con nhóc xấu xa đại ni kia đắc ý, như là tần như họa, tần như nguyệt, sau buổi tối hôm đó. Triệu An Ca không chủ động liên hệ với Tần Mặt Bắc, mà Tần Mặt Bắc cũng không đi tìm cô. Triệu An Ca rất bận, ngoài trừ những lúc học làm thí nghiệm, còn tất cả thời gian còn lại cô đều bận để đặt tên cho con hai người. Ngược lại Tần Mặt Bắc cũng bận bù đầu, anh gửi bức tranh được vẽ vào tối đó đến hội mỹ thuật thành phố, rồi lại vẽ một bức khác đưa đến phòng tranh của chị Hàm. Bên cạnh đó còn công việc gia sư đàn dương cầm nữa. Cho đến tận thứ sáu, Triệu An Ca mới gặp Tần Mặt Bắc ở nhà ăn anh và Triệu Bân đang từ trong nhà ăn đi ra. Ngay lập tức cô nhìn thấy trên cổ tay anh có một vết bầm, vừa xanh vừa tím. Tần mặt bắt nhanh chóng kéo ống cánh tay xuống che đi, mỉm cười với cô, thật trùng hợp. Triệu An ca đáp, trùng hợp quá. Triệu Bân đang muốn tìm cớ trốn đi nhưng bị Triệu An ca bắt lại. Cô kéo anh qua một bên hỏi, cổ tay của cậu ấy bị sao vậy, làm sao ra nông nổi thế? Triệu An liếc nhìn về phía tầng mặt bắt nói không sao, không cẩn thận nên đụng cột điện thôi. Triệu An Ca đập cậu ta một nói, rốt cuộc là bị làm sao? Triệu Bân xoa xoa mu bàn tay hơi đỏ do bị cô đánh nói, này, cậu nhẹ tay chút đi, dừng lại một chút rồi ói tiếp, lưu cương đó, còn không phải là buổi tối hôm đó cậu ấy đưa cậu về sao, trên đường về nhà cậu ấy bị lưu cương chặn đường đánh. Triệu An Ca ư ừ nói, tớ biết rồi, cậu về đi, nói xong cô đi về hướng khác cũng không quay đầu lại, tần mặt bắt thấy cô đi xa, ngay cả liếc mắt cũng không cho anh. Anh còn bị thương đây này, sao cô đi là đi liền thế hả? Sao đi xa vậy hả? Không ngoác 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 nữa a. À? Tần mặt bắt khẽ cười cười, chợt nhận ra bản thân đang ngẩn ngơ. Triệu An ca đi thẳng ra rừng cây nhỏ ở phía sau thư viện mới dừng lại, cô núp ở phía sau một bức tượng điêu khắc, cuối cùng ngồi xổm xuống khó chịu mà khóc thành tiếng. Sáng sớm thứ bảy, Triệu Tiểu Tinh bắt đầu gõ cửa phòng Triệu An ca, vừa gõ vừa hô, chị, chị ơi, mở cửa. Triệu An ca vừa ngáp vừa mở cửa, nói, không phải một nhà ba người của em muốn đi ăn đầy tháng của nhà ai à, về việc nhà của ai thì Triệu An Ca cũng không muốn biết nhiều, cô cũng không muốn biết, họ hàng của gì không có liên quan đến cô. Triệu Tiểu Tinh chui vào trong kẹt cửa, ngồi xuống mép giường, em không muốn đi, em muốn chơi chị cơ. Triệu An Ca bò lên giường, đạp Triệu Tiểu Tinh xuống giường, quát cậu bé, chàng trai, đừng có hở một tí là trèo lên giường con gái được không hả? Triệu Tiểu Tinh đứng dậy, bò lên giường, vừa nhảy tưng tưng trên giường vừa nói, em không muốn lớn đâu. Triệu An ca xuống giường, khoát tay nói, đi đi, đi đi, tùy cưng. Triệu Tiểu Tinh tiếp tục nhảy nhót trên giường một chút nữa rồi mới đi xuống. Triệu An ca rửa mặt xong, dẫn em trai đi xuống lầu ăn sáng. Trên sofa phòng khách chất đầy quà cáp, đóng gói tỉnh Mỹ, đoán chừng giá không hề rẻ. Chuyện này Triệu An ca không thèm quan tâm, đi thẳng vào phòng bếp ăn sáng. Dì gọi Triệu Tiểu Tinh bước tới, chỉnh lại quần áo cho cậu. Cả một buổi sáng, dì chỉ chăm chút quần áo của bà ta và triệu tiểu tinh ba cô ở trong thư phòng đọc tứ đại tứ tác phẩm của mình giữa trưa ông có việc đến công ty rồi lại về nhà triệu an ca vẫn luôn ở trong phòng mình cô đang băn khoăn lựa chọn rốt cuộc là tần như họa hay hơn hay là tần như nguyệt dễ nghe hơn ta dùng xong cơm trưa ba cô và dì dẫn theo triệu tiểu tinh sách đóng quà ra khỏi cửa bọn họ đi ra ngoài không bao thì thì triệu an ca nhận được điện thoại của dì Nói rằng bà quên thông báo với thầy dạy đàn sẽ nghỉ học chiều nay, nhưng điện thoại của thầy lại không gọi được đành phải chờ thầy ấy đến nhà. Bà nhờ Triệu An ca tiếp đón và nói với thầy một câu. Triệu An ca cúp điện thoại, ông thầy dạy đàn này chui ở đâu ra vậy, trình độ chuyên môn lợi hại lắm hay sao mà gì phải dùng hai chữ tiếp đón. Cô biểu môi, một ông thầy lưu manh mà còn muốn cô tiếp đón à, cô chưa cầm chổi đuổi thẳng ra chuồng heo là may lắm rồi. Ngày nào cũng dạy bậy cho Triệu Tiểu Tinh, thầy muốn cưới chị em. Thầy muốn lấy chị em, mau cút đi cho khuất mắt bà, đời này ngoại trừ tận mặt Bắc thì ai cô cũng không lấy. Trong nhà trừ bỏ bảo mẫu, không còn một ai khác, dì lại không ở nhà, điều này làm cho Triệu An ca cảm thấy rất thoải mái, thậm chí cô còn có tinh lực suy nghĩ, 4 giờ chiều nay ông thầy Lưu manh kia sẽ đến đây, cô phải chơi chết ông ta mới được. Đến nỗi cô còn nghĩ, nếu như làm cho ông thầy Lưu manh dạy đàn mà dì yêu thích kia bỏ chạy, chắc chắn bà ta có mách lẻo với ba cô sau đó ba lại mắng cô. Nhưng mà, Triệu Tiểu Tinh lại thích ông thầy này, tính khí trẻ con của cậu hiếm khi có thể quyết tâm học tập thế này, thôi, vì Triệu Tiểu Tinh. Lúc ra tay cô tiết chế lại một chút thôi, không làm ông ta sợ đến mức bỏ chạy là được. Triệu An ca nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ chiều, vẫn còn 2 tiếng đồng hồ nữa, cô quyết định đi ngủ trưa trước. Tần mặt bắt đi vào nhà Triệu An ca, nghĩ đến việc cô vẫn còn chưa biết anh là thầy dạy đàn cho em trai cô, trong lòng rất sung sướng. Cảm giác địch ngoài sáng ta trong tối thế này, thực sự rất kịch tính, không biết lúc này cô có ở nhà không nhỉ, đang làm gì, hai người có thể đụng mặt hay không đây, anh bấm chuông cửa, dì Lưu chạy ra mở cửa. Thông báo gia đình có việc ra ngoài, chỉ có đại tiểu thư đang ngủ trưa, làm phiền thầy lịa đến đây một chuyến, tần mặt bắt lấy điện thoại ra nhìn, quả nhiên có hai cuộc gọi nhở, anh mỉm cười nói, không sao à, cháu lên phòng đang chuẩn bị bài tập về nhà cho tiểu tinh luyện tập dì lưu vừa mời người vào nhà vừa nói vậy phiền thầy rồi bởi vì phu nhân rất xem trọng thầy dạy đàn này đương nhiên là dì không dám chậm trễ nhanh chóng vào phòng pha trà tần mặt bắt lên phòng đàn trên lầu ba mỉm cười nhìn băng ghế bị triệu an ca bôi sơn lần trước kéo ra rồi ngồi lên giao bài tập cho triệu tiểu tinh xong tần mặt bắt nhìn đồng hồ đột nhiên anh không biết phải đi đâu thôi thì ngồi ở đây một lát vậy dù sao đây cũng là nhà của cô dì lưu bưng trà bước vào đặt lên bàn rồi rời đi Lúc Triệu An ca tỉnh dậy, đã là hơn bốn giờ chiều, chắc là ông thầy khốn kiếp thấy không có Triệu Tiểu Tinh ở nhà, hẳn là đã đi rồi. Hết vui, cô mở cửa phòng, vừa đúng lúc nhìn thấy dì Lưu từ lậu ba bước xuống, trên tay đang bưng dĩa trà. Triệu An à gọi dì Lưu, dì ơi, thầy dạy đàn của Tiểu Tinh đến rồi ạ, à, còn chưa đi sao? Dì Lưu đi xuống cầu thang nói, chưa đi, thầy vẫn còn ở phòng đàn. Triệu An ca nói, cháu biết rồi, dì Lưu bận thì đi đi, để cháu tiếp khách cho. Phải, tiếp đón, tốt mới được. Dì Lưu lên tiếng đồng ý rồi đi xuống lầu làm việc. Triệu An ca rón ra rón rén lên lầu ba, cô nhìn cánh cửa phòng dạy đàn, dán lỗ tai lên, nghe thấy anh đang đánh đàn. Triệu An ca không hiểu đàn dương cầm, lúc độ tuổi thích hợp học đàn thì cô đã bắt đầu nghiệp lớn nuôi heo rồi. Nghe tiếng đàn rất êm tai, chuyện này thì chỉ cần ai có lỗ tai đều sẽ nhận ra. Ông thầy này cũng có chút tại đấy. Cô đứng ngoài cửa nghe một hồi, rốt cục không nhịn được mà nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chỉ nhìn thấy một bóng lưng, còn một phần lại bị giá sách bên cạnh che mất. Bóng lưng theo tiếng nhạc hơi động động, có vẻ như là rất chuyên tâm. Triệu An ca cười lạnh một tiếng, không có ai nhìn, giả vờ cái gì, ông thầy lưu manh. Đoạn nhạc dừng lại, cô lặng lẽ đóng cửa lại. Tần mặt bắt nghe tiếng đóng cửa, khẽ mỉm cười, anh đã biết trước là cô. Anh đứng dậy, bước đến phía trước bàn học, phía trên có một lá thư do Triệu Tiểu Tinh để lại, gửi thầy Tần. Chữ viết ở trên thư anh nhận ra được, ngoại trừ cô ra chẳng có ai biết chữ xấu như vậy cả đây là bản kiểm điểm cô viết nhỉ tần mặt bắt mỉm cười mở thư ra bên trong có một tờ giấy nhỏ trong thư chỉ có duy nhất một dòng chữ tên khốn kiếp kia dù cho bà đây có ế cả đời cũng không gả cho mày anh có thể tưởng tượng ra lúc cô viết dòng này chắc là đang nghiến răng nghiến lợi ế cả đời cũng thèm gả cho anh sao tần mặt bắt đứng trước bàn học thiếu chút nữa cười lớn triệu an ca ở dưới lầu đi lòng vòng nhìn đông nhìn tây trong bụng đang tính toán chơi chết mày cuối cùng cô lấy một hộp bánh quy trong ngăn tủ ra bỏ vào một dĩa nhỏ lấy hết lớp bơ ở giữa bánh ra cô ăn hết lại chạy đến phòng tắm lấy một tuyết kem đánh răng ra trét kem đánh răng màu trắng lên bánh quy lấy hai miếng bánh kẹp lại nhìn cũng không khác nhau lắm cô lấy một miếng bánh lên ngửi ngon ăn y chang như bánh quy nhân bơ vị bạc hà triệu an ca đưa dĩa bánh cho dì lưu đem lên lầu nói là không nên thất lễ với khách dì lưu thở dài nói cô chủ cô sao mà cô lại giống cậu chủ nhỏ vậy hả cậu ấy cũng không nghịch như cô vậy đâu triệu an ca biết dì lưu muốn nói gì cô cười hì hì hai tiếng nói không sao đâu cái này đâu có độc ăn không chết người đâu gì lát nữa dì nhớ nói đây là một phần tâm ý của chị gái triệu tiểu tinh dành cho thầy nha dì lưu bất đắc dĩ phải bưng dĩa bánh đi lên lầu tầng mặt bắt bật cười nhìn lá thư kiểm điểm nghe thấy có người đến anh ngừng cười nếu không người ta lại nghĩ anh ngớ ngẩn mất dì lưu đặt dĩa bánh lên bàn nói thầy tần đây là cô chủ làm cho thầy nói là một phần tâm ý của cô ấy tần mặt bắt nhìn dì lưu cười cười cảm ơn cô chủ cảm ơn dì lưu dì lưu nhìn bánh quy bơ vị bạc hà trong dĩa có chút không đành lòng lúc bước ra cửa còn nói thêm một câu thầy tần nếu không thích vị này thì để ở đây đi tôi làm một dĩa khác cho thầy tần mặt bắt nhìn dĩa bánh quy có vẻ rất bình thường nói với dì lưu cảm ơn dì lưu dì lưu đóng cửa lại đi xuống lầu đi ra vườn tưới cây làm cỏ triệu an ca ở dưới bếp tìm ly thủy tinh dì lưu dì lưu ơi ly thủy tinh chúng ta dùng để tiếp khách để ở đâu ạ à? con tìm không thấy dì lưu vừa đi vào trong vườn vừa nói dì không biết bà không muốn tiếp tay cho cô đâu thầy Tần là một thằng bé rất tốt triệu an ca mỉm cười nhìn dì lưu được 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 dì đi làm đi ạ à? chắc chắn con sẽ tìm ra kết quả đúng là cô đã tìm được rửa ly rồi rót vào chút nước ấm thêm chút muối thêm chút đường Triệu An ca hớp thử một ngụm, vị rất lạ nhưng cũng không tệ lắm, hơi hơi giống như nước soda muối. Cô lại lấy ra một hộp bột ngọt, múc nguyên một muỗng đầy bỏ vào, lúc này cô không dám thử nữa, nhưng khẳng định mùi vị kia chắc chắn sẽ làm cho thầy Tần cả đời khó quên. Khó quên đến mức mỗi khi nhắc đến chị gái của Triệu Tiểu Tinh sẽ liệt dương ngay. Lúc này dì Lưu không muốn làm đồng lõa với cô, cô đành phải tự mình mang lên, thuận tiện nhìn xem tên Lưu Manh khi dài ngắn ra sao liên tưởng đến chuyện triệu an ca bôi sơn lên ghế lần trước vả lại ám chỉ của dì lưu có thể nói tầng mặt bắt tràn đầy cảnh giác đối với dĩa bánh quy nhỏ này anh cầm một miếng lên mũi ngửi ngửi bánh quy bơ vị bạc hà anh tách hai miếng bánh ra ở giữa có nhân lại cầm lên ngửi ngửi liền biết thì ra là bánh quy bơ vị kem đánh răng đúng là làm cô cực nhọc để nghĩ ra thế này tầng mặt bắt nghe tiếng cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra ở phía sau lưng lại không có tiếng người nói chuyện cũng không có ai bước vào tám phần có người nhìn lén ngoài cửa di lưu sẽ không nhàm chán như vậy chỉ có thể là cô nếu như cô chờ mong như vậy anh cầm một miếng bánh quy lên nhắm mắt lại cắn một ngụm dù sao kem đánh răng cũng không có độc lại hơi ngọt ngọt vả lại lúc đánh răng hàng ngày cũng sẽ bị nuốt phải chút ít cô thích như vậy thì anh chơi với cô là được triệu an ca thấy người bên trong ăn bánh quy được cô bí mật chế biến nhanh chóng bưng ly nước vào bước đến vừa cười vừa nói thầy tần thầy vất vả rồi uống ly nước nha cô muốn chạy qua nhìn xem vì tiên sinh này ăn kem đánh răng này có phải miệng đầy bọt hay không đây Tần mặt bắt quay đầu miệng vẫn còn đang cắn bánh quy thấy cô chạy vào liền nuốt nửa cái bánh quy còn lại triệu an ca sợ ly nước hỗn hợp giữa muối đường bột ngọt bị đổ ra ngoài cúi đầu bưng rất cẩn thận giống như nha hoàng hầu nước thời xưa mãi cho đến khi đứng trước mặt anh hai tay bưng ly nước đưa lên vừa ngẩng đầu đây là tình huống gì vậy hả ai có thể nói cho biết chuyện gì đang xảy ra được không hả? Cô chạy nhanh ra ngoài cửa rồi lại chạy vào phòng một lần nữa, có phải cô đi nhầm chỗ rồi đúng không? Thời điểm vẻ mặt của Triệu An Ca còn ngu ngơ, tần mặt bắt thất tay cô bưng ly nước, cô nhóc này cũng không tệ lắm, còn biết đem nước đến để súc miệng nửa cơ đấy. Lương tâm trỗi dậy à, thừa dịp anh còn chưa kịp uống, Triệu An Ca nhanh chóng giật lại cái ly rồi đặt lên trên bàn. Cô bước tới, vỗ vỗ lên sau lưng anh, sao rồi, cục cưng lớn, có muốn nôn không? Tần mặt vắt khoát tay nói, không sao. Triệu An ca nhìn dĩa bánh quy trên bàn nói, hết hạn rồi, đúng đúng, bánh quy nhà tớ hến hạn sử dụng rồi. Tần mặt bắt cầm một miếng bánh lên, mở ra, bánh quy nhà cậu, khi hết hạn thì biến thành kem đánh răng hương bạc hà à. Triệu An ca đi đến trước mặt anh, chột dạ nói, cậu biết rồi sao? Tần mặt bắt ư. Ừ. Triệu An ca nhìn anh nói, vậy mà cậu còn ăn, lại nói, nhưng mà làm tớ đau lòng quá đi. Tần mặt bắt mỉm cười, vỗ nhẹ trên trán mình nói đầu óc tôi bị nước vào biết mà còn ăn triệu an ca chăm chú nhìn anh hỏi ăn ngon không tần mặt bắt gật gật đầu nói ăn ngon xong rồi xong rồi cục cưng lớn nhà cô ăn kem đánh răng xong bị ngu người luôn rồi triệu an ca đến gần nói tớ không biết là cậu nếu mà tớ biết chắc chắn sẽ không làm vậy đâu khẳng định là kéo cậu vào phòng ngủ mình luôn tần mặt bắt mỉm cười nói cậu yên tâm để cho một tên lưu manh vào phòng ngủ mình à Triệu An ca nhớ đến lá thư kiểm điểm kia, tám phần là anh đã đọc được. Cô nhanh chóng giải thích, không phải đâu, không phải đâu, cậu nghe tớ giải thích, nghe tớ giải thích, nghe tớ giải thích đi. Tần mặt bắt nhìn cô với vẻ hứng thú, nói, giải thích đi, vừa nói vừa đọc dòng chữ trong bản kiểm điểm kia, tên khốn kiếp kia, dù cho bà đây có ế cả đời cũng không gả cho mày. Triệu An ca nhảy lên giật tờ giấy trên tay anh lại, nhưng anh cố ý dơ lên rất cao, cô nhảy mấy cái cũng không tới. Tần mặt bắt nhìn dáng vẻ rầu rĩ sắp khóc kia của cô, đột nhiên có chút không đành lòng trêu ghẹo cô nữa. Anh cố ý thả tay hơi thấp xuống, để cho cô có thể giật tờ giấy lại. Triệu An ca thở vào nhẹ nhõm, vo tròn tờ giấy lại rồi vứt ra ngoài cửa sổ, nói, thầy Tần, bản kiểm điểm đó em sẽ viết lại, 500 chữ, đảm bảo một chữ cũng không thiếu, thư tình 500 chữ chỉ cần hạ bút thành văn, chỉ cần viết cho anh thì cỡ nào cũng được. Tần mặt bắt ư đắp, này không gấp, cậu từ từ viết, yêu cầu rất đơn giản, câu văn phải trôi chảy, cảm xúc đầy đủ. Triệu An ca dùng sức gật gật đầu, cô hơi ngẩng đầu lên, nhìn anh nói, không phải ngay từ đầu là cậu biết tớ là chị của Triệu Tiểu Tinh chứ, cậu còn nói muốn kết hôn với người ta nữa. Tần mặt bắt nhìn gương mặt hơi ửng hồng của cô, nói, ừ, lần đầu tiên đến là đã biết, vẻ mặt Triệu An ca sáng rỡ nhưng hơi mỉm cười xấu hổ, cô hơi hơi cúi đầu nói nhỏ, vậy cậu còn nói muốn kết hôn với người ta nữa, là thật đúng không? Tần mặt bắt nhìn cô nói, nhưng mà cậu nói là cho dù ế cả đời, cũng không gả cho tôi. Triệu An ca muốn khóc rồi, muốn quay ngược thời gian về ngày viết bản kiểm điểm kia. Cô cao mày nói, tớ không biết là cậu mà, nếu tớ biết, tần mặt bắt tiếp lời, liền kéo vào phòng ngủ, đúng không? Triệu An ca nhanh chóng gật gật đầu, đúng đúng đúng, y như tớ nói lúc nãy đó, nhưng bây giờ cô mới chỉnh người ta, nên không dám kéo vào phòng ngủ thôi. Nói đến chuyện chỉnh người, Triệu An ca nhìn nhìn cái ghế, rồi lại nhìn nhìn quần anh, tần mặt bắt bị cô nhìn chồng chọc như vậy nên có hơi không được tự nhiên, huống chi lại là quần, nếu như bị cô tiếp tục nhìn như vậy, sợ là xấu hổ mất, anh chủ động mở miệng nói, quần tôi đã tự giặt rồi, rất sạch sẽ, là cái đang mặc đây này, không còn màu nữa. Triệu An ca bước lên phía trước đến bên cạnh anh, tiến tới nhìn lên mông anh rồi nói, để tớ xem nào, còn chỗ nào không giặt sạch không. Nói xong còn sờ sờ lên quần anh, nói tiếp, mày ghê mây ghê vải này dễ giặt ghê, ngón tay cô đụng vào người anh, cả người anh như bị điện giật, lùi ra sau nói, à, ừ, dễ giặt. Nếu như cô tiếp tục nhìn chầm chầm như vậy, sợ là anh hỏng mất, bình tĩnh phải bình tĩnh, tần mặt bắt chập ly nước cô đặt trên bàn lên, uống một ngụm. Triệu An ca không kịp ngăn cản, đã lỡ không kịp cản rồi, chuồng thôi, giả vờ như mình không có ở đây, giả vờ như cô chưa từng đến chỗ này đi. Bởi vì tần mặt bắt được giáo dục tốt, nên không phun dung dịch hỗn hợp muối đường bột ngọt kia ra, anh chạy vào toilet, nhổ vào bên trong bồn cầu. Triệu An ca lập tức nhanh chóng chạy vù ra bên ngoài, cửa cũng không kịp đóng, lạch bạch chạy xuống lầu 2, đẩy cửa phòng ngủ ra, bấm chốt, trèo lên giường rồi chui vào trong chăn. Vừa niệm chú, cậu không nhìn thấy tớ, cậu không nhìn thấy tớ, cậu không nhìn thấy tớ, chờ cô niệm chú xong, đến khi bình tĩnh lại thì quả thực muốn nhảy lầu tự sát. Sao mày làm chuyện ngu ngục vậy hả? tần mặt bắt súc miệng, nhìn vào trong gương, được lắm, triệu an ca, cậu giỏi lắm, ba phần muối, mười phần đường trong đó hết sáu phần là bột ngọt thành ra vị gì đây, tình yêu sao, tần mặt bắt cảm thấy đầu anh đúng là uống nước mà, mẹ nó đúng chẳng ra mùi vị gì cả, anh vuốt vuốt mặt, nhìn vào trong gương cười, triệu an ca, cậu chơi vui nhỉ, anh lại cười thêm một hồi nữa, tần mặt bắt nhìn hình ảnh của mình trong gương, anh đã không còn nhớ bản thân không còn cười tươi như vậy bao lâu rồi ba năm nay áp lực nợ nần làm cho anh không thể nào thở nổi anh đã sớm không giống như những người bạn đồng lứa đến ngay cả tình yêu cũng biến thành xa xỉ trước kia dù muốn cũng không dám nghĩ tất cả suy nghĩ anh đều đè nén trong lòng một người đàn ông còn không tự lo được cho bản thân thì có tư cách gì mà hứa hẹn với người con gái mình yêu chứ nhưng triệu an ca chơi vui như thế tần mặt bắt lại nhìn gương cười thêm một lúc dường như anh muốn cười để bù đắp đi sự thiếu hụt trong suốt ba năm qua anh đứng trước gương, cười đến đau cả bụng. Triệu An ca à, cậu chờ đó cho tôi. Cuối cùng, tần mặt bắt không cười nữa, anh nhìn vào gương thầm thề, anh sẽ cố gắng hết sức để bản thân có đủ tư cách hứa hẹn với cô. Anh nhìn đồng hồ, cũng đã gần đến giờ phải ra về. Tần mặt bắt đi ra khỏi phòng đàn, nhìn thoáng qua lầu 2, không một bóng người. Anh không biết phòng của Triệu An ca ở chỗ nào, không thể chào tạm biệt với cô, liền đi xuống lầu, bước ra khỏi cửa. Triệu An ca cuốn chặt chăn không dám nhúc nhích chỉ để lộ ra đôi mắt nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ sợ tầng mặt bắt tiến vào tóm lấy cô nhìn một lúc lâu cũng không thấy tầng mặt bắt có động tĩnh gì cô nhẹ nhàng bước xuống giường nhẹ nhàng hé mở cửa cho một tí vừa đúng lúc bắt gặp tầng mặt bắt đi xuống lầu một bước ra ngoài không hề quay đầu lại nhất định là anh giận rồi nếu không thì vì sao mà đi không nói gì chứ cô thà để anh bắt cô đánh đòn một cái ơ ờ mà không đúng đánh nhiều cái cũng được triệu an ca đúng cửa phòng ngủ trèo về trên giường Cô nghĩ đặt bản thân vào tình huống như vậy, nếu như cô bị người khác chơi ăn kèm đánh răng rồi uống dung dịch kinh dị kia, chắc chắn cô cũng không vui gì. Phân tích như vậy, cô liền ủ rũ. Triệu An ca lấy điện thoại, bấm vào danh bà, dán mắt nhìn vào ba chữ cục cưng lớn một hồi cũng không bấm gọi. Tần mặt bắt đi ra cổng biệt thự, đi không được bao xa liền nhặt được một cục giấy tròn tròn. Chính là tờ giấy mà Triệu An ca đã vứt bỏ. Tên khốn kiếp kia, dù cho bà đây có ế cả đời cũng không gả cho mày tần mặt bắt vuốt vuốt thẳng tờ giấy, gấp lại chỉnh tề rồi cất vào túi, khóe miệng anh hơi cong lên, lưu manh à, có cơ hội sẽ cho cậu biết như thế nào mới là lưu manh thật sự. Chỉ Hàm gọi điện tới, nói bức tranh anh gửi để tham gia cuộc thi đã được qua vòng loại, tần mặt bắt cúp máy, vốn dĩ tâm tình đang tốt, lại càng thêm phấn khởi, cuộc sống luôn tràn đầy hy vọng, nó bức bắt cậu vào đường cùng chính là vì muốn mở cho cậu một lối thoát. Sau bữa tối, tần mặt bắt đến nhà thầy giáo dạy đàn đầu tiên của anh. Thầy dạy đàn của anh là một nghệ sĩ vô cùng có tiếng trong giới, gần đây ông muốn tổ chức một buổi hòa nhạc, khăng khăng muốn dẫn anh theo. Tần mặt bắt không có đàn dương cầm để luyện tập, anh chỉ có thể đến nhà ông để tập vào cuối tuần hoặc nhưng khi không có tiết học. Từ trong nhà thầy đi ra đã gần 9 giờ rưỡi. Lúc tần mặt bắt về đến nhà, thấy xe của chú Lâm ở cửa tiểu khu, anh vốn nghĩ sẽ giả vờ nhưng không thấy, bước thẳng đi qua, nhưng vẫn bị gọi lại. Tần mặt bắt đành phải quay lại lâm quân tường ngồi trong xe nói tiểu bắt tần mặt bắt đáp chào chú lâm lúc đầu anh còn định hỏi ông vì sao biết anh ở chỗ này nhưng anh không lên tiếng dựa vào tài lực quan hệ của chú lâm còn cần phải hỏi sao cho dù anh trốn ở chân trời góc bể cũng sẽ bị tìm được tần mặt bắt không biết sao anh muốn tránh ông cảm giác của anh đối với chú lâm không thể nói rõ được khách sáo không đúng mà bất hòa cũng không phải rất gượng gạo dần già thành ra như vậy lâm quân tường đứng trước xe nói không mời chú lên xem nhà cháu sao tần mặt bắt cười nói chỉ là nhà thôi thôi ạ à, không có gì hay để xem vả lại bạn cùng phòng của con cũng ở đó lâm quân tường không nói gì đi đến cửa hàng trái cây bên cạnh mua hai giỏ trái cây lại nói nhìn cũng còn tươi lắm con mang về cho bạn cùng phòng ăn chung đi tần mặt bắt theo bản năng nghĩ muốn từ chối nhưng nghĩ lại đành nhận lấy lâm quân tường cười nói hôm qua chú có qua nhà ngoại con mẹ con bị cảm chú dẫn bà ấy vào bệnh viện bác sĩ đã kê thuốc con có rảnh thì đi thăm bà ấy đi. Tần mặt bắt ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Quân Tường một cái, con biết rồi, lại nói, chú Lâm bận rộn nhiều việc, mẹ con đương nhiên con sẽ chăm sóc tốt. Lâm Quân Tường mỉm cười gượng gạo, tần mặt bắt nhìn đồng hồ, đã trễ rồi, con về trước, Lâm Quân Tường phất phất tay với anh, ngồi vào trong xe. Tần mặt bắt đi vào bên trong tiểu khu, về phòng thuê của mình, đặt giỏ trái cây lên bàn ăn, nói với Triệu Bân, mua cho mày đó. Triệu Bân đang chơi game trên sofa, vừa thấy có món ngon nhanh chóng xông tới ngó nghiêng nhìn hai ba lượt nói cho tao hết hả tần mặt bắt gật đầu nói tao đảm bảo không ăn miếng nào triệu bân vô cùng vui mừng xách giỏ trái vây lên nói ngày mai tao sẽ tặng cho tiểu tuyên tuyên mà sao mày không ăn thế tần mặt bắt đáp tao không muốn ăn hỏi lại tiểu tuyên tuyên là ai triệu bân nhìn anh nói bạn gái tương lai của tao luôn đi chung với triệu an ca đó mày không nhớ hả tần mặt bắt vừa đi về phía toilet vừa nói mày nói quách tuyên tuyên thì tao còn biết, chứ tiểu tuyên tuyên thì bố thằng nào nhớ, lại nói, tao gọi triệu an ca đều là triệu an ca, cũng có gọi người ta là an ca đâu. Triệu bân cực kỳ khinh bỉ nhìn anh nói, lãng mạn đó có biết không, nickname ok, cục cưng, hiểu chưa, tần mặt bắt rửa tay xong, vào phòng lấy quần áo ngủ, chuẩn bị đi tắm, nhắc đến triệu an ca làm cho tâm trạng của anh tốt lên. Triệu An ca à, bây giờ cậu đang làm gì vậy? Thời điểm đánh răng, vừa nhìn thấy kem đánh răng, anh liền nghĩ đến cô, bánh quy bơ vị bạc hà, đúng là cả đời khó quên. Tần mặt bắt vừa đánh răng vừa nghĩ, như thế này thì từ đây về sau mỗi lần đánh răng đều sẽ nghĩ về cô mất thôi. Lúc này, chắc là cô đã tắm xong rồi nhỉ, tám phần là đang nằm trên giường chơi điện thoại hoặc là đọc sạch rồi. Tần mặt bắt đánh răng xong, súc miệng, chìm vào trong suy nghĩ của bản thân. Trước kia anh không phải như vậy, vì sao trong đầu lúc nào cũng là triệu an ca thế này? Tần mặt bắt vừa trầm tư vừa tắm rửa, sau đó đó về phòng ngủ lấy một quyển sách chuẩn bị xem. Triệu An ca đang đọc sách gì nhỉ? Lúc cô đọc sách thì sẽ nằm trên giường hay là ngồi trên bàn học ta? Theo sự hiểu biết của anh đối với cô, chắc là nằm trên giường rồi tựa lưng vào gối. Thế thì gối của cô sẽ có màu gì nhỉ? Hồng nhạt hay là màu xanh đây? À còn áo ngủ của cô nữa chứ, màu gì đây? Vẫn còn nội y nữa mà, màu gì nhỉ? Dừng, dừng, mau dừng lại, đúng là cầm thú mà tận mặt bắt phải tốn năm sau phút mới có thể đẩy triệu an ca ra khỏi suy nghĩ đen tối của bản thân sau ngày hôm nay anh tuyệt đối sẽ không nghĩ nữa đoán chừng là bởi vì nụ cười thông suốt ở trong toilet nhà cô chiều nay sau khi cười xong dường như tất cả áp lực trên người anh đều được giải tỏa bầu trời của anh đã không còn mây đen dày đặc là bởi vì ánh nắng của cô đúng không đọc sách xong đã hơn mười một giờ tần mặt bắt tắt đèn nằm trên giường cuối cùng thì áo ngủ của cô là màu gì vậy hả Triệu An Ca đang mặc áo ngủ hai dây màu xanh nằm trên giường, cô không đọc sách cũng không chơi điện thoại, chỉ là lăn qua lộn lại không ngủ được. Nhớ đến chiều nay, nhìn bóng lưng của anh lúc đi ra khỏi cổng nhà cô, cô liền hối hận muốn đập đầu vào tường. Lúc này anh đang làm gì vậy, trong miệng còn vị muối đường bột ngọt hay không, bây giờ cô chỉ muốn chạy vọt đến trước mặt anh nói, không sao cực cưng lớn, tớ không chê cậu đâu, chúng ta hôn luôn đi, sau đó đoán chừng là cô sẽ bị quất một bạc tai nhưng mà anh được dạy dỗ tốt như vậy, chắc là sẽ không động tay với con gái đâu, chắc là không cũng đánh cô đâu. Vậy thì cậu mau mau lại đây chà đạp tớ đi, Triệu An ca khà khà cười lên hai tiếng, cười xong mới phát hiện, miệng cô chảy nước miếng nữa chứ, giống như bị thiếu thốn lâu ngày, thật là mắc cỡ quá đi. Triệu An ca lau nước miếng, lấy điện thoại bấm vào vòng bạn bè, tầng mặt bắt không đăng trạng thái nào, cô nhìn thời gian cũng đã 12 giờ, sáng hôm sau, Triệu Tiểu Tinh chạy đến gõ cửa phòng cô. Triệu An ca chui ra khỏi ổ chăn, mặc áo ngủ tay dài rồi mở cửa. "Chị ơi." Triệu Tiểu Tinh chui vào cửa, trèo lên giường rồi nhảy tưng tưng. Triệu An ca bước tới, nằm xoài lên sofa, quay đầu lại nói, "Triệu Tiểu Tinh, ngày hôm qua em không học đàn." Triệu Tiểu Tinh nhảy xuống giường, bắt chước dáng vẻ Triệu An ca nằm xoài trên sofa, đáp, "Dạ không, em xin nghỉ mà." Triệu An ca ngồi xuống, nói với Triệu Tiểu Tinh, "Vậy em có nhớ thầy Tần của em không?" Triệu Tiểu Tinh gật gật đầu nhìn đi, đúng là con nít ngây thơ dễ dụ. Triệu An ca ân cần hỏi thăm, vậy thì chúng ta cũng nên gọi điện cho thầy đúng không, cảm ơn thầy đã dạy dỗ chúng ta, coi như là bày tỏ tình cảm với thầy. Triệu Tiểu Tinh nhìn điện thoại đồng hồ trên cổ tay nói, nhưng mà em không có số của thầy. Triệu An ca lấy điện thoại trên tủ đầu giường rồi nói, chị có, chị có, để chị bấm số giúp em cho. Triệu Tiểu Tinh ngẩng đầu hỏi, dùng điện thoại của chị gọi trực tiếp luôn đi, vậy thì không phải tiện hơn sao chị? Triệu An ca cười nói, vậy là em không biết rồi, phải dùng điện thoại của em gọi, nhưng vậy thì mới có thành ý hơn chứ. Triệu Tiểu Tinh gật gật đầu. Triệu An ca dùng điện thoại đồng hồ của Triệu Tiểu Tinh gọi điện cho Tần Mặt Bắc. Lúc trước Tần Mặt Bắc đã lưu số của Triệu Tiểu Tinh, nhanh chóng bắt máy, nói. Tiểu Tinh, chào em. Triệu An ca công lưng nhìn điện thoại đồng hồ của Triệu Tiểu Tinh, căng lỗ tai lên hóng, giọng nói của anh rất êm tai, rất ấm. Chỉ có vậy thôi cũng đủ để giải nổi khổ tương tư của cô. Triệu Tiểu Tinh nhìn đồng hồ rồi chào, thầy Tần, chào thầy, thầy vất vả rồi. Tần mặt bắt cười hỏi, không phải em đang tập đàn dương cầm sao, có chỗ nào không hiểu ư? Triệu Tiểu Tinh đáp, không à, em đang ở phòng chị em chơi. Tần mặt bắt cười, chị em làm gì vậy? Triệu An ca căng thẳng, muốn tìm cô tính sổ đấy à, cô vừa làm động tác im lặng với Triệu Tiểu Tinh, vừa trốn vào trong toilet thanh âm vô cùng lanh lảnh của triệu tiểu tinh vang lên, chị em đang đi tiểu tiểu rồi, triệu an ca mém chút té xỉu luôn. Tần mặt bắc khẽ cười nói, hai người không ăn sáng sao, anh sợ cô sẽ xấu hổ nên lãng sang chuyện khác. Triệu tiểu tinh lớn giọng đáp, chờ chị em tiểu hết nước đã mới được đi ăn. Triệu an ca dán lỗ tai lên cửa toilet. Nếu như không phải Triệu Tiểu Tinh đang gọi điện cho Tần Mặt Bắc thì bây giờ cô đã lao ra ném cậu nhóc ra cửa sổ rồi. Tần Mặt Bắc ừ nói, vậy hai người chuẩn bị nhanh đi, ăn sáng sớm sẽ tốt cho dạ dày. Triệu tiểu tinh trả lời rất lớn, dạ, để em hỏi chị em có bị té trong toilet không nữa, giờ này rồi mà còn chưa ra, chị, chị ơi, chị có bị sao không thế, đoán chừng là cậu nhóc đã quên, tần mặt bắc vẫn đang chờ triệu tiểu tinh cúp máy trước, anh không cúp máy vội, bật loa ngoài lên. Triệu An ca mở cửa toilet, hét lên với triệu tiểu tinh, thằng nhóc thối, sao mấy cái này lại đi nói với người ngoài hả, gì mà nước tiểu hả, lại còn hết nước tiểu mới được, có biết là thô tục hay không, ảnh hưởng hình tượng chị đây rồi. Đúng thế, tiên nữ chúng ta đều là không đi tiểu cũng không đánh rắm. Triệu tiểu tinh vô cùng ấm ức nói, thầy Tần không phải người ngoài mà. Triệu An ca vỗ vỗ lên đầu cậu nhóc, em mới học có mấy tiết mà bán đứng chị rồi hả? Triệu tiểu tên hờ sờ đầu, chị, không phải chị không thích thầy Tần sao? Tần mặt bắt đặt sách xuống, nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại. Trong điện thoại truyền tới giọng nói Triệu An ca vô cùng giỏng dạc, thích, cực thích, yêu thích muốn chết. Còn nữa, sau này không được gọi chị nữa, phải gọi là sư mẫu, biết chưa? Tần mặt bắt hắn giọng nói, sư mẫu. Một giọng nói bất thình lình vang lên, làm Triệu An ca giật mình, cô nhìn đồng hồ trên cổ tay Triệu Tiểu Tinh, hiển thị cuộc gọi đang tiếp diễn. Mẹ nó xấu hổ quá đi. Hết chương 20, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.